Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 1001, kinh nghiệm 2. Dương Kình Tùng tức giận nói, mẹ kiếp, cái con đàn bà này. Vẫn chưa kịp dứt lời, lại bị một cái tát bay thẳng vào mặt, lần này là Trương Dương ra tay, chẳng ai nhìn thấy rõ Trương Dương xông ra vào lúc nào. Dưới sự giám sát của hai viên cảnh sát, tên này không biết làm thế nào mà đứng dậy được, hơn nữa lại chạy đến trước mặt Dương Kình Tùng trong chớp mắt, tát cho gã một cái bà tay hắn ra tay nặng hơn nhiều so với hà hâm nhan, làm cho Dương Kình Tùng quay một vòng trên đất, máu dớm ra ở môi, một bên mặt sưng vù lên. Dương Kình Tùng và mấy tên đàn em nữa cùng xông lên. Mấy cảnh sát giao thông mà đứng đầu là Triệu Anh Tráng thấy tình hình không hay vội vàng tách hai bên ra, mặc dù họ có quen với bên Kỳ Phong, nhưng nếu đánh nhau ngay chỗ công cộng, thì họ cũng phải chịu trách nhiệm quản lý, Triệu Anh Tráng hét to, làm gì đây? Làm gì đây? Lùi hết về cho tôi sương kình tùng bị tát hai nhát trước mặt mọi người mắt đỏ sọc lên gã xông đến như phát điên mẹ kiếp tao đánh chết mày kỳ phong kéo lấy gã thấp giọng nói kình tùng giờ không phải lúc sương kình tùng chỉ vào trương dương nói mẹ kiếp mày nghe rõ cho tao hôm nay tao không phế mày thì tao không phải là họ dương trương dương rất tự nhiên nói lại thằng cháu kia nếu mà mày còn nói năng thô lỗ như vậy nữa tao sẽ nhổ hết răng mày làm cho mày một cái vòng đeo tay đấy dương kình tùng dù sao cũng là người có chút thân phận địa vị hôm nay bị đối phương đánh cho hai cái bạt tai hơn nữa lại thành bộ dạng thế này tức đến độ không chịu nổi gã lớn tiếng nói mẹ kiếp mày có biết tao là ai không trương dương cười nói một đám khốn nạn thôi không biết mình là ai mà còn dám ra ngoài này à? về sau bảo cha mày kéo quần mày cho chặt vào để máu lên não đỡ lộ ra cái đầu thiếu iốt của mày xấu xí không phải là lỗi của chúng mày nhưng đi ra đây làm người khác phát buồn nôn là cái chúng mày sai rồi. Dương Kình Tùng không thể nào nói lại được với Trương Dương, tức đến độ kêu to lên, bỏ tôi ra, tôi phải phế hết nó, tôi phải chặt nó ra. Trương Dương quay sang nói với Triệu anh Tráng, "Này đồng chí Triệu, đám người này có phải là xã hội đen không thế?" Mở miệng là đòn chém chết tôi, uy hiếp đến an toàn bản thân tôi, anh cũng không quan tâm à? Audio điện tử Võ Tấn Bền Triệu Anh Tráng lúc này đã nhận ra sự khó nhận của Trương Dương rồi. Nếu là người bình thường, xảy ra việc thế này đã bắt đầu sợ từ lâu rồi. Nhưng tên này lại làm ra vẻ chẳng sao cả. Chẳng lẽ hắn ta thật sự có chút bối cảnh sao? Những cảnh sát này hầu như học xã hội quan hệ học tốt hơn là tâm lý tội phạm. Thời đại hòa bình không có nhiều cơ hội để họ đấu tranh với tội phạm, thế là họ đều chú tâm vào nội bộ nhân dân và quan hệ xã hội. Triệu Anh Tráng có chút kinh nghiệm xã hội, gã vẫn phán đoán dựa trên kinh nghiệm tên Trương Dương này có lẽ có chút bối cảnh, nhưng gã không cho rằng bối cảnh của Trương Dương mạnh hơn của Kỳ Phong, đây là Đông Giang, chú của Kỳ Phong là thị trưởng thành phố Đông Giang Phương Chi Đạt. Sau khi Dương Kình Tùng bị chọc tức liền gọi người đến, gã gọi người đến không phải là vì xử lý Trương Dương trước mặt mọi người, có to gan đến mấy gã cũng không dám làm vậy trước mặt cảnh sát, gã phải dùng cách này để làm cho Trương Dương nhận thức được sự lợi hại của mình. Một người có thực lực hay không phải xem tiền có nhiều hay không, còn người có nhiều không, Thật ra cũng chỉ có thể chứng minh được hai người có qua lại quan hệ với nhau, trong tay anh không có tiền thì không gọi được người đến, giúp đỡ người khác cũng cần phải ăn cơm. Mấy viên cảnh sát giao thông thương lượng một chút, quyết định đưa Trương Dương đến đại viện sự cố khu Bạch Sa, xem chừng mấy người của Dương Kình Tùng đã bực mình rồi, nếu thật sự không kiềm được mà xảy ra xung đột, chỉ dựa vào mấy viên cảnh sát như họ cũng không thể nào khống chế tình hình. Trương Dương bảo Hà Hâm Nhan và Triệu Nhị Văn cùng lên xe cảnh sát với hắn đây là để tránh cho Hà Hâm Nhan bị thương. Khi xe cảnh sát khởi động, mấy tên xã hội đen còn to gan đập mạnh vào cửa sổ của xe cảnh sát. Còn có người chỉ vào Trương Dương đang ngồi trong xe, ngụ ý muốn đánh nát thây hắn. Điều làm cho mấy người cảnh sát giao thông cảm thấy bất ngờ là, thái độ của Trương Dương rất ung dung tự tại, dường như không hề cảm thấy chút nguy hiểm nào vậy. Hà Hâm Nhan cũng rất bình tĩnh, lên trên xe cảnh sát còn nói cười với Trương Dương, dường như hai người họ đang đi du lịch ngắm cảnh vậy chỉ có sắc mặt của Triệu Nhị Văn là trắng bệch. Đến đại đội sự cố, đám người của Kỳ Phong cũng lái xe đến cùng, giờ đây họ đã có hơn 50 người, có điều họ cũng không muốn làm cho cảnh sát thấy mình gây sự trước mặt mọi người, túm năm tụm ba dưới bóng cây, thật ra đều là đang đợi Trương Dương đi ra. Một cảnh sát giao thông già thấy tình hình ngoài đó, thở dài nói với Trương Dương, này, sao cậu không biết chọn người chọn giờ gì vậy? Trương Dương mỉm cười nói, cái gì là không biết chọn người chọn giờ? Câu này của ông tôi không hiểu. Cảnh sát già nói, cậu nhìn đám người ở bên ngoài đó xem, có đứa nào là dễ gây sự chứ? Quan gia dễ kết không dễ giải đâu, xảy ra mâu thuẫn không sợ, cố gắng giải quyết trong hòa bình là được rồi, hà tất phải gây thành chuyện thế này. Triệu Anh Tráng bước đến vất tập hồ sơ lên bàn, rồi nói với Trương Dương, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe. Trương Dương cười nói, anh thật lằng nhằng quá đi, anh không cho tôi xem giấy chứng nhận của anh, thì tôi dựa vào đâu mà phải cho anh xem giấy tờ của tôi." Triệu Anh Tráng rất tức giận, gã thầm nói, tên này đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, gã gật đầu, rồi không tiếp tục đòi giấy tờ của Trương Dương nữa, cầm điện thoại lên gọi điện cho phòng thực nghiệm chi đội hình sự, hỏi về kết quả xét nghiệm máu của Trương Dương, gã đã chắc mẩm Trương Dương nhất định lái xe sau khi uống rượu, Trương Dương nhà anh chẳng phải rất hống hách sao. "Đợi sau khi có kết quả, tôi xem anh còn cứng đầu được nữa hay không." lái xe trong khi say xỉn, không có giấy tờ xe, còn cộng thêm tội phá hoại tài sản của người khác, ngồi tù là chắc chắn rồi. Nhưng sau khi Triệu Anh Tráng gọi điện thoại hỏi rõ về kết quả xong, gã liền đờ ra đó cái gì cơ? Anh nói cái gì cơ? Sau khi gã chắc chắn đối phương nói máu của Trương Dương không có thành phần cồn, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào. Có phải anh đã nhầm lẫn gì đó rồi không? Anh ta nồng nặc mùi rượu trên người, chúng ta chẳng phải đã ngửi thấy rồi hay sao? Nhân viên bên phòng thực nghiệm nghe thấy gã nghi ngờ kết quả xét nghiệm của mình, ngay lập tức cũng tức giận, anh thích tin thì tin, dù sao kết quả xét nghiệm là bình thường. Anh xét nghiệm lại lần nữa đi, triệu anh tráng vẫn cứ khăng khăng, gã tin vào trực giác của mình, trên người trương dương nồng nặc mùi rượu như vậy, gã không thể nào ngửi nhầm được. Đối phương nói, anh nghĩ rằng chúng tôi nhàn rỗi quá không có chuyện gì làm có phải không? Này triệu anh tráng, anh có thủ lớn lắm với người ta à? nói xong người đó liền cục điện thoại. Triệu Anh Tráng cầm điện thoại đờ ra ở đó, phải đến một phút sau mới hồi phục lại được tinh thần. Gã đặt điện thoại xuống, rồi lại quay sang nhìn Trương Dương, Trương Dương cười, dường như tên này đã biết kết quả xét nghiệm từ lâu. Trương Dương nói, Triệu Cảnh Quan, có phải kết quả xét nghiệm của tôi đã có rồi không? Triệu Anh Tráng gật đầu. Tôi đã uống rượu chưa? Nói, Triệu Anh Tráng tức giận nhìn hắn, coi như là anh may mắn. Trương Dương cười nói, điều này có liên quan gì đến may mắn hay không đâu tôi chưa hề uống rượu điều này chứng minh hệ thống công an của các anh vẫn được coi là tôn trọng sự thật đấy với thần công của trương đại quan ép hết hơn một cân ngũ lương dịch đó ra ngoài là điều hết sức dễ dàng đám người triệu anh tráng có đánh chết cũng không thể ngờ đến việc này hà hâm nhan sau khi biết được kết quả cũng cười rất sáng lạn hóa ra trương dương cố ý trêu đùa đám cảnh sát giao thông này trương dương nói giờ tôi đi được chưa triệu anh tráng nói chưa được đưa giấy tờ xe của anh ra đây lần này trương dương không từ chối lấy giấy tờ trong túi của mình vất lên bàn triệu anh tráng cầm xem phát hiện chiếc xe không phải là của trương dương gã thấp giọng nói hèn chi đâm xe vào xe khác mà không thấy đau lòng hóa ra không phải xe của anh trương dương nói là xe của bạn xe của bạn cũng không được cố ý đâm anh đã phạm lỗi phá hoại tài sản của người khác lúc này kỳ phong lại vào Gã vào một mình, đến chỗ này, người có đông đến mấy cũng vô dụng mà thôi, gã bảo những người khác đứng đợi ở ngoài. Kỳ Phong nói, chiếc xe đó của tôi đáng giá hơn 100 vạn đấy, giờ đây gần như hỏng toàn bộ rồi, tôi chỉ cần khởi tố anh, là anh ngồi tù chắc. Trương Dương cười nói, khởi tố tôi đi, rất hoan nghênh, tôi nên khởi tố ai nhỉ? Tôi lái xe chỉ có chút kỹ thuật thế thôi, đường rộng như thế mà bị các anh làm tắc, phán đoán của tôi sai lầm vì vậy mới đâm vào xe của anh, tôi còn chưa khởi tố anh nữa kia. Triệu Anh Tráng nói, anh đừng có mà ngụy biện, nếu như nói lần đầu tiên anh đâm là do kỹ thuật có vấn đề còn nghe được, còn lần thứ hai thì sao? Lần thứ hai anh rõ ràng là cố ý đâm. chương 1002, Kinh nghiệm 3 Trương Dương nói, này Triệu Anh Tráng cảnh quan, nhìn tuổi tác của anh thì có lẽ anh cũng không phải mới bước vào nghề cảnh sát nữa. Anh đừng phán đoán mọi việc dựa trên kinh nghiệm nữa có được không, Kinh nghiệm lắm khi sẽ hại chết người đấy anh có biết không? Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ trở nên căng thẳng tâm lý, lúc đó phản ứng đầu tiên của tôi là lùi xe, nhưng vì quá căng thẳng nên tôi lại về nhầm số, vừa đạp ga nó đã vọt lên đằng trước rồi, mà thật ra tôi có nói với anh những điều này cũng vô dụng thôi." Kỳ Phong nói, "Anh dựa vào đâu mà đâm vào xe của tôi? Tôi nói cho anh biết, hôm nay hoặc là phải đền ngay cho tôi một chiếc xe mới, hoặc là chúng ta gặp nhau ở tòa." Trương Dương nói, anh cũng hiểu luật pháp cơ à? Nếu hiểu luật thì anh còn cố ý thắng gấp tạo nên sự cố lần này làm gì? Tôi cũng nói cho anh biết, mua một chiếc Audi mới đền cho người ta, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi đi, việc này tôi sẽ tha cho anh. Audi, anh nghèo đến phát điên rồi à? Đó là một chiếc auto. Trương Dương nói, auto với Audi tôi không phân biệt được, tôi nói Audi thì nó sẽ là Audi. Những lời đã nói ra rồi, anh còn muốn tôi nuốt lại à? Thì Phong tức đến độ đỏ mặt tía tai, nói với Triệu Anh Tráng: "Đồng chí cảnh sát, tôi từ chối hòa giải, tôi phải khởi tố anh ta, tôi phải để anh ta chịu trách nhiệm hình sự." Gã cho rằng mình có lý hơn trong vụ đâm xe lần này. Triệu Anh Tráng nói: "Hà tất phải làm to lên vậy. Thật ra mỗi người nhường một chút là được rồi." Trương Dương cười nói: "Anh không hiểu tôi rồi, anh thử đi nghe ngóng xem, tôi lớn thế này đã bao giờ nhượng bộ ai chưa?" hà hâm nhan thở dài nói đang yên đang lành các người gây sự vào với anh ấy làm gì tôi thật sự cảm thấy xót xa cho các người đấy kỳ phong nói cô tưởng là tôi không nhận ra à quan hệ của hai người chắc chắn không bình thường hắn ta đến đây là để giúp cô ánh mắt của gã dừng lại một lúc trên gương mặt hà hâm nhan trong lòng thầm nói đúng là đẹp thật trương dương cười nói tôi còn cứ tưởng anh bị ngốc cơ từ câu này của anh có thể thấy rằng anh chưa ngốc đến độ không biết gì đã biết là tôi đến để giúp cô ấy, hôm nay tôi nhất định phải giúp họ đến cùng. Kỳ Phong nói, hùng hổ cái gì, tưởng rằng Đông Giang này tất cả đều mang họ trương à. Triệu Anh Tráng cố ý cầm điện thoại lên nói, đã liên quan đến phạm tội hình sự thì không thuộc quyền quản lý giải quyết của chúng tôi nữa, nếu như hai người từ chối hòa giải, thì tôi chỉ có thể báo cáo lên cấp trên rồi, để đi theo luật pháp. Trương Dương cười danh mãnh, đi theo luật pháp có phải khá phiền phức không? các anh có cần phải báo cáo lại về vụ đâm đuôi xe của họ không? Triệu Anh Tráng nói, ý anh là gì? Trương Dương nói, anh chẳng phải dày dạn kinh nghiệm hay sao? Tôi có ý gì mà anh lại không hiểu à? Lúc này điện thoại trong tay Trương Dương vang lên, đúng là rất trùng hợp, người gọi điện cho hắn là Loan Thắng Văn, Cục trưởng Phân Cục Công an khu Bạch Sa, Loan Thắng Văn nghe nói hắn đến Đông Giang làm việc, vì vậy gọi điện thoại đến hỏi thăm một tiếng, tiện thể mở tiệc đón hắn luôn. Trương Dương cũng không nhắc đến sự việc hiện tại của mình, chỉ mỉm cười nói, Loan Cục, tôi đang ở Đông Giang, anh cũng đừng khách sáo, mấy ngày nay trường đảng vừa mở lớp, đợi đến mấy ngày nữa, tôi sẽ mời mọi người đến gặp mặt, chúng ta uống với nhau vài chén. Triệu Anh Tráng giật thoát mình, trong hệ thống công an, những người họ Loan không nhiều, trong hệ thống công an khu Bạch Sa, người họ Loan chỉ có một người đó là Cục trưởng. gã đột nhiên cảm thấy sợ, chẳng lẽ người gọi điện cho Trương Dương là phân Cục trưởng Loan Thắng Văn sao? Nhưng nếu anh ta quen cục trưởng Loan thì ngay từ đầu sao không nhắc đến? Triệu Anh Tráng không biết rằng, Trương Dương quen rất nhiều người trong nội bộ công an có thế lực, Thính trưởng Thính công an Trung Hòa, Phó Thính trưởng Loan Thắng Văn, Phó Thính trưởng Điền Khánh Long, hắn đều quen cả. Nhắc ai ra cũng làm cho Triệu Anh Tráng phải ngước nhìn. Kỳ Phong cũng đã đoán được Loan cục chính là cục trưởng công an khu Bạch Sa Loan Thắng Văn. Có điều gã cho rằng Trương Dương đang giả vờ làm trò, nên đứng ở một bên khích đều, giờ ấy à? lắm thằng làm trò giả vờ quá, nhưng những thằng thích cho là mình to nhiều nhất, tưởng rằng mình tiện miệng gọi ra một cái tên là tôi đã phải sợ anh à. Hôm nay nếu anh không đền xe cho tôi, thì cũng chẳng có ai cứu được anh đâu. Loan thắng văn bên đó nghe rất rõ ràng, gã ngay lập tức cảm thấy dường như đã xảy ra việc gì đó, trên thực tế, lần nào Trương Dương đến Đông Giang mà chẳng gây ra chuyện. Nếu không xảy ra việc thì thật là kỳ lạ quá, Loan Thắng Văn hỏi đầy quan tâm, sao thế? trương dương cười nói không sao một tên ngốc không biết gì đang kêu linh tinh bên cạnh tôi thôi ấy mà tí nữa tôi sẽ xử lý nó kỳ phong tức giận nói mày chửi ai đấy loan thắng văn nói trương dương cậu đang ở đâu thế bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi trương dương nói được rồi anh cứ mặc kệ nó gào đi tự tôi giải quyết được loan thắng văn nói cậu đang ở đâu trương dương nói tôi đã nói là không sao về sau nói chuyện nhé Tôi phải giải quyết sự việc ở đây đã. Nói xong hắn liền cục điện thoại. Loan Thắng Văn đã làm nghề công an lâu năm. Từ tình hình vừa rồi gã đã phân tích ra nhất định Trương Dương đã gặp phiền phức rồi. Gã nghe thấy Kỳ Phong nói đến một câu đền xe. Ngay lập tức nghĩ đến đại đội sự cố. Vì vậy Trương Dương vừa cục điện thoại. Loan Thắng Văn đã gọi điện đến đại đội trưởng đại đội sự cố Hồng Cương. Hồng Cương cũng biết việc này. Gã nói rõ ràng tình hình sự việc với Loan Thắng Văn rồi còn cười nói cái tên trương dương này hống hách gớm đâm đổ cành càng chiếc xe ben của người ta lên còn không phối hợp với chúng tôi có lẽ lần này cậu ta gặp đen rồi cố ý phá hoại tài sản của người khác có lẽ là phải ngồi tù loan thắng văn nói anh xử lý việc này hồng cương nói không là mấy cảnh sát cấp dưới xử lý chủ chiếc xe ben kia là kỳ phong không phải là hạng dễ gây sự anh ta là ông chủ của thực phủ giang nam là cháu trai của thị trưởng phương của chúng ta tên Trương Dương này đúng là không có mắt, giờ thì đen đuổi rồi, đến giờ có đến năm sáu chục tên to con đang đứng ở ngoài cửa đại đội sự cố chờ để xử lý cậu ta kia. Tôi thấy mặc dù tiểu tử này cứng đầu, nhưng có lẽ là cũng biết sợ đấy. Cứ ở lì chỗ chúng tôi không dám ra ngoài, Hồng Cương nói xong còn cười mấy tiếng. Loan Thắng Văn nói, đúng là đen đuổi rồi, nhưng người đen đuổi không phải là cậu ta. Hồng Cương ngớ người, gã tưởng rằng mình nghe nhầm, Loan Cục, nghe theo ý của anh anh quen với người tên trương dương này sao cầu thắng văn nói anh đã nghe nói đến cán bộ cấp sở trẻ nhất bình hải chưa nếu như anh chưa nghe nói đến điều này thì đã nghe nói đến con rể của tỉnh trưởng tống chưa nếu như anh vẫn chưa nghe nói đến điều đó thì con trai nuôi của phó thủ tướng văn anh có lẽ cũng phải biết chứ hồng cương vừa nghe xong lông toàn thân liền dựng đứng lên hèn chi nghe cái tên này cảm thấy có gì đó quen thuộc có lẽ là vì rất nhiều người tên là trương dương vì vậy gã không liên hệ đúng người danh tiếng của trương dương ở bình hải không phải lớn bình thường hồng cương hôm nay không ngờ gặp đúng hắc tinh này gã đột nhiên run rẩy loan cục thật sự là cậu ta sao loan thắng văn nói hồng cương anh đã đi theo tôi nhiều năm như vậy tôi sẽ không hại anh giờ anh mau chóng điều tra rõ ràng sự việc sự việc này rốt cuộc là trách nhiệm do ai nếu như đám cảnh sát giao thông dưới quyền anh làm sai chức trách phải làm thế nào có lẽ anh hiểu. Anh đánh cờ tướng khá tốt, nhưng làm người thì vẫn phải học. Hồng Cương cúp điện thoại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Câu cuối cùng của Loan Thắng Văn thì gã hiểu, đó là dạy gã phải bỏ tốt sứ sư, nếu như mình không nắm lý lẽ, thì phải mau chóng gỡ bỏ quan hệ, nhưng Loan Thắng Văn có thể dạy mình thế này, chứng minh gã cũng sẽ làm như vậy. Hồng Cương làm đến tận bây giờ thật không dễ dàng, gã không muốn bị dìm vào chỗ chết như vậy. Hồng Cương nghĩ một lúc, cầm điện thoại gọi đến gần hiện trường sự cố, hỏi rõ hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau đó lại gọi cả triệu anh tráng cùng những cảnh sát phụ trách đến. Khi Hồng Cương thầm tìm hiểu tình hình, triệu anh tráng đã bắt đầu viết tình hình điều tra sự cố rồi, chuẩn bị để ba bên ký tên. Trương Dương là một vấn đề khó, nếu như không dễ giải quyết thì chỉ có thể xử lý triệu nhị văn và kỳ phong trước đã. Triệu Anh Tráng lấy kết quả điều tra cho họ xem, ở phần trách nhiệm, ghi rõ là trách nhiệm thuộc về Triệu Nhị Văn, phải chịu toàn bộ phí tổn. Triệu Nhị Văn đương nhiên không tán thành, cô tức giận nói, rõ ràng là anh đang thiên vị, thật không công bằng, mọi người đều nhìn thấy rành rành, rõ ràng là họ vòng đến trước đầu xe của tôi rồi cố ý phanh gấp lại, nên mới tạo thành sự cố lần này. Dựa vào đâu mà anh lại đẩy hết trách nhiệm cho tôi chứ? Lúc này Hà Hâm Nhan lại tỏ ra rất bình tĩnh, có Trương Dương ở bên cạnh, đương nhiên không cần cô phải lo lắng bất cứ một điều gì. Hà Hâm Nhan nói, nhưng chiếc xe rách đó đã nát tươm thành như vậy rồi, sao lại nhận định rằng do chúng tôi tạo ra cơ chứ? Chương 1003, kinh nghiệm 4. Ánh mắt của Triệu Anh Tráng quay sang phía Trương Dương, dù là anh có ngụy biện thế nào, thì sự việc anh đã phá hoại xe của Kỳ Tiên Sinh là sự thật, trong vụ lần này anh cần phải chịu trách nhiệm toàn bộ, tôi đều nghị phí tổn sửa chữa của chiếc ben do anh và Triệu tiểu thư chủ chiếc auto cùng nhận, tỷ lệ cụ thể do mấy người tự thương lượng giải quyết. Nếu như đồng ý thì anh hãy ký tên vào tờ giấy này." Trương Dương nói, "Tôi không đồng ý, về trách nhiệm của tôi, toàn bộ đều là do cảnh sát các anh tạo thành, vì các anh không kịp thời làm thông thoáng đường, vì vậy mới gây nên sự phán đoán sai lệch của tôi, gây nên sự cố giao thông lần này, bên chịu trách nhiệm phải là các anh, các anh phải chịu tất cả tổn thất sửa xe của tôi." Triệu Anh Tráng nói, "Trương tiên sinh, tôi nhắc nhở anh phải tuân theo luật giao thông của chúng tôi." Trương Dương nói: Người không tôn trọng luật giao thông chính là loại người như anh ấy, anh dám tự hỏi bản thân mình không, nói rằng vụ tai nạn giao thông lần này không hề tồn tại bất cứ sự bất công nào. Triệu Anh Tráng bị hắn nói đúng điểm yếu, tức giận nói: Ý anh là gì? Tôi không hề quen Kỳ tiên sinh, tôi xử lý việc này theo nguyên tắc công bằng. Kỳ Phong đứng bên nói: Anh đúng là ngậm máu phun người, đồng chí cảnh sát, khởi tố anh ta tội phỉ báng. Trương Đại Quan nheo nheo mắt nói, anh cứ mở miệng ra là nói đến pháp luật, thật ra anh chính là một tên lưu manh ở đáy xã hội. Pháp luật là để chuyên trị loại người như anh đó, đừng có đứng ở đây làm tôi buồn luôn nữa, cút xa đi cho tôi. Kỳ Phong nói, anh sẽ biết ngay bây giờ pháp luật đứng về bên tôi hay về bên anh rồi. Đại đội trưởng Đại đội Sự Cố Hồng Cương lúc này xuất hiện ở cửa phòng làm việc với thái độ nghiêm nghị, hai lông mày nhíu lại, hư một tiếng qua lỗ mũi rồi nói thế này là thế nào sao ở ngoài lại có lắm người vây lại thế này? Làm gì đây? Muốn bao vây đại đội sự cố của chúng tôi à? Kỳ phòng giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, tôi không quen, không liên quan gì đến tôi. Triệu Anh Tráng đứng dậy chào Hồng Cương, sắc mặt của Hồng Cương không đẹp đẽ gì, sần mặt rồi mắng, anh làm ăn kiểu gì vậy? Một sự cố giao thông bình thường sao lại làm lâu như thế này? Hiệu quả làm việc như thế này thì làm ăn kiểu gì đây? bình thường hồng cương khá quan tâm đến triệu anh tráng chưa bao giờ xảy ra việc mắng ngang nhiên trước mặt người khác như thế này có thể nói rằng không hề nể mặt gã một chút nào hết sắc mặt của triệu anh tráng ngay lập tức trở nên trắng bệch phán đoán dựa trên kinh nghiệm của gã hồng cương sẽ không mắng gã như vậy nhưng gã đã mắng rồi vì vậy triệu anh tráng bắt đầu cảm thấy việc này có gì đó không ổn triệu anh tráng nói đại đội hồng họ không đồng ý hòa giải hồng cương nói thái độ của họ có vấn đề cách làm việc của cậu có phải cũng có vấn đề hay không? Triệu Anh Tráng đứng ở đó không dám ngồi xuống nữa. Hồng Cương quay sang lườm gã, ngồi xuống ở vị trí của Triệu Anh Tráng. Thật ra gã cũng quen Kỳ Phong, quan hệ mặc dù bình thường, nhưng gã cũng đã ăn mấy bữa cơm của Kỳ Phong. Nhưng mấy bữa cơm không thể đến mức làm cho Hồng Cương triệt để đứng về phía Kỳ Phong. Càng huống hồ giờ đây đã rõ thân phận bối cảnh của Trương Dương. Hồng Cương nhìn sang Trương Dương, Trương Dương cũng nhìn gã, hai người nhìn nhau tầm nửa phút, Hồng Cương giả bộ kinh ngạc, sao tôi trông anh có vẻ quen quen. Trương Dương cười nói, người Trung Quốc vốn dĩ đã trông rồng giống nhau, tóc đen mắt đen da vàng, tôi nhìn anh cánh thấy quen lắm. Triệu Anh Tráng nói, đây là đại đội trưởng của chúng tôi. Hồng Cương rõ ràng không hài lòng với sự làm phiền của gã, lại quay ra trừng mắt với gã, rồi ổn định tình cảm, mới nói, hình như tôi đã nhìn thấy anh ở trên TV thì phải. Gã giả bộ nghĩ ngợi một lúc, cho mày nghĩ ngợi rồi nói, Olympic tỉnh, đúng là ở trên lễ bế mạc, anh là chủ nhiệm trương của thể ủy Nam Tích đúng không? Trương Dương cười, hắn đã nhận ra, vị đại đội hồng này có chuẩn bị cả trước khi đến đây, vừa nãy là giả bộ, thật ra mọi người đều biết cả, nhưng không cần phải nói toạc móng heo ra thôi, đã đều là diễn kịch, thì mỗi người diễn đúng vai của mình là được rồi, hà tất phải chỉ trích diễn xuất của người khác cơ chứ? Trương Dương không phủ nhận cũng không thừa nhận. Hồng Cương cầm tập tài liệu trên bàn, giả bộ lật sở thật ra sự việc thế nào gã đã, đã hiểu cơ bản rồi việc này là do bên kỳ phong gây ra hồng cương nhìn thấy hà hâm nhan và triệu nhị văn liền đoán được kỳ phong nhất định muốn chọc ghẹo muốn dùng biện pháp này để làm thân kết quả gặp phải trương dương hồng cương thật lòng khinh bỉ kỳ phong cho rằng tên này chỉ là có chút tiền chút bối cảnh mà thôi cả ngày làm như mình lắm tiền lắm vậy hồng cương là một người giảo hoạt sự việc đến tận giờ đã không dễ xử lý nữa rồi cách duy nhất có thể làm là kéo dài gã nói với hai bên, vì việc của mấy người khá phức tạp, tôi thấy thế này đi, tất cả xe đều đưa đến bãi đỗ xe, đợi sau khi tính toán mức thiệt hại tôi sẽ xử lý sau, trước khi có kết quả, xe và giấy tờ của mọi người tạm thời ghi giữ. Trương Đại Quan đương nhiên nghe ra gió đã đổi chiều, từ lúc bắt đầu Triệu Anh Tráng cứ một mực muốn bảo vệ bên Kỳ Phong, đến giờ Hồng Cương đã 50, 50 với cả hai bên, kéo dài thời gian, thật ra cán cân đã dần nghiêng về phía bên hắn rồi, Trương Dương không có ý kiến gì, vì hắn biết sự việc đã phát triển đến độ hồng cương không còn xử lý nổi nữa xem ra vị đại đội hồng này không muốn đắc tội với cả hai bên cứ kéo dài hết hôm nay đã đợi về sau rồi tính kỳ phong thì lại không đồng ý gã nói đại đội hồng sự việc này rõ ràng là trách nhiệm của họ tại sao phải đợi chứ hồng cương nói trình tự giải quyết tai nạn giao thông của chúng tôi là vậy hy vọng anh có thể hiểu hồng cương nói tôi không hiểu dựa vào đâu mà anh ta đâm vào xe tôi mà lại còn giữ cả xe của tôi nữa từ lời vừa rồi của hồng cương gã đã đoán được trương dương là một vị cán bộ quốc gia có điều gã vẫn chẳng xem trương dương ra gì cả hồng cương nói giờ chẳng phải đang điều tra hay sao đợi đến khi điều tra rõ ràng trách nhiệm của ai sẽ thuộc về người đó chúng tôi sẽ làm việc công bằng việc gì cũng phải có trình tự không giải quyết ngay được kỳ phong nói nhưng vừa nãy cảnh sát triệu đã điều tra hiện trường rồi giấy xác nhận trách nhiệm chẳng phải đã có rồi sao triệu anh tráng rất tức giận mẹ kiếp nhà kỳ phong anh không có mắt hay sao lúc này anh còn nhắc đến tôi làm gì cơ chứ mẹ kiếp anh cũng không xem ánh mắt của hồng cương nhìn tôi hay sao quả nhiên hồng cương đã bị chọc tức gã bắt đầu không còn nhẫn nại nữa cảnh sát triệu nào lời của anh ta là trên hết hay là lời của tôi triệu anh tráng mặt đỏ tía tai đến tận cổ gã lại bắt đầu dùng kinh nghiệm phán đoán hướng gió không đúng mà Vị Trương Dương này rốt cuộc là nhân vật gì cơ chứ? Một chủ nhiệm thể ủy mà lại giỏi như vậy sao? Nhưng chú của Kỳ Phong là thị trưởng kia mà, chủ nhiệm thể ủy có lớn đến mấy cũng không thể nào lớn bằng thị trưởng được chứ. Triệu Anh Tráng chỉ là một cảnh sát bình thường, nhận thức của gã cũng chỉ có thể đến đây mà thôi. Trương Dương nói, hôm nay đã không thể giải quyết được, vậy được, chúng tôi đi trước đây. Dù sao thì tôi đã để lại phương thức liên lạc rồi, có kết quả thì liên lạc với tôi là được. Kỳ Phong nghe thấy hắn muốn đi, đương nhiên không đồng ý. Gã lớn tiếng phản đối, hôm nay không giải quyết xong việc này thì anh không thể đi. Trương Dương cười lạnh lùng nói, anh tưởng là cản được tôi à? Kỳ Phong cản đường hắn và nhìn hắn bằng con mắt tức giận, Hồng Cương nói, làm gì đây? Làm gì đây? Chỗ này là đại đội sự cố, đã nói là đợi kết quả đã rồi xử lý, mấy người về đi đã, không được phép gây chuyện ở đây kỳ phong lúc này đã ý thức được rõ ràng hướng gió của hồng cương đang nghiêng về phía trương dương mặc dù gã rất cứng rắn nhưng cũng không dám gây chuyện ở đại đội sự cố bèn gật đầu nói đại đội hồng tôi nể mặt anh lần này nói xong liền nhường đường trương dương vẫy vẫy tay với hà hâm nhan rồi đưa hà hâm nhan và triệu nhi văn rời khỏi đại đội sự cố kỳ phong cũng đi theo đằng sau họ triệu anh tráng đợi đến khi họ ra khỏi cửa liền kêu khổ đại đội hồng bên ngoài vẫn còn năm sáu chục người đang ở đó, sự việc này nếu xử lý không thích đáng, thì sẽ gây ra một trận mâu thuẫn lớn hơn đó. Hồng Cương tức giận nói, anh im mồm cho tôi, tí nữa tôi sẽ tính sổ với anh sau. Gã rảo bước đến trước cửa sổ, thấy Trương Dương dẫn hai người con gái tự tin bước ra khỏi cánh cửa lớn của đại đội sự cố. Hồng Cương nói, có cho họ một lá gan nữa cũng không dám gây gỗ ở trước cửa đại đội sự cố. Nhưng gã cũng nhận ra tình hình có vẻ không hay, vội vàng gọi điện cho Loan Thắng Văn nói, Loan Cục, chủ nhiệm trương cứ nằng nặc đòi đi, tôi đã để anh ta đi rồi, nhưng bên Kỳ Phong có không ít người trên xã hội, xem chừng muốn xử lý anh ta. Con người như Hồng Cương rất xảo quyệt, biết rằng sự việc này không dễ giải quyết, nên đã kéo dài thời gian, vốn dĩ gã cũng không đuổi Trương Dương đi, là Trương Dương tự mình muốn đi mà thôi, giờ đây mục đích gọi điện thoại của Loan Thắng Văn là để thoát quan hệ, chỉ cần đám người này rời khỏi đại đội sự cố thì xảy ra chuyện gì không chịu vào trách nhiệm của tôi nữa. Chương 1004, gặp phải trận chiến 1. Sau khi Loan Thắng Văn nhận được điện thoại, chỉ nói một câu, xảy ra chuyện gì thì tôi hỏi anh. Hồng Cương ngớ người, thầm nói, liên quan quái gì đến tôi cơ chứ? Tôi có bắt anh ta phải đi đâu, cả việc này chẳng liên quan gì đến tôi hết, Loan Thắng Văn nhà anh có ý gì khi nói câu ấy cơ chứ? Nhưng bên kia loan thắng văn đã cụp điện thoại không cho gã cơ hội để giải thích ba người trương dương vừa ra khỏi cửa đám bạn của kỳ phong đã vây lấy triệu nhị văn sợ đến độ mặt trắng bệch cô ấy đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này hà hâm nhan khoác tay cô và nói đừng sợ họ không dám làm gì đâu trương dương hơi ngẩng đầu bước chân vẫn không ngừng lại dẫn họ tiếp tục đi về phía trước đầu cá mập dương kình tùng vừa rồi bị ăn hai cái bà tai là người tức nhất gã bước đến chặn đường Trương Dương, Trương Dương nheo mắt nói với gã, chó ngoan không được chặn đường, đi sang một bên đi. Dương Kình Tùng nghiến răng ken kết nhìn hắn, tiểu tử, hôm nay tao phải phế mày. Trương Dương nói, mấy lời này ai cũng dám nói, nhưng đã nói ra rồi thì phải trả giá đấy. Hắn quay người nhìn cánh cửa của đại đội sự cố, các người muốn tập luyện ở đây, hay là chuẩn bị tìm một chỗ khác. Ánh mắt Dương Kình Tùng đầy sự tức giận, Trương Dương làm cho gân cốt của gã nổi hết lên, tùy mày. Kỳ Phong bước đến, ánh mắt của gã nhìn một lượt đám đồng bọn đến giúp đỡ này, dù là hậu đài của hắn có cứng cáp đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không dám gây chuyện ở cửa đại đội sự cố. Lúc này đại đội trưởng đại đội sự cố Hồng Cương cũng đã đi ra, gã đuổi theo ra đây là vì bị cục trưởng Loan thắng văn dọa nạt. Gã lớn tiếng nói: "Làm gì thế này, còn không giải tán mau cho tôi à? Cẩn thận tôi bắt hết tất cả lại đó." Tôi xem ai dám gây sự ở trước cửa đại đội sự cố. Gã đến bên cạnh Trương Dương, rồi ra giọng nịnh nọt, "Chủ nhiệm Trương, anh muốn đi đâu, tôi sẽ đưa mọi người qua đó." Câu này của Hồng Cương rất quan trọng, chính vì gã nói câu này, ấn tượng của Trương đại quan với gã đã hoàn toàn thay đổi, bỏ ngay ý định truy cứu trách nhiệm của gã. Trương Dương nhìn sang phía Hà Hâm Nhan và Triệu Nhị Văn, sau đó nói với Hồng Cương, "Đại đội Hồng, phiền anh đưa hai người họ về." ý của hồng cương là để gã đưa ba người họ về như vậy đã có thể nói lại với loan thắng văn dù gì gã cũng không thể truy cứu trách nhiệm của mình được nữa nhưng không ngờ trương dương lại không chấp nhận ý tốt của gã hà hâm nhan đã hiểu ý của trương dương cô nhìn trương dương muốn nói gì đó trương dương lại cười nháy mắt với cô đợi chút nữa anh sẽ gọi điện cho em hà hâm nhan gật đầu trương dương không muốn cô và triệu nhị văn ở đó làm phân tán tư tưởng của hắn Mặc dù Hà Hâm Nhan biết rằng võ công của Trương Dương lợi hại, nhưng nhìn thấy năm sáu chục con người hùng hổ thế này, cô cũng không khỏi lo lắng cho Trương Dương. Trương Dương nói: "Đi đi, anh không sao đâu." Hồng Cương thấy Trương Dương đã quyết định vậy, cũng chỉ đành đồng ý với yêu cầu của hắn, nói với Kỳ Phong: "Anh hãy mau đưa đám người này đi đi. Gây gổ là phạm pháp đó." Kỳ Phong cười nói: "Đại đội Hồng, mấy người này tôi đâu có quen. Gã lên một chiếc xe ô tô trong số đó rồi đi trước, mấy chiếc ô tô đợi bên cạnh cũng lần lượt lái đi. Trương Dương chớp chớp mắt với Hà Hâm Nhan, Hà Hâm Nhan thở dài, rồi cùng Triệu Nhị Văn lên chiếc xe cảnh sát của Hồng Cương. Sau khi Trương Dương thấy họ đi, lúc này mới chậm chậm bước về phía quảng trường cổ lâu. Gặp phải tình huống thế này, lựa chọn bình thường nhất là đi về chỗ có nhiều người, đi về chỗ có cảnh sát, tốt nhất là gọi một chiếc xe rồi rời đi, nhưng Trương Đại Quan không làm như vậy, hắn chọn một chỗ vắng vẻ, đi bộ tự do tự tại, dường như đi bộ sau bữa cơm vậy. Chưa đợi hắn bước được mấy bước, hơn 10 chiếc xe ô tô đã chạy đến rồi, Trương Đại Quan nở một nụ cười, hai tay đút vào trong túi quần, bước ngày càng chậm. Một chiếc Cadillac màu đen gần như đi song song với hắn, cửa xe hạ xuống, đầu cá mập dương kình tùng lộ mặt ra ngoài, ánh mắt hận thù nhìn Trương Dương. Giờ đây đã là hơn 3 giờ chiều, ánh nắng buổi chiều chiếu trên con đường rộng, làm cho người ta có cảm giác buồn ngủ, trên đường không có mấy người qua lại, hơn 10 chiếc xe ô tô đội nhiên tạo thành một đội hình, phân thành hai hàng kẹp trương dương ở giữa. Giữa xe và xe chỉ có khoảng cách chưa đến 2 mét, trương đại quan dường như không hề cảm thấy được sự nguy hiểm đang đến gần, vẫn bước đi chậm chậm. Trong tay Dương Kình Tùng không biết từ lúc nào đã lấy ra một cây gậy, gã gõ gõ vào lòng bàn tay, nghiến răng ken két, mắt trừng lớn, dường như muốn nuốt chọn lấy Trương Dương vậy, thái độ của gã lúc này thật sự hơi giống cá mập. Trương Dương cuối cùng đã dừng bước chân, chiếc Cadillac của Dương Kình Tùng thì không dừng lại, khi tiếp cận đến bên cạnh Trương Dương, gã đẩy mạnh cửa xông về phía Trương Dương, muốn cho Trương Dương một bài học, nhưng cửa xe của hắn chỉ đẩy được đến một nửa, Trương Đại Quan đã giơ chân đạp chiếc cửa xe lại rồi, rầm. Một tiếng vang lên, chiếc cửa xe bị đạp đến độ lõm hẳn xuống, may mà Dương Kình Tùng rút tay kịp thời, nếu không thì có lẽ tay gã cũng bị cắt đứt rồi. Cú đá này của Trương Đại Quan đã hoàn toàn làm cho ngọn lửa tức giận bùng lên, hơn 10 chiếc xe ô tô cùng một lúc đổ xuống, hơn 50 tên to con lực lưỡng đẩy cửa xe bước xuống, Dương Kinh Tùng hét lớn, xử lý nó. Trương Dương lựa chọn việc dừng lại, mục đích là để lựa chọn một trận chiến tranh, chân tay hắn lâu lắm rồi chưa được giãn gân giãn cốt, cần một trận chiến tranh lâm ly bi đát để thổi phồng danh tiếng của hắn ở Đông Giang này. Hơn 50 tên to con đều cầm thanh sắt mục đích của chúng là để dạy dỗ trương dương một bài học bốn tên lực lưỡng vây lấy trương dương không ai nhìn thấy trương dương xuất chiêu thế nào chỉ nghe thấy bốn tiếng hự 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 bốn tên lực lưỡng đã nằm ngã sóng xoài ra đất trương dương cười hà hà một tiếng rồi nhảy lên trong không trung đứng vững chãi lên đầu chiếc xe của dương kinh tùng chiếc xe vì lực rất của hắn nên đã lõm xuống thấy rõ dương kình tùng hô thanh gậy sắt trong tay muốn quét về phía trương dương trương dương nhảy lên nhẹ nhàng tránh được lần công kích này của gã, hơn 50 người đều đã tụ tập đến đây, hô vũ khí trong tay hướng về phía Trương Dương. Trương Đại Quan nhảy lên đỉnh xe không chỉ là để thoát khỏi sự công kích bao vây của chúng, mà hắn còn một mục đích nữa, đám cháu này chẳng phải có nhiều xe hay sao? Chẳng phải có nhiều tiền hay sao? Hôm nay ta để lại cho các người một ít ký hiệu, giúp các người tiêu chút tiền. Trương Dương nhảy lên trong không trung, từ đỉnh chiếc xe Cadillac nhảy lên một chiếc xe ô tô ở gần đó, dầm. Một tiếng vang lên, ngay sau đó là tiếng vỡ của cửa kính, rồi nghe thấy tiếng một người kêu gầm lên. Thằng bố nhà mày, cái xe này tao vừa mới mua đấy. Trương Đại quan thì lại vô cùng vui vẻ, dù gì thì ta đây cũng chẳng có cha, mặc dù đám người này nhiều, nhưng chúng cũng chẳng có thù hận gì lớn với Trương Dương, nên không phải nhất nhất lấy mạng hắn, đa số đều là đến giúp Kỳ Phong uy hiếp hắn mà thôi. Trong số hơn 10 chiếc ô tô này, có chiếc xe của nhà, cũng có chiếc mượn đến, trong số này người lắm tiền nhất là Kỳ Phong, chiếc xe Ben của gã đã bị bị đâm thành ra như vậy gã cũng vô cùng xót xa, còn tiền của những người khác đều ít hơn Kỳ Phong rất nhiều. Họ chỉ muốn gây gổ vây lấy Trương Dương, nhưng Trương Đại Quan lại đánh gọn bốn người trong số đó rồi, sau đó lại bắt đầu nhảy lên mấy chiếc xe này, với công phu khinh thân của hắn, đám người này có ai mà bắt được hắn cơ chứ? Đám người này vừa vây vào chiếc xe vỡ kính, thì Trương Dương lại vọt qua đầu chúng nhảy lên một chiếc satana ở đối diện, chiếc satana này không có cửa kính, có điều âm thanh phát ra còn lớn hơn ban nãy rất nhiều, đỉnh xe bị trương đại quan nhảy đến độ lõm hẳn xuống một hố sâu, vào mùa mưa có thể trở thành chậu đựng nước mưa được rồi. Có hai chiếc xe cách khá xa, thấy tình hình bất lợi, liền vội vàng lái xe rời đi. Nhưng những chiếc xe còn lại không may mắn được như vậy, chỉ nhìn thấy trương đại quan tung người nhảy lên, nhảy bùm bụp hành hạ mấy cái đỉnh xe. Trong số hơn 50 người này, kẻ xót xa nhất chính là chủ mấy chiếc xe, mình chẳng phải quá đen đuổi hay sao? Giúp thì giúp, nhưng còn lái xe đến đây làm cái quái gì cơ chứ? Trương đại quan giờ đây giống như một viên đạn đã ra khỏi nòng, lại giống như một chiếc xe ủi vậy, hơn 10 chiếc xe này gặp phải hắn, hắn vòng một vòng lại nhảy lên, hạ xuống, động tác liên tục, đúng là đã làm qua chức chủ nhiệm thể ủy có khác, tất cả những môn thể dục của Olympic tỉnh lần này, trương đại quan đều dùng cả rồi. Chẳng phải hay sao, vòng một vòng lại nhảy lên đầu chiếc Cadillac của Dương Kinh Tùng, đạp mấy phát ở trên đỉnh xe, dường như hắn vẫn chưa chơi đủ vậy, lại nhảy lên một phát nữa, lực lượng của Trương đại quan quả thật làm kinh người, cửa kính xe của chiếc Cadillac không chịu nổi sức công phá của hắn, tất cả đều đã vỡ vụn, kính đằng trước cũng đã nứt. Dương Kình Tùng hét lên, mẹ kiếp, tao phải giết mày. Đau, thật là đau xót quá, chiếc xe Cadillac này mới mua chưa đầy nửa năm mà đã bị nát bươm thành như thế này, tim Dương Kình Tùng đang chảy máu gã không còn để ý được nhiều thứ như vậy nữa, dù đám người này chửi Trương Dương, nhưng chẳng có mấy ai dám nhảy lên đỉnh xe để bắt Trương Dương cả, nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương có thể nhảy lên đó, nhưng đám người này thì không dám. Trương 1005, gặp phải trận chiến 2. Dương Kình Tùng mắt đỏ sọc, gã là người đầu tiên leo lên, nhưng khi gã leo được lên đến đỉnh chiếc xe Cadillac, Trương Dương đã lại nhảy lên một chiếc xe khác rồi. Dương Kình Tùng cúi đầu nhìn, xe của gã không những bị lõm hẳn xuống mà cửa xe cũng bị vỡ hết rồi dương kình tùng đau xót lắm gã vung cây gậy trong tay tao liều chết với mày rồi cũng nhảy lên trên không con người khi đang giận dữ dễ dùng được những tiềm năng của mình dương kình tùng chính là như vậy bình thường thân pháp của gã không nhanh nhẹn như vậy chỉ thấy tên này nhảy qua khoảng cách hai chiếc xe nhảy lên đằng sau chiếc xe khác mặc dù tiềm lực đã kích phát ra nhưng năng lực bản thân vốn có hạn không thể giống như trương đại quan được một chút đã nhảy lên đỉnh xe lần này đã làm lõm cả đuôi xe chiếc xe nhật này quả thật vỏ mỏng quá chủ chiếc xe đó kêu lên thảm thiết anh tùng đó là xe của tôi nhưng đã đến lúc này rồi dương kình tùng đã đỏ sóc mắt không thèm để ý đây là xe của ai nữa vạn sự khởi đầu nan lúc bắt đầu mọi người đều ngại trèo lên xe nhưng giờ đây dương kình tùng đã dẫn đầu dưới sự dẫn dắt của gã đám người này cũng nhảy lên xe đám nhảy lên xe đầu tiên là đám chủ xe Nguyên nhân cũng đơn giản, dù sao thì cũng đến độ này rồi, các người chẳng phải đã đạp lên xe của tôi rồi sao? Thì tôi cũng không thể chịu kém, vị chủ xe Nhật Bản kia trèo lên đầu chiếc Cadillac, tên này giơ tay muốn chặn lại Trương Dương đang nhảy đến từ chiếc xe hồng kỳ. Trương Dương nhìn rõ, tên này chính là tên vừa nãy đòi chửi cha hắn đây, hắn cười danh mãnh, ông đây đang muốn tìm mày để tính sổ đây, mà mày lại tự mang đến à? Vị này người cao to, trông giống như vận động viên Nhật Bản vậy trông thân người to lớn, giống như một con chó lớn đứng ở trên đỉnh xe Cadillac vậy. Gã tự cho rằng mình to lớn hơn Trương Dương, muốn lợi dụng ưu thế của cơ thể để ôm chặt lấy Trương Dương, trong đầu gã đã tính toán xong xuôi, ôm chặt lấy tên làm hỏng xe của mình, sau đó đập hắn lên chiếc xe Cadillac, ai bảo Dương Kình Tùng gọi xe tôi đến đây cơ chứ. Tên này nghĩ hay lắm, nhưng sau khi Trương Dương nhảy lên, chân đi đằng trước, thế là gã định ôm lấy chân của Trương Dương, nhưng ôm chân cũng là một học vấn phức tạp, Đặc biệt là chân của Trương Đại quan đâu có dễ ôm đến thế. Trương Đại quan nhảy lên rồi đạp vào ngực tên kia, chỉ thấy một thứ bay nhanh về phía chiếc xe Nhật Bản. Nguyên nhân gây tổn hại lớn nhất cho chiếc xe Nhật Bản này chính là chủ xe, cơ thể của gã rơi mạnh xuống phần đỉnh chiếc xe, cả cái xe đều lõm xuống, tên này cũng ngã đau, chưa đợi gã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Trương Dương lại bay đến, lấy mũi chân nhún lên trên bụng gã, rồi lại bay lên giờ đây dường như trên đỉnh tất cả xe đều đã có người. Dương Kình Tùng vừa rồi đứng trên chiếc xe nhật, thấy chủ xe bay đến, phản ứng của gã cũng rất nhanh chóng, trước khi chủ xe đâm vào người mình, đã nhảy lên chiếc Satana ở đối diện. Dương Kình Tùng chưa đứng vững, Trương Dương đã xông đến rồi. Đầu cá mập không phải là danh hão, gã cũng có một vài tiếng tăm ở trong giới xã hội đen của Đông Giang, thân thủ đương nhiên không tồi, hôm nay bị Hà Hâm Nhan và Trương Dương tát cho hai cái bà tai, nguyên nhân là quá khinh địch không tập trung tinh thần giờ đây đã có sự chuẩn bị khi bắt đầu dương kình tùng chỉ muốn dạy dỗ trương dương vì lúc đó lợi ích của bạn đã bị tổn hại chỉ muốn giúp bạn mà thôi nhưng giờ đây lợi ích sát sườn của gã cũng đã bị tổn hại không còn nề hà gì nữa chiếc gậy ở trong tay gã vung về phía chân của trương dương mẹ kiếp mày chẳng phải thích nhảy nhót hay sao tao làm cho mày gãy chân từ lúc nhìn thấy trương dương đạp bay cả chủ chiếc xe nhật bản kia Dương Kình Tùng đã không còn ý nghĩ khinh địch nữa, tên trẻ tuổi ở trước mặt gã đây không phải là hạng dễ nhằn, hơn 50 người chúng mà cũng không thể bao vây được hắn, mà còn để hắn đạp hết lên tất cả chiếc xe. Dương Kình Tùng ra tay rất gọn, nhưng với Trương Dương thì đòn này của gã lại đầy sơ hở, Trương Dương đạp tay của gã ra, Dương Kình Tùng đau điếng, không còn cầm cây gậy được nữa, nó bay lên không chung. Trương Dương tung đầu gối dưới cầm Dương Kình Tùng, hắn không dùng toàn bộ sức lực, hắn chưa đến mức dự định giết hết đám người này, mặc dù vậy dương kình tùng cũng rất đau, ngồi sụp xuống đất, cơ thể lăn xuống từ trên xe. trương dương giơ tay đỡ lấy cây gậy, cười hà hà đập lên trên đỉnh xe, dầm. một tiếng, chiếc xe lại có thêm một chỗ lõm nữa. trương dương đứng ở đỉnh xe, hai mắt xanh mảnh nhìn hơn năm chục tên to con đang vây ở dưới, cười lạnh lùng nói, coi như đây là lôi đài, đứa nào không phục thì lên đây. trong cả một quá trình kỳ phong đứng ngoài nhìn gã đã ý thức được thân thủ bất phàm của Trương Dương, hèn chi tiểu tử này lại ngông nghênh như vậy, xem ra hắn thật sự có bản lĩnh. Lúc này Kỳ Phong đã hơi cảm thấy lo, gọi đến hơn năm chục con người, mười mấy chiếc xe đến vây lấy Trương Dương, nhưng đến giờ, Trương Dương chưa bị động vào một sợi lông tơ, còn bên này 10 chiếc xe đã bị đạp đến dị hình dị dạng, còn bốn người bị thương, sự việc đã đến mức này, Kỳ Phong đúng là đã cưỡi lên lưng cọp. Dương Kình Tùng ôm lấy cầm, máu tươi không ngừng nhỏ ra từ tay của gã, Trương Dương vừa nãy đạp gã, ít nhất đã làm gã rơi mất 5 chiếc răng. Trước đó Trương Dương đã nói, phải nhổ răng của gã để làm thành một chiếc vòng tay, thật sự không phải là nói đùa. Tên này xông đến chiếc xe Satana như điên, không đợi gã trèo được lên, lại bị Trương Dương đạp xuống, Trương Dương dùng chiếc gậy chỉ về phía Kỳ Phong. Sự việc do mình gây ra, hà tất phải làm liên lụy đến nhiều người thế này. Nếu là thằng đàn ông ra trò, thì lên đây. Kỳ Phong gật đầu, khi gã đang chuẩn bị ứng chiến thì sự việc bất ngờ đã xảy ra. Dương Kình Tùng rút ra một khẩu súng trong xe hắn, bắn một phát đạn về phía Trương Dương. Sự ứng biến nhanh nhẹn của Trương Dương vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, hắn lệch người sang một bên, viên đạn đó bay ra ngoài, ngay lập tức, Trương Dương vất chiếc gậy trong tay mình đi, đập lên cánh tay đang cầm súng của Dương Kình Tùng. Trương Dương rất ghét người khác bắn lén, lần này không hề nể mặt gì nữa, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, xương tay của Dương Kình Tùng đã gãy, gã kêu thét lên một tiếng, chiếc súng cũng rơi xuống, tay trái ôm lấy tay phải, đau đến độ mặt biến sắc. Lúc này còi cảnh sát đã vang lên từ phía đằng xa, hai chiếc xe cảnh sát chạy về phía họ. Đám người của Kỳ Phong nghe thấy tiếng còi cảnh sát đã biết là sự việc không hay, người đứng bên cạnh Dương Kình Tùng vội vàng đứng dậy nhặt lấy chiếc súng, chưa đợi hắn nhặt lên, Trương Dương đã nhảy xuống, dẫm chân lên chiếc súng đó. Hai chiếc cảnh sát đã dừng ở trước mặt, Cục trưởng công an khu Bạch Sa Loan Thắng Văn mang theo 8 người cảnh sát có vũ trang xuống xe, thái độ của gã vô cùng nghiêm khắc, mấy người vừa rồi đã không đánh nữa, thấy tình hình không hay, vội vàng bỏ chạy, hiện trường chỉ còn lại hơn 20 người. Kỳ Phong không đi, sự việc ngày hôm nay là do gã gây ra, gã đương nhiên không thể không có chút nghĩa khí nào như vậy, về điểm này, Kỳ Phong cũng được coi là dám làm dám nhận. Loan Thắng Văn đến trước mặt Trương Dương, nhìn hắn, rồi lại nhìn xung quanh, trong lòng thầm thở dài, đám tiểu tử không mở mắt này tự nhiên gây sự với Trương Dương làm gì cơ chứ? Chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chê hay sao? Không cần phải hỏi, hơn 10 chiếc xe dị hình kia là kiệt tác của Trương Dương. Dương Kình Tùng ôm lấy tay, đau đến độ chảy mồ hôi hột. Kỳ Phong cũng quen Loan Thắng Văn, gã cười nói, Loan Cục, không sao đâu, chúng tôi đang đùa thôi. Trương Dương cười nói, tôi có quen anh à, ai đang đùa với anh? Loan Thắng văn hừ một tiếng, rồi nói với Trương Dương, Chủ nhiệm Trương, anh không sao chứ? Trương Dương gật đầu, cười nói, tôi không sao. Tiểu tử này thì có đấy, dùng súng bắn tôi, bị tôi đánh gãy tay rồi. Hắn chỉ vào Dương Kình Tùng. Dương Kình Tùng đau đến độ không thốt ra lời. Giờ đây trong lòng gã đang rất hận, gã không nên vì kích động mà rút súng ra. Lần này thì xong rồi, người thân tàn ma dại mà còn phải chịu tội. Từ cuộc đối thoại của Trương Dương và Loan Thắng văn vừa nãy hai người này quan hệ không phải ở mức bình thường, lần này thì xong thật rồi. Loan Thắng Văn nói, mang anh ta về, mấy người đứng đầu gây chuyện mang về hết, những người khác lấy chứng minh nhân dân ra đây, tí nữa tôi sẽ thẩm vấn từng người một. Kỳ Phong nói, Loan Cục à, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Loan Thắng Văn chẳng hề để ý đến gã, nhiều người như thế này đương nhiên không thể mang hết về được, Dương Kình Tùng tự tàng chữ súng, và cố ý hành hung, nhất định phải bắt về, còn về Kỳ Phong, thì là kẻ đứng đầu ở đây, nên cũng phải mang về cục công an thẩm vấn. Trương Dương cũng lên xe của Loan Thắng Văn, vừa đến Đông Giang đã gặp phải chuyện thế này, hắn nhất định phải giải thích cho bên cảnh sát. Sau khi khởi động xe, Loan Thắng Văn nói, chủ nhiệm Trương, mỗi lần anh đến Đông Giang là lại mang đến cho tôi một sự bất ngờ. Trương Dương nói, sự việc ngày hôm nay thật sự không phải do tôi gây ra. Loan Thắng Văn không nói gì, trong lòng nói, có lần nào là do anh gây ra rồi. Nếu như anh muốn đi thì hơn 50 tên này có ai là cản được anh. Chương 1006, gặp phải trận chiến 3. Nếu như vậy, trận chiến này có thể tránh khỏi. Loan Thắng Văn không ngờ rằng, thật ra Trương Dương còn trách họ đến sớm quá kìa, Trương đại quan vừa rồi mới khởi động chân tay một chút thôi, chưa hề ra tay chính thức, đang chuẩn bị dạy dỗ cho Kỳ Phong một trận thì cảnh sát của Loan Thắng Văn đã đến rồi. Về đến phân cục Loan Thắng Văn mời Trương Dương đến phòng làm việc của mình, trên đường Trương Dương đã nói lại cụ thể tình hình của gã nghe, theo ý của Trương Dương, thì cả sự việc này hắn là người bị động, hắn là phòng vệ chính đáng, và sự thật cũng là như vậy. Loan Thắng Văn dẫn Trương Dương đến phòng làm việc của mình không phải với mục đích tìm hiểu vụ án, mà là muốn nói với Trương Dương một vài việc. Đợi sau khi Trương Dương ngồi xuống, Loan Thắng Văn hạ mũ cảnh sát xuống, lấy ra một bình nước chanh từ trong tủ lạnh đưa cho Trương Dương, gã đối xử khá tốt với người bạn nhỏ này. Trương Dương vặn nắp chai uống một ngụm. Loan Thắng Văn nói, Hồng Cương đã muốn đưa anh đi rồi, sao anh còn không đi? Mà lại cứ muốn đích thân ra tay dậy bảo đám hỗn láo này. Loan Thắng Văn trước đó đã gọi điện cho Hồng Cương, nên hiểu rất rõ về tất cả tình hình. Trương Dương cười nói, lần đầu tiên đến đây, tôi cảm thấy ngại làm phiền anh. Loan Thắng Văn thật sự dở khóc dở cười, đây mà cũng là lý do hay sao? Gã chẳng tin những gì Trương Dương nói, gã cũng khá hiểu về tên này, Trương Dương tuyệt đối không phải là một người dễ bỏ qua, ai đã gây sự với hắn, thì nhất định sẽ đen đuổi. Loan Thắng Văn nói, anh thật là uy phong đó, một người đánh hơn 50 người, lại còn đập hơn 10 chiếc xe, có phải là muốn thông qua cách này để thông báo với tất cả người dân Đông Giang, chủ nhiệm Trương đã đến đây làm việc rồi không? Trương Dương nói, Loan Cục à, anh đã biết tôi lâu như vậy rồi, có lẽ anh cũng có phần hiểu tính cách của tôi, Thật ra tôi ghét nhất là bạo lực." Loan Thắng Văn nói thẳng, "Tôi đâu thấy vậy, nếu như anh không thích dùng bạo lực thì hai chúng ta có thể quen nhau được đến thế này sao?" Trương Dương nghe gã nói vậy cũng vui, thật sự hắn và Loan Thắng Văn cũng là đánh nhau mới quen, mấy năm nay hắn gây sự ở Đông Giang, Loan Thắng Văn đều rõ cả. Trương Dương nói, "Tôi không thích gây phiền phức, nhưng phiền phức cứ tự tìm đến tôi." Cái tên kỳ phong gì gì đó, cố ý lái chiếc xe ben của anh ta đế hại bạn của tôi kết quả tạo ra một vụ đâm xe, tôi đã thấy chán rồi, Đông Giang là trung tâm của Bình Hải, dưới sự quản lý của các anh, mà sao vẫn tồn tại những phần tử ngông cuồng đến vậy. Loan Thắng Văn nói, sự việc này tôi đã biết rồi, thật ra anh nên gọi điện cho tôi, tất cả đều được giải quyết dễ dàng, tại sao lại cứ phải làm to việc ra chứ? Trương Dương cười nói, thú thật với anh, tôi đang chán chẳng có việc gì làm, đang muốn tìm việc gì đó để làm cho đỡ buồn, thì vừa vặn gặp phải đúng chuyện này loan thắng văn thở dài nói kỳ phong là ông chủ của thực phủ giang nam anh của anh ta là kỳ sơn cũng là một phú thương nổi danh ở đông giang ngành nước của đông giang về cơ bản là anh ta lũng đoạn trương dương nói có tiền thì giỏi giang hà có tiền cũng không được làm việc linh tinh loan thắng văn nói chú của họ là thị trưởng phương của đông giang phương chi đạt trương dương nhìn loan thắng văn hơi ngạc nhiên loan thắng văn gật đầu trương dương cười danh ma hèn chi tên này lại ngông cuồng vậy Hóa ra là có người làm trong triều đình, Phương Chi đạt thì làm sao cơ chứ? Là thị trưởng cũng không thể để cho cháu mình làm điều ác được, nếu như ông ta dám đứng ra bênh vực cháu mình thì tôi sẽ tìm ông ta để nói chuyện. Loan Thắng Văn đương nhiên hiểu được Trương Dương có khả năng như vậy, có điều công việc ở Đông Giang vẫn chưa bắt đầu mà đã đắc tội với thị trưởng, làm như vậy nhất định không phải là thông minh, gã cảm thấy Trương Dương chỉ nói mồm mà thôi, sẽ không truy cứu tiếp việc này. Cầu Thắng Văn nói: người cũng đã đánh rồi xe cũng đã đập rồi tức cũng đã giải rồi anh còn muốn thế nào nữa thật sự muốn làm việc này to đến độ người người đều biết trương dương nghe ra ý loan thắng văn bảo hắn ngừng tay cười nói loan cục thật ra việc này là người ta ức hiếp tôi loan thắng văn ngán ngẩm lắc đầu xin anh đấy lần sau gây chuyện thì đổi chỗ khác đi đừng lúc nào cũng gây chuyện ở khu bạch xa của tôi trương dương nói chỉ là trùng hợp thôi việc này cũng không thể trách tôi được ai bảo khu bạch xa các anh lại có lắm phần tử bất lương thế chứ loan thắng văn muốn khuyên hắn chút nữa nhưng chuông điện thoại đã vang lên gã cầm điện thoại lên nhìn số điện thoại sau đó cười với trương dương đi ra ngoài phòng làm việc nghe điện thoại cuộc điện thoại này rõ ràng là phải giấu trương dương trương dương cũng chẳng thích thú gì với việc nghe trộm hắn cầm chai nước lại uống một ngụm to nữa trận chiến vừa rồi cũng đã làm hao tổn sức lực của hắn Cuộc điện thoại này của Loan Thắng Văn là do Kỳ Sơn gọi đến. Loan Thắng Văn và Kỳ Sơn đã quen nhau không ít ngày. Theo lý mà nói, Loan Thắng Văn là cảnh sát, còn Kỳ Sơn lại là đối tượng có hàm nghi có bối cảnh xã hội đen. Hai người như vậy không thể nào sát cánh cùng nhau. Nhưng Kỳ Sơn không có tiền án tiền sự nào, sự việc của gã cũng chỉ là lời đồn trong xã hội. Trước khi có được chứng cứ phạm tội của gã, Kỳ Sơn vẫn là một công dân hợp pháp, càng huống hồ gã có một người chú là thị trưởng Đông Giang loan thắng văn ít nhất vẫn tỏ ra khá khách khí kỳ sơn rất lịch sự nói chuyện ôn tồn ấm áp không nhanh không chậm loan cục thật ngại quá làm phiền anh đang làm việc rồi loan thắng văn nói không sao kỳ tổng tìm tôi có việc gì thật ra gã đã biết thừa kỳ sơn gọi điện cho gã nhất định là vì chuyện gây ra xung đột của em trai kỳ phong kỳ sơn nói loan cục tôi nghe nói kỳ phong gây phiền phức rồi Khẩu khí nói chuyện của Kỳ Sơn làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, gã không hề nói rằng bên mình có lý, mà còn làm ra vẻ tự kiểm điểm mình. Kỳ Sơn không những là một người làm ăn thành công, mà còn là một người lão luyện trong xã hội, khi gặp phải nguy hiểm, gã hiểu cách làm thế nào để hóa giải, mà còn chủ động đi hóa giải. Loan Thắng Văn nói, là thế này, gã nói đơn giản một lượt sự việc cho Kỳ Sơn nghe. Kỳ Sơn nói, Loan Cục, thằng em của tôi không hiểu chuyện, đã gây phiền phức cho anh rồi anh xem việc này nên xử lý thế nào cho phải bây giờ. Nếu như Kỳ Sơn bảo chú của gã Phương Đạt chi ra mặt, Loan Thắng Văn nhất định phải nể mặt, nhưng trong lòng cũng sẽ khá khó chịu, Kỳ Sơn không làm như vậy, gã chọn cách không tiếp tục làm lớn vụ này, mà là muốn hòa giải sự việc. Với Loan Thắng Văn, gã cũng không muốn làm lớn, mặc dù trong lòng gã hơi nghiêng một chút về Trương Dương, nhưng nếu như làm lớn việc, gã không thể xử lý làm cho hai bên đều hài lòng cũng có nghĩa là nhất định phải đắc tội một trong hai, Loan Thắng Văn đương nhiên không muốn như vậy. Loan Thắng Văn nói, vốn dĩ cũng chỉ là một vụ án dân sự mà thôi, nhưng đám bạn của em trai anh lại rút súng ra, bắn một phát vào Trương Dương. Kỳ Sơn nói, chủ nhiệm Trương không bị thương chứ? Từ câu này có thể thấy rằng, gã đã hiểu khá rõ về thân phận của Trương Dương. Loan Thắng Văn nói, may mà không có ai bị thương, nếu không thì phiền to rồi. Kỳ Sơn nói, Loan Cục anh xem, việc này có thể dừng lại ở đây không? Mọi người nhường nhau một chút, đừng ai truy cứu nữa. Loan Thắng Văn im lặng một chút, lời đề nghị của Kỳ Sơn làm cho gã thở phào nhẹ nhõm, điều gã lo lắng nhất là Kỳ Sơn xen vào, cuối cùng để cho thị trưởng Phương Chi đạt phải ra mặt, Trương Dương lại là một tên trời không sợ đất không sợ, nếu sự việc này mà làm lớn ra rồi thì muốn giải quyết cũng không còn dễ dàng nữa. Loan Thắng Văn nói, tôi nói một tiếng với chủ nhiệm Trương Phát súng vừa nãy đã làm cho anh ta hơi kinh sợ. Loan Thắng Văn cố ý nói như vậy, nhấn mạnh vào nhát súng, thật ra là ngầm ám thị cho Kỳ Sơn biết, các anh chẳng có chút lý lẽ nào đâu, từ lúc rút súng ra, tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi rồi. Kỳ Sơn nhẹ nhàng nói, Loan cục, tôi đang ở quán cà phê đối diện, nếu như anh bên đó tiện thì tôi có thể qua đó bất cứ lúc nào. Gã đang nói với Loan Thắng Văn, nếu cần thì gã có thể đàm phán trực tiếp với Trương Dương. Loan Thắng Văn quay trở về phòng, thấy Trương Dương đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Loan Thắng Văn nói, còn có tâm tính ngồi đọc báo cơ à? Trương Dương cười nói, sắp bắt đầu công việc rồi, đương nhiên phải nắm cơ hội tìm hiểu tình hình của Đông Giang. Loan Thắng Văn đặt điện thoại lên bàn làm việc, Kỳ Sơn gọi điện thoại đến. Trương Dương nói, Kỳ Sơn là ai? Loan Thắng Văn nói, là anh trai của Kỳ Phong, anh ta tìm tôi muốn chấm dứt chuyện này, đề nghị hai bên đến đây thôi. Mọi người nhường nhau một chút, đừng ai truy cứu nữa. Loan Thắng Văn im lặng một chút, lời đề nghị của Kỳ Sơn làm cho gã thở phào nhẹ nhõm, điều gã lo lắng nhất là Kỳ Sơn xen vào, cuối cùng để cho thị trưởng Phương Chi đạt phải ra mặt, Trương Dương lại là một tên trời không sợ đất không sợ, nếu sự việc này mà làm lớn ra rồi thì muốn giải quyết cũng không còn dễ dàng nữa. Loan Thắng Văn nói, tôi nói một tiếng với chủ nhiệm Trương, phát súng vừa nãy đã làm cho anh ta hơi kinh sợ. Loan Thắng Văn cố ý nói như vậy, nhấn mạnh vào nhát súng, thật ra là ngầm ám thị cho Kỳ Sơn biết, các anh chẳng có chút lý lẽ nào đâu, từ lúc rút súng ra, tính chất sự việc đã hoàn toàn thay đổi rồi. Chương 1007 Audi Auto 1. Kỳ Sơn nhẹ nhàng nói, Loan cục, tôi đang ở quán cà phê đối diện, nếu như anh bên đó tiện, thì tôi có thể qua đó bất cứ lúc nào. Gã đang nói với Loan Thắng Văn, nếu cần, thì gã có thể đàm phán trực tiếp với Trương Dương loan thắng văn quay trở về phòng thấy trương dương đang ngồi đọc báo trên ghế sofa loan thắng văn nói còn có tâm tính ngồi đọc báo cơ à trương dương cười nói sắp bắt đầu công việc rồi đương nhiên phải nắm cơ hội tìm hiểu tình hình của đông giang loan thắng văn đặt điện thoại lên bàn làm việc kỳ sơn gọi điện thoại đến trương dương nói kỳ sơn là ai loan thắng văn nói là anh trai của kỳ phong anh ta tìm tôi muốn chấm dứt chuyện này đề nghị hai bên đến đây thôi Mọi người nhường nhau một chút, đừng ai truy cứu nữa." Trương đại quan cười nói, "Sao tôi thấy giống việc đàm phán với xã hội đen thế nhỉ?" Loan Thắng Văn nghe thấy câu này hơi không vui, tên này nói năng chẳng thèm suy nghĩ gì, đàm phán xã hội đen. "Thế thì anh coi cái thằng cục trưởng công an này như tôi là ai?" Trương Dương nói, "Tôi không thể nhượng bộ, sự việc là do họ gây ra, nhưng tôi cũng không muốn vừa đến Đông Giang mà đã gây ra chuyện, thế này đi." chiếc Audi bạn tôi vừa mua đã bị tổn hại nghiêm trọng, bảo anh ta mua đền một cái mới cho người ta. Còn nữa, tôi đã từng nói phải để kỳ phong quỳ trước mặt tôi, lời nói ra như bát nước hắt đi, không thể để tôi thu về được. Còn nữa, cái tên đầu cá mập đã dùng súng bắn tôi, hắn ta cũng phải quỳ trước mặt tôi, nếu không thì đi tù. Trương đại quan không bao giờ tha cho người khác dễ dàng, giờ đây hắn có lý, đương nhiên hắn sẽ không nhượng bộ dễ dàng rồi. Loan Thắng Văn ngay lập tức cảm thấy điều kiện của tên này hơi quá đáng. Chiếc xe của Triệu Nhị Văn rõ ràng là xe auto, đã biến thành Audi từ bao giờ rồi. Khi xảy ra vụ đâm xe, tốc độ của xe không nhanh, cũng chỉ bị tổn hại đằng trước một chút thôi, tiền sửa không quá 5.000, Trương Dương lại mở miệng là nói tôi đòi một chiếc Audi. Điều khoa trương hơn nữa là hắn còn muốn kỳ phong quỳ xuống nhận sai trước mặt hắn. Dương Kình Tùng dùng súng bắn hắn, bảo gã ta quỳ xuống thì còn có lý, Kỳ Phong ở Đông Giang cũng là một nhân vật số một, gã có lẽ sẽ không đồng ý. Loan Thắng Văn nói, Kỳ Sơn đang ở quán cà phê đối diện cục công an, hay là tôi bảo anh ta đến nói chuyện trực tiếp với anh. Trương Dương gật đầu nói, cũng được. Kỳ Sơn năm nay 33 tuổi, dáng người không cao, tướng mạo thanh tú, trên gương mặt đeo một chiếc kính gọng bạch kim, rất giống với dáng thư sinh, không hề giống một người làm ăn và càng không hề giống với tên xã hội đen như lời đồn đại, gã đến một mình Bước vào phòng làm việc của Loan Thắng Văn, gã chào Loan Thắng Văn trước, rồi ánh mắt chuyển sang Trương Dương, cười rất hòa nhã lịch sự, "Vị này chính là chủ nhiệm Trương đúng không?" Trương Dương mỉm cười gật đầu với gã, Kỳ Sơn không đắc tội hắn, càng huống hồ ai đánh người thái độ tốt, Trương đại quan cũng không phải là loại hẹp hòi đến mức độ như vậy. Loan Thắng Văn nói, "Tôi giới thiệu một chút, vị này là chủ nhiệm Trương phụ trách công việc của khu đô thị mới Đông Giang vừa được điều đến đây." Vị này là tổng giám đốc của thủy sản Tứ Hải Kỳ Sơn. Kỳ Sơn chủ động giơ tay về phía Trương Dương, vinh dự quá. Vinh dự quá? Trương Dương nói lạnh nhạt, ngồi đi. Trong cả quá trình, hắn chẳng hề đứng lên, hắn không coi Kỳ Sơn là gì cả. Nhưng điều làm cho Trương đại quan bất ngờ là, mặc dù hắn thái độ ngạo mạn, nhưng thái độ hiền hòa trên mặt Kỳ Sơn vẫn không thay đổi từ đầu đến cuối, dù là gã có phải đang giả vờ hay không, nhưng rất ít người có thể làm được như vậy sau khi kỳ sơn ngồi xuống rút một hộp danh thiếp từ trong túi áo ra sau khi mở ra rút ra một tờ danh thiếp in rất đẹp dùng hai tay đưa cho trương dương trương đại quan nhận bằng một tay không thèm nhìn đã để xuống mặt bàn tên này cố ý làm như vậy hắn muốn xem kỳ sơn có thể chịu đến mức độ nào kỳ sơn vẫn giữ thái độ hòa nhã lịch sự chủ nhiệm trương kỳ sơn là em trai của tôi sự việc hôm nay thật sự xin lỗi anh tôi đã hiểu rõ toàn bộ sự việc rồi chủ nhiệm trương yên tâm tôi nhất định sẽ dạy bảo nó, không để nó làm bừa làm bãi ở ngoài xã hội nữa. Trương Dương cười nói, đó là chuyện của nhà các anh, anh không quản, thì còn có công an quản nữa kia, chẳng đến lượt tôi quản. Những việc tôi nói vừa nãy, Loan Cục đã nói với anh rồi đúng không? Trương Dương nhìn sang phía Loan Thắng Văn, Loan Thắng Văn làm như không nghe thấy gì, cầm tờ báo vừa rồi Trương Dương đọc lên xem, dường như sự việc trước mắt không liên quan gì đến gã vậy. Kỳ Sơn nói, chủ nhiệm Trương, Vừa rồi tôi đã nói, tất cả tổn thất để tôi phụ trách đền bù, chiếc xe Audi của bạn anh bị tổn hại nghiêm trọng thì tôi sẽ đền cho cô ấy một chiếc xe mới, còn về hai yêu cầu còn lại của anh, chủ nhiệm Trương, anh xem có thể thế này được không? Tôi sẽ mở một bàn tiệc rượu, một là để đón anh vừa đến đây, hai là để bảo những tiểu tử đã đắc tội với anh rót trà nhận tội. Trương Dương nói, xem ra tổng giám đốc kỳ là người hiểu chuyện, nếu như em anh được một nửa như anh thì sẽ chẳng xảy ra việc này. Kỳ Tổng và tôi đây là lần đầu tiên gặp nhau, có lẽ không hiểu tôi, về sau anh sẽ hiểu được phong cách sống của tôi. Câu này của Trương Đại Quan tiềm ẩn nhiều ý nghĩa, rõ ràng là đang nói với Kỳ Sơn, hắn sẽ không nhượng bộ dễ dàng. Trước khi đến gặp Trương Dương, Kỳ Sơn đã tìm hiểu rõ ràng về hắn rồi, lúc mới bắt đầu nghe thấy em trai mình dẫn hơn 50 người đi vây đánh một người, mà lại bị thành thê thảm như vậy, gã phẫn nộ nhưng lại cảm thấy ngạc nhiên, việc này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng, sau khi bình tĩnh lại kỳ sơn ngay lập tức tìm hiểu về trương dương sau khi gã điều tra rõ về thân phận bối cảnh của trương dương biết rằng việc này em của gã không hề oan ức chút nào thái độ này của trương dương nằm trong dự đoán của kỳ sơn gã đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng về vấn đề này kỳ sơn nói chủ nhiệm sơn có câu không đánh thì không quen tôi tin rằng về sau chúng ta sẽ có nhiều cơ hội qua lại và chúng ta sẽ trở thành bạn tốt trương dương cười nói những việc tương lai khó nói lắm Tôi rất tán thành thái độ xử lý sự việc của Kỳ tổng, thời gian của mọi người đều rất quý giá, chẳng ai có thời gian phí phạm ở những vấn đề này." Kỳ Sơn mỉm cười nói, "Bình Hải không lớn, yêu cầu của chủ nhiệm Trương tôi đều đồng ý cả, ai bảo chúng tôi là bên làm sai cơ chứ? Có điều, chủ nhiệm Trương cũng phải đồng ý một yêu cầu của tôi." Trương Dương hứng thú quay sang nhìn Kỳ Sơn, trong lòng nói, "Mẹ Kiếp vẫn còn dám đưa ra yêu cầu cơ đấy." Kỳ Sơn nói: "Tối nay tôi sẽ mở tiệc ở thực phủ Giang Nam, tiếp đón chủ nhiệm Trương, tiện thể bảo thằng em không ra gì đó của tôi xin lỗi trước mặt anh, chủ nhiệm Trương nhất định phải đến đó." Trương Dương cười hì hì nói: "Thật ra tối nay tôi có việc thật." Kỳ Sơn nói: "Chẳng lẽ chủ nhiệm Trương lo chúng tôi bày tiệc nhỏ quá sao?" Trương Dương mỉm cười nói: "Muốn bày tiệc lớn nhỏ gì cũng phải có thời gian chuẩn bị, thế này đi, tối mai nhé." Kỳ Sơn gật đầu nói: "Được, 6 giờ tối mai." vậy chúng ta định như thế nhé không gặp không về loan thắng văn cũng chẳng ngờ sự việc này lại giải quyết nhanh như vậy mặc dù kỳ sơn ngoài mặt thì nho nhã ôn hòa nhưng người này không phải là người dễ dàng cúi đầu trước mặt người khác hôm nay trước mặt trương dương không hề phản kháng chút nào trương đại quan nói gì gã đồng ý điều đó có thái độ như vậy đương nhiên không thể xảy ra xung đột mâu thuẫn cũng không thể nào bị đẩy lên tầm cao mới kỳ phong đi theo đằng sau kỳ sơn ngồi lên chiếc xe huy đằng của gã Kỳ Sơn làm việc rất khiêm nhường, điều này có thể nhận ra từ cách chọn xe của gã. Vào trong xe, nụ cười trên mặt Kỳ Phong ngay lập tức biến mất, mà thay vào đó là thái độ nghiêm khắc. Kỳ Phong nói, anh à, cái tên họ Trương đó quá hống hách, lần này nhất định em phải diệt hắn. Kỳ Phong giơ tay, tát vào mặt gã, Kỳ Phong bị đánh ngớ người ra ở đó, ôm mặt nói. Anh, sao anh lại đánh em? Kỳ Sơn lạnh lùng nói, mày cũng không thèm đi tìm hiểu xem đối phương là ai à? là người mày có thể gây sự được à đúng là cái đồ vô tích sự kỳ phong nói hắn thì có gì là giỏi giang có giỏi cũng chẳng giỏi bằng đạn được em tìm người giết hắn kỳ sơn lại ra tay tát một phát nữa làm cho kỳ phong im ngay miệng miệng ngậm chặt trên mặt đầy sự tức tối và tủi thân kỳ sơn nói có súng thì giỏi à dương kình tùng có súng giữa ban ngày ban mặt lại muốn rút súng ra bắn người kỳ phong nói không bắn chết hắn là hắn may mắn kỳ sơn nói mày tỉnh lại chút đi không bắn được chết hắn là chúng mày may mắn đó trương dương là ai cơ chứ là con rể tương lai của tỉnh trưởng đại nhân là con trai nuôi của phó thủ tướng văn bản thân hắn là cán bộ quốc gia cấp chính sở mày cảm thấy đó là người mày có thể gây sự được à bí thư thị ủy nam thích từ quang nhiên giỏi đúng không chẳng phải cũng chết trên tay hắn sao kỳ phong lúc này đã hơi hiểu tại sao anh mình lại nghe tất cả yêu cầu của trương dương hắn ôm mặt nói anh ý anh nói chính là tên Trương Dương đã hại chết hứa gia dũng. Chương 1008 Audi Auto 2. Kỳ Sơn nói, không phải là hắn ta thì còn là ai? Hắn vừa được điều đến Đông Giang, nghe nói phụ trách khu đô thị mới, trước đó tao đã tìm Lương Thành Long bảo anh ta giúp làm quen, làm bạn với hắn, nhưng mày thì hay rồi, tao còn chưa kịp quen mà mày đã đắc tội người ta rồi. Kỳ Phong tuổi thân nói, tên này quá kiêu ngạo, chẳng thèm để ý đến ai. Im mồn, mày và lũ bạn của mày thì tốt chắc. Nếu như chúng mày không chủ động đi trêu gẹo bạn gái của người ta, thì sự việc này sẽ đến mức độ này à? Kỳ Phong nói, anh, em là loại người đó sao? Kỳ Sơn hừ một tiếng rồi nói, tao nhìn mày từ lớn đến bé, mày là loại người gì tao còn không rõ à? Kỳ Phong không nói gì nữa. Kỳ Sơn nói, việc này đến đây thôi, tất cả tổn hại để tao trả, ngày mai mày đến chỗ đầu heo lấy một chiếc Audi, buổi tối lái đến thực phủ Giang Nam, Kỳ Phong ngơ ngác để làm gì? Kỳ Sơn nói đền cho người ta. dựa vào đâu chứ, mẹ kiếp đó chẳng qua chỉ là một chiếc auto rách thôi, dựa vào đâu mà phải đền cho hắn một chiếc Audi? Kỳ Phong tức nổ đom đóm mắt. Kỳ Sơn nói to mồm không chứng minh được mày có bản lĩnh, nếu như ai to mồm là được, thì mày có khả năng làm đến tổng thống đấy. Kỳ Phong khổ sở nói anh, anh đừng mặt sát em nữa em biết lần này em đã gây ra chuyện cho anh, nhưng chúng ta cũng không thể để hắn ước hiếp được. Kỳ Sơn nói, mày có nghe lời tao không? Kỳ Phong gật đầu nói, nghe, anh bảo em làm gì em sẽ làm điều đó. Kỳ Phong hài lòng vỗ vỗ vai gã rồi nói, em ngoan, tối mai, em phải quỳ để kính trả cho Trương Dương. Hai con mắt của Kỳ Phong suýt rơi ra ngoài, cái gì cơ? Anh, anh nói gì cơ? Sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục, anh bảo em quỳ chẳng bằng giết khoách em cho rồi kỳ sơn nói tiểu phong em cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa bao giờ em mới trở nên thông minh một chút anh bảo em quỳ xuống chỉ là chúng ta giả bộ thôi không có nghĩa là chúng ta nhận thua chỉ là một cách để tránh xung đột mà thôi chúng ta có chỗ dùng đến người ta mục đích làm ăn của chúng ta là cầu tài không phải là để tranh đấu với người ta kỳ phong lắc đầu nguầy nguậy không được dù anh nói thế nào em cũng không quỳ trước mặt nó đâu nếu như anh ép em thì chẳng bằng anh lấy súng bắn chết em đi cho xong. Kỳ Sơn sầm mặt, Dương Kình Tùng cầm súng bắn người, nó có phải là bạn của em không? Có phải em muốn đẩy nó vào tù không? Kỳ Phong không nói gì nữa, người như gã rất trọng nghĩa khí giang hồ, Dương Kình Tùng xảy ra việc như vậy, đều là vì chuyện của gã, gã đương nhiên không muốn Dương Kình Tùng bị vào ngục. Kỳ Sơn nói, sự việc này do em mà nên, thì em phải chịu trách nhiệm về nó. Ý của Trương Dương vốn dĩ là để em và Dương Kinh Tùng cũng phải quỳ kia, mặc dù anh đã đồng ý, nhưng Dương Kinh Tùng không thể quỳ được, em quỳ xuống là vì bạn em, không ai có thể coi thường em được, tối mai mới xin lỗi, anh có một ngày để giải quyết việc này, em có tin anh không? Em có còn coi anh là ai trai của em không? Kỳ Phong gật đầu, vành mặt đã hơi đỏ. Sau khi Trương Dương rời khỏi phân cục công an khu Bạch Sa, trực tiếp lái xe đến chỗ hẹn với Hà Hâm Nhan, Hà Hâm Nhan thấy Trương Dương bình an vô sự trở về, mới yên tâm, hai người ngồi xuống trong công viên bên bờ hồ, Trương Dương giơ tay ôm lấy eo Hà Hâm Nhân, Hà Nhân Nhan dựa đầu vào vai Trương Dương, ngước mắt nhìn bầu trời không gợn một bóng mây. Bầu trời đã sắp sửa trở thành màu nâu, hoàng hôn sắp đến rồi. Ngọn gió nhẹ nhàng thổi đến, mấy phiến lá rơi xuống dưới chân họ, bị gió đẩy đi kêu xào xạc. Trương Dương áp mặt vào đầu Hà Hâm Nhan, cảm giác thấy làn tóc mềm mại của cô, và ngửi mùi hương trên tóc cô. Hà hâm nhan nhỏ nhẹ nói, em lo lắng cho anh lắm, là do em đã gây phiền phức cho anh. Trương Dương cười hà hà, nụ cười của hắn rất thoải mái, kinh động đến chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây ngay trên đầu họ, chú chim nhỏ cất cánh bay, hà hâm nhan dựa sát vào hắn, đầu trong lòng hắn, nhắm mắt lại nói thật là thoải mái, em thích nhất là được lặng yên bên cạnh anh, chẳng phải đi đâu cả trương dương nói chúng ta đúng là lâu lắm đã không ở được một mình thế này rồi hà hâm nhan nói em đến trước mấy ngày là để được ở bên anh một mình đấy trương dương cười nói đáng tiếc là bị một đám xã hội đen phá hoại mất thời gian chiều của chúng ta vốn dĩ chúng ta giờ đang ở trên giường gương mặt trắng của hà hâm nhan hơi đỏ lên cô giơ tay nhẹ nhàng đánh lên ngực trương dương rồi nói ngoài chuyện đó ra anh không thể nghĩ được thêm chuyện gì nữa à Trương Dương nói: "Nghĩ chứ, lúc em ở Hồng Kông anh luôn nghĩ đến em, gần đây công việc của em rất nhiều, em còn ở bên đó nhiều hơn ở trong đại lục." Hà Hâm Nhan nói: "Chị Nhân Như đã đến Giang Thành rồi, giờ đây hầu như chị ấy dốc sức vào xưởng thuốc ở Giang Thành, năm nay công ty quảng cáo lại rất bận, chị Hải Lan đã từ chức ở chỗ Đài Thiên Không rồi, để chú tâm vào công ty quảng cáo, em không hiểu lắm về vấn đề quản lý kinh doanh nên không giúp được nhiều cho công ty." trương dương gật đầu nói em cứ yên tâm chụp quảng cáo của em là được rồi hà hâm nhan nói lần này em đến còn một việc muốn tìm anh để thương lược đạo diễn lớn tần hiền đã tìm em muốn em làm diễn viên chính trong bộ phim ca nhạc tên là ca vũ nhân sinh của ông ấy em muốn nghe ý kiến của anh trương dương nói anh không có ý kiến gì cả điều kiện của em tốt như thế này thật ra đã nên phát triển ở ngành điện ảnh từ lâu rồi có điều không được đóng phim con heo đâu đấy Hà Hâm nhan cười khanh khách, anh nói linh tinh gì vậy? Là phim ca nhạc, Tần Hiền là một đạo diễn lớn đó. Trương Dương đã nghe nói đến Tần Hiền, có điều chưa xem bộ phim nào của ông ấy đạo diễn. Biết rằng Tần Hiền là một đạo diễn nổi tiếng ở Hồng Kông, có điều những bộ phim ông ấy đạo diễn hầu như là phim nghệ thuật. Trương Đại Quan lại thích những bộ phim võ lâm và phim hài, xem xong được cười ha ha là tốt nhất. Còn về tính nghệ thuật gì gì đó, tên này chẳng có thời gian đâu mà đi nghiền ngấm. Trương Dương nói. Còn nữa, mấy cảnh giường chiếu, hôn nhau là không được diễn đâu, nếu không anh nhìn thấy nhất định sẽ nổi giận, em chỉ là của anh thôi. Hà hâm nhàn ôm lấy hắn rồi nói, em biết rồi. Một cô cái có cá tính mạnh mẽ như cô, cũng có thái độ thế này trước mặt người yêu. Trương Dương Nhân lúc không có ai bên cạnh hôn lên môi cô, nhưng lại bị Hà Hâm Nhan ôm lấy cổ không rời, còn hôn hắn thật sâu. Lúc này đã là lúc hoàng hôn, công viên Hà Ngạn không ít những đôi tình nhân, chẳng ai để ý đến đôi của họ. Hai người đang hôn nhau nồng sâu, thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Dương giơ tay ra lấy điện thoại, Hà Hâm Nhan ngăn hắn lại không cho hắn nghe, điện thoại vang lên ba lần, Trương Dương mới có thể nhận được điện thoại, đầu dây bên kia là em gái Triệu Tính, vừa nhận điện thoại, Triệu Tính đã trách anh. Anh làm gì thế, sao chẳng có chút quan niệm thời gian nào vậy, đã nói là năm rưỡi đến nhà em, giờ đã là 6 giờ rồi. Trương Dương nói: "Ừm, anh bị tắc đường." Hà Hâm Nhan dính lên người hắn, hai tay lại nắm lấy bộ phận ở giữa hai chân Trương Dương, Trương đại quan làm sao chịu nổi sự kích thích này, nên nói chuyện lắp bắp là bình thường. Triệu Tĩnh cảm nhận rõ ràng hắn có gì đó không đúng, "Anh, anh đang làm gì thế?" Trương đại quan nói: "Anh đang gọi xe, anh đến bây giờ đây." "Anh mau lên, em làm xong cơm canh rồi." Trương đại quan cúp điện thoại, Hà Hâm Nhan ngay lập tức bỏ tay ra rồi cười khanh khách, nói dối như cuội ấy, anh đang gọi xe lúc nào? Trương Dương đập vào bộ ngực đầy đàn hồi của cô, không nói là gọi xe thì chẳng lẽ bảo là em đang giúp anh gọi máy bay hả? À? Hà Hâm Nhan vốn không muốn đi cùng Trương Dương đến nhà Triệu Tính, mặc dù cô và Trương Dương yêu nhau, nhưng cô cũng hiểu rõ thân phận của mình chỉ là người tình của Trương Dương. Vì vậy khi Trương Dương mời cô cùng đi, Hà Hâm Nhan đã hơi do dự, em mà qua đó có phải là hơi vô duyên không? trương dương cười nói làm gì mà em phải nghĩ nhiều thế có phải là đi đến nhà người khác đâu hà hâm nhan nói đi đến nhà người khác còn đỡ đằng này lại là đến nhà em gái anh cô ấy thấy anh dẫn em đến thì sao em đâu có phải là chị dâu của cô ấy nói đến đây trong lòng hà hâm nhan cảm thấy buồn gần như cô chỉ cần có cơ hội là sẽ gọi điện thoại cho mẹ của trương dương từ lập hoa cũng rất thích cô nhưng trong thực tế hôn nhân của trương dương và sở yên nhiên đã định cô chỉ là một nhân vật trong thế giới của trương dương mà thôi trương dương ôm lấy vai cô rồi nói sao lại không chứ người con gái của anh sao lại không phải là chị dâu của nó tất cả đều là hết hà hâm nhan thở dài nói trương dương có lẽ anh là người mặt dày nhất thế giới này rồi nghĩ đến hồ nhân như hải lan họ đều đã có quan hệ xác thịt với trương dương trong việc nhìn nhận tình cảm với trương dương hồ nhân như và hải lan tỉnh táo hơn cô rất nhiều họ không có chút yêu cầu gì với Trương Dương. Hà Hâm Nhan trước kia một thời đã có mộng tưởng về hôn nhân, nhưng sau này cô dần chấp nhận hiện thực, cô không nghĩ đến việc có một ngày sẽ được cùng Trương Dương bước lên lễ đường hôn nhân nữa, đây cũng là nguyên nhân chính cô dồn sức lực vào sự nghiệp của mình. Trương 1009, Audi, Auto, 3 Triệu Tĩnh và Đinh Triệu Dũng sống ở trong thu trạch viên, khu này cách công ty của Đinh Triệu Dũng rất gần, đi bộ 5 phút là đến nơi, mặc dù gã chưa kết hôn, nhưng cũng đã dốc sức sửa sang lại nhà cửa bốn phòng ngủ một phòng khách rất trang hoàng đinh triệu dũng và triệu tính đều không ngờ hà hâm nhan sẽ đến nhưng thái độ của hai người rất nhiệt tình họ đều hiểu rằng trương dương có rất nhiều bạn gái hà hâm nhan và triệu tính cũng rất quen thuộc triệu tính cười nói anh anh mời cả minh tinh đến đây làm nhà chúng em dạng dỡ hẳn lên hà hâm nhan đổi chiếc dép lê trương dương thì đi chân không vào bước vào phòng khách vừa vào đã nhìn thấy ảnh cưới của triệu tính và đinh triệu dũng hai người mặc dù chưa kết hôn, nhưng đã chụp xong ảnh cưới rồi. Đinh Triệu Dũng nói, anh, Trương Đại Quan không thể chịu nổi điều này, hắn giơ tay làm một động tác ngăn lại, này, chúng ta đừng xưng hô vậy được không? Mẹ kiếp anh lớn hơn tôi, gọi như vậy tôi tổn thọ mất. Đinh Triệu Dũng cười hà hà nói, Trương Dương, tôi và Triệu Tính đã đi nhận giấy đăng ký kết hôn rồi. Trương Dương gật đầu, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, chưa có giấy tờ thì là sống thử bất hợp pháp, có giấy tờ rồi thì sẽ trở thành hợp pháp, mặc dù chưa làm lễ cưới, nhưng Ninh Triệu Dũng giờ đã là em rể của hắn. Hà Hâm Nhan đương nhiên không đến tay không, cô mang đến cho Triệu Tính một đôi hoa tai kim cương, Hà Hâm Nhan giờ là người nổi tiếng trong giới quảng cáo, nên con mắt của cô rất thời thượng, Triệu Tĩnh rất thích, hai người nắm tay thân mật trò chuyện. Trương Dương thấy vậy, trong lòng thở dài, Hà Hâm Nhan thật sự rất biết cách làm việc, người nhà của hắn đều đối xử rất tốt với cô trong số đông những người bạn gái của hắn, thì Hà Hâm Nhan là người mà mẹ hắn thích nhất. Đinh Triệu Dũng gọi họ đến phòng ăn, đồ ăn đã làm xong cả rồi, trên bàn ăn có hai chai mao đài, toàn bộ đều là đồ tặng cả, vừa nhìn đã nhận ra Đinh Triệu Dũng lấy từ chỗ cha của gã. Triệu Tĩnh nói, Triệu Dũng, anh uống với anh em đi, em đi nướng con cá. Hà Hâm Nhan nói, để tôi đi. Triệu Tĩnh nói, chị là khách, làm sao để chị vào bếp được. Hà Hâm Nhan quay sang nhìn Trương Dương rồi cười nói, anh của em lâu rồi không ăn đồ ăn chị nấu rồi. Mặc dù chỉ là một câu nói hết sức bình thường, nhưng lại làm cho Trương đại quan rất cảm động, cô gái này không những thông minh mà còn hiểu lòng người, Trương Dương ta đây làm gì mà lại có nhiều người con gái chăm sóc đến vậy, hãy tự biết thỏa mãn đi. Triệu Tĩnh và Hà Hâm Nhan cùng vào bếp, Đinh Triệu Dũng mở bình Mao Đài, rồi rót một cốc đầy cho Trương Dương, biết tại sao anh lại đến muộn thế này rồi. Trương Dương biết rằng chắc chắn gã nghĩ linh tinh, liền cười nói. Gặp phải chút chuyện phiền phức. Đinh Triệu Dũng cùng ly với hắn, uống một ngụm rồi nói chuyện gì vậy. Trương Dương cũng không giấu gã, nói lại một lần việc xảy ra lúc chiều. Đinh Triệu Dũng nói, Kỳ Sơn, là ông chủ của Tứ Hải Thủy Sản. Trương Dương nói, anh quen à. Đinh Triệu Dũng lắc đầu nói, tôi và anh ta không cùng một con đường, tôi đã từng nghe nói đến người này, Lương Thành Long quen thân với anh ta lắm, vì từng cùng làm ăn với nhau. Người này nghe nói rất có bản lĩnh, bên ngoài đồn đại rằng anh ta là đại ca của xã hội đen, nhưng chỉ là lời đồn mà thôi, chưa nghe nói anh ta làm việc xấu bao giờ, còn rất hay lên báo vì làm những việc từ thiện hay quyên góp. Chú của anh ta là thị trưởng Đông Giang Phương Tri Đạt, anh có biết không? Trương Dương gật đầu nói, giờ tôi biết rồi. Hắn nhớ lại lúc gặp mặt Kỳ Sơn, thái độ của đối phương từ đầu đến cuối rất nhã nhận lịch sự đột nhiên cảm thấy người tên kỳ sơn này rất thú vị một người có thể nhẫn nhịn đến mức độ như vậy nếu thật sự anh ta không phải hạng người tốt gì thì chắc chắn là hạng người cực xấu đinh triệu dũng nói không biết trừng lương thành long sẽ đứng ra giảng hòa đấy trương dương nói tôi không rõ dù sao thì đến bây giờ anh ta chưa gọi điện thoại cho tôi hắn cũng nghĩ rằng kỳ sơn sẽ không đứng yên không làm gì cả điều có khả năng nhất chính là tìm người để làm hòa mặc dù vừa tiếp xúc với kỳ sơn nhưng Trương Dương đã cảm giác được người này không phải bình thường, dù là cục trưởng cục công an khu Bạch Sa Loan Thắng Văn cũng phải khách sáo với gã. Nếu như Kỳ Sơn thật sự là đại ca của giới xã hội đen, thì Loan Thắng Văn là người chấp hành luật phải trốn tiệt gã mới đúng. Thái độ hôm nay của Loan Thắng Văn là giúp Trương Dương, nhưng lần gặp mặt này của Trương Dương và Kỳ Sơn lại là do gã đứng ra sắp xếp. Loan Thắng Văn rõ ràng không muốn việc này làm lớn lên, dù là đã xảy ra việc Dương Kình Tùng dùng súng bắn vào Trương Dương, vẫn muốn làm êm đẹp chuyện này, Trương Dương lờ mờ cảm thấy rằng quan hệ giữa Loan Thắng Văn và Kỳ Sơn không phải ở mức bình thường. Triệu Kính Bê cá đã nướng của Hà Hâm Nhan lên, Trương Dương nói, Hâm Nhan đâu, sao vẫn chưa đến? Hà Hâm Nhan nói, em xong ngay đâu, nấu thêm món nấm nữa, toàn món thịt ngấy lắm. Triệu tính cười ngồi xuống bên cạnh Đinh Triệu Dũng, anh à, Hâm Nhan chẳng có chút gì ra vẻ minh tinh cả. Đinh Triệu Dũng nói, đây là đối với anh chúng ta thôi còn với người khác thì không với tới được đâu. Trương Dương cười nói, anh đừng gọi tôi là anh, cẩn thận không tôi lại phải nhổ hết rượu trong bụng ra đấy. Triệu tĩnh đá vào chân của anh mình, rồi nói nhỏ. Anh, anh cẩn thận phạm sai lầm đấy. Đinh Triệu Dũng nói, nếu là anh thì anh cũng chẳng chịu được đâu, dù có phạm sai lầm cũng là điều có thể hiểu được. Triệu tĩnh nhéo lấy tai gã, em xem anh dám. Hà hâm nhan đã nấu xong rất nhanh, đi ra đặt món ăn lên trên bàn, Trương Dương cởi giúp cô tạp dề một cách rất quan tâm. Trước mặt Triệu Tính và Đinh Triệu Dũng, Hà Hâm Nhan cảm thấy hơi ngại, thật ra Triệu Tính và Đinh Triệu Dũng đều hiểu cả, quan hệ của Trương Dương và Hà Hâm Nhan, họ đều có thể nhận ra. Trương Dương rót cho Hà Hâm Nhan một cốc rượu trắng, em vất vả rồi, để bọn anh cùng mời em một chén. Hà Hâm Nhan ngượng ngùng nói, có gì mà vất vả chứ, thật ra em thích nấu ăn thôi, cứ nhìn thấy bếp là cảm thấy thân thiết lắm. Triệu Tĩnh nói, Hâm Nhan, một người con gái xuất sắc như chị đúng là khó kiếm gì cũng làm được hà hâm nhan nói em đang nói bản thân em đấy à nào chúng ta lâu lắm không cùng ăn cơm rồi cạn chén mấy người cùng cạn chén rượu rồi hỏi đến việc công tác sau khi đến đông giang của trương dương trương dương cười nói đừng hỏi tôi cụ thể phụ trách gì đến giờ tôi thật sự vẫn chưa biết giờ bộ tổ chức vẫn chưa liên lạc với tôi đinh triệu dũng nói anh phải đến bộ tổ chức báo danh mới đúng chứ không phải bộ tổ chức liên lạc với anh chứ nhỉ trương dương nói chẳng phải tôi phải tham gia lớp bồi dưỡng trường đảng còn gì phải học trong nửa tháng mọi người đều biết đấy trước kia ở nam tích tôi có dỗi bao giờ đâu lúc thì olympic tỉnh lúc thì hội thương mại cả ngày bận quay mòng mòng nhân cơ hội này tôi muốn để mình thoải mái một chút đợi sau khi lớp bồi dưỡng này kết thúc tôi sẽ nghĩ đến việc tới tổ chức báo danh sau tôi nghe chủ nhiệm phòng chiêu thương lương hiểu âu nói bên Đông Giang có lẽ sẽ để tôi phụ trách công tác chiêu thương của khu đô thị mới. Đinh Triệu Dũng nói, công tác chiêu thương chẳng phải là thế mạnh của anh sao? Quen thuộc vậy còn gì, xem ra lãnh đạo rất hiểu anh. Triệu Tĩnh nói, anh à, anh đến Đông Giang làm việc tốt quá rồi, về sau chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên. Đinh Triệu Dũng nói, tiểu tính, có lẽ em vẫn chưa biết đến quy hoạch ở khu đô thị mới, cách trung tâm thành phố Đông Giang chúng ta 20 km kia. Triệu Tĩnh nghe thấy vậy liền ngạc nhiên, sao vậy cơ à? Ở đó chẳng phải là nông thôn hay sao? Đinh Triệu Dũng nói, đương nhiên là đất rộng ở nông thôn thì mới phát triển được chứ, giờ đây khu thành thị ở Đông Giang quá đông, làm gì còn chỗ để mà suy nghĩ đến việc phát triển, thành phố lựa chọn phát triển ra ngoài, xây dựng khu đô thị mới là đúng đắn, nếu không thì khu thành phố chính này nhất định sẽ ngày càng chật trội. Trương Dương chưa đến chỗ Thanh Long Triệu bao giờ, trước khi đến Đông Giang, cũng chưa từng tìm hiểu quy hoạch của khu đô thị mới. Có điều hắn biết tư tưởng chủ yếu của Đông Giang khi xây dựng khu đô thị mới là muốn nó trở thành trung tâm kinh tế, hành chính, tiền tệ, dần thay thế cho khu thành thị chính, trong vòng 10 năm hoàn toàn chuyển dịch trung tâm thành phố. Triệu tĩnh nói, vậy chẳng phải cũng chẳng được gặp nhau thường xuyên hay sao? Trương Dương cười nói, hơn 20 cây số có là gì đâu, anh sẽ đến ăn cơm thường xuyên. Triệu tĩnh nói, ngày nào đến cũng được. Trương Dương nói, ngày nào em cũng nấu cơm cho anh ăn, không quan tâm đến việc làm ăn của công ty à? Đinh Triệu Dũng nói, giờ đây việc làm ăn của công ty đã đi vào quỹ đạo rồi, đợi đến khi xây dựng xong quảng trường kỹ thuật số mộng thần Nam Tích, em sẽ chuyển trụ sở qua đó, em đã nói với Kiều Mộng Viện rồi, cô ấy đến lúc đó sẽ để lại cho em một mặt bằng đẹp. Khi Trương Dương và Hà Hâm Nhan rời đi đã là đêm khuya, trên đường rất ít người qua lại, Hà Hâm Nhan khoác tay Trương Dương, cũng chỉ khi có sự bảo vệ của màn đêm, cô mới dám thể hiện tình yêu của mình không chút e ngại thế này. Trương 1010, Audi, Auto, 4. Trương Dương nói, tối nay em nói rất ít, sao vậy? Hà hâm nhan dựa đầu vào vai hắn, vì em thích nghe anh nói. Trương Dương cười nói, có phải em có tâm sự gì không? Hà hâm nhan lắc đầu, mặc dù cô không nói, nhưng thật sự có tâm sự, thấy Đinh Triệu Dũng và Triệu Tính hạnh phúc như vậy, đã khơi dậy kỳ vọng của cô vào cuộc sống hôn nhân phụ nữ vốn là động vật cảm tính, đầy suy nghĩ, khó tránh nảy sinh một vài điểm thương cảm. Hà hâm nhan lại rất lý trí và kiên cường, cô biết rõ rằng cuộc đời này mình không thể từ bỏ tình cảm đối với Trương Dương, Trương Dương đã đối xử rất tốt với cô, vị trí của hắn trong tim cô đã không còn ai có thể thay thế được nữa. Hà hâm nhan nhắc nhở mình phải biết điểm dừng, cô ý thức được mình cần phải đầu tư nhiều sức lực hơn nữa cho sự nghiệp. Trương Dương ôm lấy đôi vai gầy của Hà hâm nhan, hâm nhan, Em hãy tin anh, anh sẽ làm em hạnh phúc." Hà Hâm Nhan ngước mắt nhìn Trương Dương, vành mắt cô đã ươn ướt, cô nói, "Em đã rất hạnh phúc rồi." Ngày xưa có Quan Vân Trường đơn thương độc mã xông vào trận địa, giờ đây có Trương Đại Quan một mình đến yến tiệc, đương nhiên hắn cũng biết rằng, dù cho anh em nhà Kỳ Sơn thêm một lá gan nữa họ cũng không dám gây gổ trong bữa tiệc. Mục đích mời tiệc của Kỳ Sơn là để hòa giải với Trương Dương, đã muốn hòa giải thì cần phải có một ông hòa giải cả hai bên đều biết. Vì vậy, gã đã nghĩ đến Lương Thành Long, Lương Thành Long và Kỳ Sơn đã quen nhau nhiều năm nay, khi nghe nói đến việc này, Lương Thành Long đang ở Nam Tích, gã vốn muốn gọi điện cho Trương Dương, nhưng Kỳ Sơn đề nghị gã đích thân đến một chuyến, có gã ở đây thì sẽ dễ giải quyết hơn. Lương Thành Long hiểu rất rõ tính khí của Trương Dương, biết rằng nếu như Trương Dương thật sự tức giận, thì dù có bố mẹ đẻ cũng không thèm nể mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, gã vẫn quyết định đích thân đi một chuyến. Với gã Việc này chẳng phải là việc gì lớn, hơn nữa, anh em nhà họ Kỳ đã cúi đầu rồi, với quan hệ giữa gã và Trương Dương, việc này có lẽ có thể giải quyết. Hai anh em nhà họ Kỳ và Lương Thành Long đã đến thực phủ Giang Nam trước, Lương Thành Long tặng cho Kỳ Phong một câu, có mắt không thấy Thái Sơn, Trương Dương là nhân vật gì cơ chứ? Đừng nói là người khác, dù là Lương Thành Long khi giao đấu với Trương Dương lúc đầu cũng đã bị thiệt lớn, Chu Vân Phàm của Đông Giang khi đó cũng là nhân vật đầu đội trời chân đạp đất rồi mà chẳng phải cũng bị Trương Dương làm cho thê thảm hay sao, Kỳ Phong đã tìm hiểu cả ngày rời, đã hiểu rõ mình gặp phải một hắc tinh, gã hơi hối hận, nếu sớm biết Hà Hâm Nhan là người của Trương Dương, thì dù thế nào gã cũng sẽ không gây ra việc này. Có điều giờ đây sự việc đã xảy ra, có hối hận cũng đã muộn. Mặc dù Kỳ Phong hiểu được sự lợi hại của Trương Dương, nhưng trong lòng vẫn không nguôi được sự hận thù với Trương Dương, trong sự việc lần này, người bị thiệt thòi là gã và đám bạn của gã, mà giờ đây họ lại phải cúi đầu, Kỳ Phong không cam lòng, vì anh gã gây áp lực nên phải làm như vậy. Gã đang thầm tính toán, quân tử trả thù 10 năm không muộn, nhất định có một ngày gã sẽ báo thù. Trương Dương đi xe taxi đến thực phủ Giang Nam đúng giờ, thấy bóng Trương Dương xuất hiện, Kỳ Sơn và Lương Thành Long cùng ra đón. Lương Thành Long cười hà hà nói, đúng là nước ngập miếu Long Vương, chẳng ai quen ai. Trương Dương đã quen với mồm mép của tên này từ lâu, từ lời nói đến việc làm luôn toát lên sự giả tạo, lương thành long kéo tay trương dương rồi vỗ vỗ vào lưng hắn trương dương anh thật là phiền hà trương dương cười hì hì nói nghe câu này của anh hôm nay tìm tôi để tính sổ à lương thành long nói tôi không dám tôi có đánh thắng được anh đâu chứ kỳ phong cười bước đến chủ nhiệm trương thật đúng giờ trương dương nói nhân viên chính phủ như chúng tôi đều vậy cả quan niệm thời gian rất tốt sao anh lại gọi lương thành long đến thế này Kỳ Sơn cười hà hà nói, chủ nhiệm Trương thật là hài hước. Gã bắt tay với Trương Dương, rồi chỉ vào chiếc xe Beetle màu đen ở trong bãi đỗ xe, Audi không thích hợp cho phụ nữ lái, vừa vặn đúng lúc cửa hàng xe của bạn tôi vừa nhập về một ít Beetle, đỉnh mềm, anh xem chiếc này có được không? Trương Dương hiểu rằng, Kỳ Sơn đang thuyết phục hắn, nhưng lại dở một mánh mới, không làm theo lời của hắn. Đâm một chiếc auto, mà đền một chiếc Audi, Chuyện này mà truyền ra ngoài thì đúng là gây trò cười cho thiên hạ, mặc dù giá của Bitô cũng không rẻ, có điều Kỳ Sơn thông qua cách này để xem Trương Dương có phải không nhượng bộ không. Trương đại quan không phải là người không hiểu chuyện, hắn để ra yêu cầu bồi thường một chiếc Audi, mục đích là để làm khó họ, ngay cả bản thân hắn cũng biết rằng thật ra yêu cầu này rất quá đáng, rất ức hiếp người khác, nhưng khi Trương Dương đã quyết định ức hiếp người khác, thường là vì người đó đã thật sự làm hắn tức giận. Thật ra chiếc xe Bitô này rất đẹp, con gái lái thì hợp hơn nhiều so với Audi, đừng nói đến chuyện so sánh với Auto." Trương Dương gật đầu nói, "Vậy cứ thế đi, tên này còn giả vờ khó xử, dường như đã nể mặt Kỳ Sơn lắm vậy." Lương Thành Long thầm nói, "Mẹ kiếp, anh quá đáng, Auto mà đổi lấy Audi, giờ đây đổi thành một chiếc Beetle thì có gì mà không hài lòng cơ chứ? Gã đương nhiên không quên mục đích chính lần này đến đây." Lương Thành Long nói, "Chiếc xe này tốt, gần đây tôi đang muốn mua một chiếc cho Thanh Hồng." để làm quà vì cô ấy sinh cho tôi một đứa con gái kỳ sơn đưa chìa khóa cho trương dương hóa đơn thủ tục đã ở trong xe hết rồi tí nữa anh lái đi nhé nếu cần thì tôi có thể bảo người đi làm biển bất cứ lúc nào trương dương cũng không khách sáo với gã nhận lấy chùm chìa khóa cất đi kỳ sơn mời hắn vào trong lương thành long tìm cơ hội nói với trương dương người anh em tối nay nể mặt tôi chút nhé trương dương cười nói đến đánh tập kích tôi thế này anh được lắm lương thành long nói thật ra anh nên coi đó là một sự bất ngờ vui vẻ ở nam tích tôi tiến anh đến đông giang tôi lại đón anh đã thể hiện tình hữu nghị lâu bền giữa chúng ta trương dương nói nhưng hai lần đều không phải là anh đứng ra mời lương thành long nói đóng vai khách cho chọn cũng không dễ đâu trương dương nói anh làm khách mời vẫn chưa được đâu giờ phải làm đến thuyết khách rồi lương thành long cười nói kỳ sơn là bạn tôi đã quen lâu năm quan hệ khá tốt Trương đại quan đương nhiên hiểu mục đích của những lời nói của Lương Thành Long, gã muốn bảo rằng hắn nên nương tay. Căn phòng hào hoa nhất của thực phủ Giang Nam đã chuẩn bị xong, Kỳ Sơn không gọi nhiều người lắm, ngoài em trai là Kỳ Phong thì không có nữa. Đầu cá Mập Dương Kình Tùng bị Trương Dương đập gãy xương, giờ đang điều trị trong bệnh viện, hoàn cảnh của gã hết sức bị động, nếu như Trương Dương cố ý truy cứu việc dùng súng của gã thì Dương Kình Tùng phải ngồi tù là cái chắc. Đây chính là chỗ tinh anh của Kỳ Sơn hôm nay gã cúi đầu trước Trương Dương, đương nhiên người biết càng ít càng tốt, mặc dù quan hệ của Lương Thành Long và Trương Dương khá tốt, nhưng ngay cả gã cũng không chắc là thuyết phục được Trương Dương, Kỳ Sơn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, gã nhất quyết nhượng bộ trong chuyện này. Kỳ Phong không hiểu rằng tại sao lần này anh mình lại nhẫn nhịn như vậy, gần như không hề tranh đấu một chút nào mà chấp nhận mọi điều kiện của Trương Dương. Theo ý vốn trước đó của Kỳ Phong, sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục, dù là có chết gã cũng phải đấu tranh với trương dương đến cùng nhưng lời của anh gã gã lại không thể không nghe sau khi kỳ sơn mời trương dương ngồi xuống ngay lập tức nói với kỳ phong tiểu phong còn không mau mời trà nhận tội với chủ nhiệm trương gã vừa vào đã nói thẳng vào vấn đề chính kỳ sơn là một người không thích né tránh đã biết sớm muộn cũng phải giải quyết thì giải quyết sớm còn hơn kỳ phong cúi đầu từ lúc mới vào từ lúc trương dương bước vào cửa gã đã né tránh ánh mắt của trương dương không muốn để trương dương nhìn thấy con mắt đầy căm phẫn của mình kỳ phong rót một tách trà rồi bê hai tay đến trước mặt trương dương ánh mắt vẫn không nhìn trương dương mà cúi thấp đầu nói chủ nhiệm trương sự việc hôm qua là lỗi của tôi đại nhân không chấp tiểu nhân tôi đến để xin lỗi anh trương dương không nhận cốc trà ngay kỳ phong nhẹ nhàng ho một tiếng giống như đang nhắc nhở điều gì môi kỳ phong nhăn lên trong lòng gã khó chịu như bị đánh vậy anh gã rõ ràng là đang nhắc nhở gã quỳ trước mặt Trương Dương, kỳ phòng từ lúc sinh ra chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy, gã nhắm chặt mắt, hối hơi trùng, bắt mình phải quỳ xuống, nhưng chưa đợi gã làm xong động tác đó, Trương Dương đã nắm lấy tay gã, ngừng gã hoàn thành động tác, rồi nhận lấy cốc trà trong tay gã, cười nói, đã là người nhà, thì việc này thôi vậy. Nghe hắn nói vậy, kỳ sơn như thở dài nhẹ nhõm, những thái độ ngoài mặt này của gã không hề phí chút nào, từ sau khi việc này xảy ra đến bây giờ, gã đã nhân nhượng cho em trai rất nhiều, đáp ứng tất cả yêu cầu của Trương Dương, rồi lại bảo Loan Thắng Văn và Lương Thành Long đứng ra hòa giải. Trương Dương nếu như không hề nhượng bộ, thì người này thật sự quá đáng, mặc dù Kỳ Sơn bảo Kỳ Phong quỳ xuống, nhưng trong lòng không hề muốn, tổn thất chút tiền chẳng sao, nhưng nếu như mất thể diện, thì bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua về được. Lương Thành Long cũng vui vẻ, Trương Dương làm vậy thật đúng là nể mặt gã, nếu như Trương Dương cố ý bắt Kỳ Phong phải quỳ xuống, thì nhất định gã chẳng thể thoải mái, gã còn nói với Kỳ Sơn quan hệ của gã và Trương Dương thế nào thế nào, nếu như đến việc này cũng không nể mặt thì chẳng phải tự mình tát vào mặt mình hay sao. Trương Dương uống cốc trà Kỳ Phong đưa cho, thật ra sau khi nhìn thấy chiếc Bito và Lương Thành Long, Trương Dương đã từ bỏ ý định bắt Kỳ Phong quỳ xuống rồi, Lương Thành Long là bạn của hắn, dù gì cũng phải nể mặt, Kỳ Sơn sau khi sự việc xảy ra quả thật cũng thể hiện rất thành ý, Trương Dương không phải là người làm mọi việc quá tuyệt tình phải để lại chút thể diện cho người khác, cũng chính là để đường lùi cho mình, sự việc đã qua, cũng không cần thiết phải gây thù chuốc oán nữa. Trương Đại Quan thường sau khi dùng vũ lực, lại nghĩ đến bốn chữ lấy đức phục người. Chương 1011, việc học tập ở trường Đảng 1. Cái gọi là lấy đức phục người, chính là phải làm ra bộ dạng khoan dung, cố gắng không ra tay hoặc ra tay nhẹ nhàng, dùng phẩm đức của mình để thuyết phục đối phương, ít nhất Trương Đại Quan hiểu điều đó như vậy. Mặc dù việc lấy đức phục người của hắn thường là sau khi hắn đã ra tay rồi. Kỳ Phong không hề cảm thấy vui mừng vì thái độ khoan dung của Trương Dương, vì gã cho rằng hôm nay gã đã chịu nhục đủ rồi, trong cả sự việc lần này, gã và bạn của gã chưa từng được chút lợi lộc nào. Bữa tiệc tối hôm đó của Kỳ Sơn đã thể hiện đầy đủ thành ý của gã, gã không phá hỏng bữa tiệc, mặc dù việc kết giao với Trương Dương là bắt đầu từ đấu tranh, Kỳ Sơn lại không muốn đấu tranh suốt đến cuối cùng. Dân không đấu với quan Kỳ Sơn mặc dù có bối cảnh quan trường, nhưng gã vẫn là một người dân. Trong mắt của gã, Trương Dương mới là quan, nếu đấu với quan viên thì không có chút lợi ích nào với bản thân mình. Bữa tiệc tối hôm đó không kéo dài quá lâu, vì Trương đại quan không muốn mất nhiều thời gian cho những người vô vị này, hắn cho rằng sự việc xảy ra với Kỳ Phong chỉ là một khúc nhạc nhỏ trong hành trình đến Đông Giang của mình, qua rồi là thôi, những điệu nhạc chính của hắn chính là con đường quan trường ở Đông Giang. Lương Thành Long rời đi cùng với hắn, đột nhiên nổi hứng, bảo lái xe của mình lái chiếc BMW mở đường phía trước, gã muốn thử xem chiếc Beetle mà Kỳ Sơn tặng cho Trương Dương. Trương Dương thì lại biết rằng Lương Thành Long không phải là say, mà tên này nhất định có điều gì đó muốn nói riêng với hắn. Lương Thành Long lái chiếc xe Beetle về phía đường lớn, Trương Dương nhắc nhở hắn, mấy ngày nay đang chỉnh đốn giao thông đó, nghiêm cấm lái xe trong khi say xỉn, anh cẩn thận một chút lương thành long cười nói anh yên tâm đi có lão tào đi đằng trước mở đường có việc gì chúng ta có thể phát hiện ra ngay gã vỗ vỗ vào vô lăng và nói được lắm chiếc xe này được lắm ngày mai tôi cũng sẽ bảo kỳ sơn lấy cho tôi một chiếc trương dương cười nói anh tìm tôi là để nói mấy lời này à lương thành long nói đi đi lam ma phương uống một chút trương dương vừa nghe đến cái tên lam ma phương đầu đã lắc nguầy nguậy hắn không hợp với cái tên lam ma phương đó mỗi lần đến đó đều xảy ra chuyện không phải đánh nhau thì là làm bị thương người lần trước đến lam ma phương còn gặp một vụ án mạng anh của ông chủ lam ma phương lương tư là lương đức quang bị một thằng nhỏ tên là phùng mãnh đâm trương đại quan đã nhận định chắc chắn lam ma phương là một nơi đen đủi hắn nói với lương thành long có gì thì anh cứ nói đi ở đây cũng đâu có người ngoài lương thành long thấy gã kiên quyết không đi lam ma phương cũng đành dừng xe lại bên đường rồi nói người anh em sự việc của kỳ phong đừng truy cứu nữa trương dương cười nói tôi còn tưởng anh định nói gì vừa nãy chẳng phải tôi đã đồng ý rồi sao anh quen tôi lâu như vậy rồi tôi có bao giờ mang anh ra làm trò cười không lương thành long nói hai anh em nhà kỳ sơn cũng được coi là nhân vật số một ở đông giang này rồi mọi người đều là bạn của tôi đương nhiên tôi không muốn mọi người có mâu thuẫn gì trương dương nói anh lằng nhằng quá đi đã nói là đồng ý rồi anh uống quá chén rồi phải không? Mau về ngủ đi, anh yên tâm, tôi đã đồng ý không truy cứu, thì sẽ không truy cứu nữa. Lương Thành Long vỗ vỗ vai hắn rồi nói, đúng là người anh em tốt của tôi. Trương Dương cười, mau cút đi, vợ anh còn đang bụng bầu kia kìa, đừng về muộn quá. Lương Thành Long gật đầu, đẩy cửa xe lắc lư đi về phía chiếc BMW. Về đến chỗ ở của mình, đỗ xong xe, ngước đầu, thấy ánh đèn màu vàng ở cửa số, một cảm giác ấm áp dội đến, Hà Hâm Nhan đang đợi hắn ở nhà. Hà Hâm Nhan không ngờ Trương Dương lại về sớm như vậy, đang giặt rũ quần áo mấy ngày nay của Trương Dương, ngay cả khi Trương Dương đẩy cửa đi vào cô cũng không phát hiện ra, cô vừa giặt quần áo, vừa hát rất vui vẻ, không đề phòng Trương Dương từ đằng sau sông đến ôm lấy cô, làm Hà Hâm Nhan giật bắn mình, Hà Hâm Nhan mắng, đáng ghét, anh muốn em giật mình chết à. Trương Dương cười hà hà, hôn lên hai má cô, hà hâm nhan nói ngoan nào anh ngồi nghỉ trước đi đã em giặt quần áo xong là qua đó trương dương nói chẳng phải có máy giặt rồi sao hà hâm nhan nói quần lót và tất phải giặt bằng tay không thì không sạch được trương dương rất thích bộ dạng vợ hiền của cô lại đến hôn vào môi cô rồi mới bỏ cô ra đặt chìa khóa xe lên bàn trà tiếng hà hâm nhan vọng ra từ nhà vệ sinh trên bàn em đã hãm xong ấm trà thiết quan âm rồi đó anh uống trước đi trương dương rót một chén uống mấy ngụm rồi nói tối nay em không đi dạo à hà hâm nhan nói ở hồng kông suốt ngày đi dạo đông giang có gì đâu mà phải dạo chứ thấy anh chất đống quần áo ở đây vì thế em giặt cho anh rồi nếu không thì có lẽ quần áo của anh sắp thiêu thối ra rồi đó trương dương cười nói không đến nỗi thế đâu em không giặt thì tối anh sẽ dùng máy giặt giặt hà hâm nhan đã giặt xong quần áo rất nhanh lau khô hai tay bước ra ngoài cười nói với trương dương thế nào kết quả bữa tiệc hôm nay ra sao. Trương Dương vẫy vẫy tay với cô, Hà Hâm Nhan bước đến, Trương Dương kéo cô, để cô nằm vào trong lòng hắn, lắc lư chiếc chìa khóa trên bàn trà trước mặt cô, chiếc xe bi tổ đỉnh mềm này em mang đền cho Triệu Nhị Văn. Hà Hâm Nhan mở to mắt, thật à, anh thật sự bảo họ đền một chiếc Audi sao? Trương Đại Quan nói, là bi tổ, không phải Audi. Hà Hâm Nhan cười nói, vừa phải thôi là được rồi, làm người đừng quá đáng quá cô ôm lấy cổ trương dương rồi nói em biết là anh giỏi mà những người này thật đúng là có mắt không chồng rồi cô chủ động hôn trương dương trương dương lật người đè xuống hà hâm nhan mắng còn chưa tắt đèn đâu trương dương lấy một viên lạc ở trên bàn trà bắn ra viên lạc chuyển xác bay vào chỗ công tắc của đèn trong căn phòng ngay lập tức rơi vào bóng tối hà hâm nhan ngại ngùng người như anh sao không khống chế được bản thân một chút nhỉ Trương Dương nói, em đã biết anh không khống chế được mà em còn bắt nạt anh à. Tên này giơ tay cởi áo của Hà Hâm Nhan, vì vội quá, nên trong bóng tối nghe thấy tiếng, giạt, áo rách, Hà Hâm Nhan mắng, anh thật là thô. Cô vốn muốn nói từ thô lỗ, nhưng thứ nóng đâm thẳng vào đã làm lời cô ngắt đoạt, Hà Hâm Nhan yên lặng, tay ôm chặt lấy Trương Dương, một lúc sau mới kêu lên. Trương Đại Quan ở mặt này không hề kém hơn so với võ công, hắn là một mãnh tướng thiện chiến, Trình chiến cơ thể hoàn mỹ của Hà Hâm Nhan không biết mệt mỏi, lúc này, Hà Hâm Nhan đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ, nếu như Hải Lan hoặc Hồ Nhân như giúp cô chia sẻ bớt thì tốt hơn, mặc dù cô cũng thấy ý nghĩ này của mình rất kỳ quái, nhưng cô phải thừa nhận rằng, với tính cách mạnh mẽ của Trương Dương, có lẽ có thêm mấy cô gái bên cạnh hắn là điều tốt. Sáng sớm, Trương Đại Quan lại bò dậy, hắn vốn còn muốn chiến đấu một trận nữa với Hà Hâm Nhan, nhưng thấy dáng vẻ trầm tư của Hà Hâm Nhan, thật là không nhẫn tâm nữa. Trương Dương đến, hôn lên mặt cô, Hà Hâm Nhan dường như đang nói mơ, sợ anh rồi, để em nghỉ một chút, sắp bị anh hại chết rồi. Trương Dương cười ha ha một tiếng, nghe thấy câu này càng cảm thấy yêu hơn, rồi lại cảm thấy rất thỏa mã, hắn thò tay vào trong chăn, bóp bóp ngực cô rồi nói, em nghỉ ngơi đi, anh đi học đây. Những bài học ở trường đảng vẫn chán ngắt như vậy, Trương Đại Quan ngáp dài ngáp ngắn trong giờ học, học xong một buổi, cảm thấy còn mệt mỏi hơn trận chinh chiến đêm qua chuông tan học vang lên trương dương đã ra ngoài lương hiểu âu ôm cặp sách đuổi theo đằng sau trương dương anh đợi chút đã trương dương dừng bước chân cười hì hì nói chủ nhiệm lương có chỉ giáo gì lương hiểu âu nói tối qua tôi đến nhà chú tôi hỏi về việc của anh ông ấy nói anh sẽ phụ trách công việc chiêu thương ở khu đô thị mới trương dương nói thế thì về sau tôi sẽ làm việc dưới sự lãnh đạo của chủ nhiệm lương rồi trong lòng hắn thì lại không nghĩ như vậy hắn là cán bộ cấp chính sở, còn Lương Hiểu Âu chỉ là một cái bộ cấp phó sở, làm gì có việc hạ cấp chỉ huy thượng cấp cơ chứ? Lương Hiểu Âu nói, phải nói là chúng ta hợp tác mới đúng, bộ chỉ huy kiến thiết khu đô thị mới của các anh là một đơn vị khá độc lập, công tác chiêu thương ở đó không có liên hệ gì lớn với việc chiêu thương ở thành phố. Nếu theo những gì tôi tìm hiểu được, thì hai việc này độc lập với nhau. Hơn nữa, anh là một cán bộ cấp chính sở, tôi chỉ là một cán bộ cấp phó sở, tôi làm sao có thể lãnh đạo anh được. Câu này nghe vào khá thoải mái, Trương Dương nói, lần đầu tiên tôi đến đây, tôi chẳng hiểu gì về tình hình ở chỗ này, công việc về sau còn cần chủ nhiệm lương chỉ giáo nhiều. Lương hiểu Âu lườm hắn, loại người như anh nói năng sao lại trống giống thế. Mọi người đều là bạn của nhau, ai chỉ giáo ai cơ chứ. Chỗ nào cần tôi giúp, thì tôi sẽ cố gắng giúp hết mình. Trương Dương cười, tính cách của Lương Hiểu Âu đúng là rất thoải mái lương hiểu âu nói đi cùng đi nhà ăn ăn cơm nào trương dương lắc đầu nói buổi chiều tôi định trốn học nội dung của mấy tiết này đều như nhau cả thôi tôi nghe mà buồn ngủ lắm đến giờ vẫn còn thấy có chút cảm giác thiếu dưỡng khí nếu bảo tôi đi nghe tiếp thì có lẽ tôi sẽ mất mạng ở trên lớp rồi lương hiểu âu cười nói vậy được chút nữa tôi sẽ điểm danh dùm anh trương dương cười nói thế thì cảm ơn cô trước hắn ngáp một hơi rồi vẫy vẫy tay với lương hiểu âu rời khỏi trường đảng. Khi đi đến cổng trường, Trương Dương cảm thấy có cảm giác lạ, hình như đằng sau có ai đó đang đi theo hắn. Hắn nhân lúc ngoặt, liếc ra đằng sau nhìn, phát hiện một người đàn ông mặc áo vest màu xám đeo chiếc kính màu đen đang đi theo mình một cách thần bí. Trương Đại Quan dù sao cũng là người đã từng ở trong quốc an, nên hắn rất cảnh giác. Hắn nhanh chóng bước đi, phát hiện người đàn ông đó cũng dảo bước đi theo. Trương Dương trao trao mày, hắn dừng bước quay người lại, người đàn ông đó phát hiện mình đã bị phát giác cũng không chạy trốn mà bước về phía hắn trương dương đợi gã đến trước mặt mình nheo mắt nói tôi có quen anh à anh đi theo tôi làm gì người đàn ông đó nhìn trương dương đầy địch ý về sau tốt nhất là anh tránh xa lương hiểu âu ra một chút trương dương bị tên này làm cho không hiểu gì cả mẹ kiếp có quái gì liên quan đến nhau cơ chứ trương đại quan rất ghét có người uy hiếp mình hắn nói đầy giọng khích bác, tôi quen ai có liên quan gì đến anh. chương 1012, việc học tập ở trường đảng 2. Người đàn ông đó không ngờ giơ tay ra nắm lấy cổ áo của Trương Dương, Trương Dương lùi về đằng sau một bước, không để gã nắm được, có gì thì nói tử tế, đừng động thủ, cẩn thận làm bị thương chính mình đấy. Nói rõ ràng cho tôi ngay, anh và Lương Hiểu Âu là gì của nhau. Người đàn ông tức đến độ đỏ mắt, Trương đại quan lần đầu tiên gặp phải loại người thế này, thật là vừa tức vừa buồn cười, mẹ kiếp, anh bị ngố à? Tôi và cô ấy có quan hệ gì liên quan quái gì đến anh? Người đàn ông nghe nói vậy, xông về phía Trương Dương, sự nhẫn nại của Trương Dương cũng chỉ có hạn, sự vô lý của người này làm hắn không thể chịu nổi, hắn giơ châm đạp ra, mặc dù tên đó không để ý đến ai, nhưng cơ thể lại không khỏe, làm sao chịu nổi đòn này của Trương Dương, bị đạp đến độ đau điếng, ngồi thụp xuống đất trương dương không dùng nhiều sức nếu không thì có thể làm cho gã suýt chết trương dương chỉ vào người đàn ông đó rồi nói cút xa đi cho tôi tôi không có thời gian điên cùng anh đâu người đàn ông đó ôm lấy bụng đau đến độ mặt trắng bệch nghiến răng bò dậy nói anh nói rõ ràng cho tôi anh và lương hiểu âu rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau trương dương hình như đã hiểu ra điều gì đó này anh là ai người đàn ông nói tôi là bạn trai của lương hiểu âu Trương Dương lúc này mới nhớ ra Lương Hiểu Âu có một bạn trai tên là Thiệu An Khang, hình như là một phó giáo sư của trường Đại học Sư Phạm Đông Giang, không ngờ lại là loại người như vậy, trong lòng cảm thấy thật sự ngán ngầm, hắn gật đầu nói tôi và cô ấy có quan hệ gì với nhau, anh nên đi hỏi Lương Hiểu Âu. Tên này thật là xấu xa, hắn và Lương Hiểu Âu có quan hệ gì, chỉ cần nói rõ với người ta là được rồi, còn cố ý úp mở như vậy, cố ý làm cho Thiệu An Khang khó chịu, Thiệu An Khang là một người ích kỷ, Nghe đến câu này, sắc mặt liền xanh lét, chỉ vào Trương Dương nói, tôi chưa xong với anh đâu. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương tặng cho gã hai chữ, thần kinh. Hắn chẳng muốn lằng nhằng thêm với loại người như Thiệu An Khang, với một chiếc taxi ngồi vào, quay đầu nhìn ra ngoài, Thiệu An Khang vẫn đứng ở đó nghiến răng ken kết chửi hắn. Trương Đại Quan không khỏi bực mình, bạn trai của Lương Hiểu Âu là loại người gì vậy chứ? Còn là giáo sư nữa đấy. Giống cầm thú hơn, hắn suýt nữa không chịu nổi xuống xe xử lý gã một trận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, dù gì cũng phải nể mặt Lương Hiểu Âu, nếu nói đúng ra thì Trương đại quan chẳng có ý gì với Lương Hiểu Âu, nếu như có ý gì thật thì tên Thiệu An Khang cũng không thể bằng hắn được. Hà Hâm Nhan gọi điện đến, cô vừa dậy không được bao lâu, giọng vẫn ngái ngủ, anh đang làm gì thế? Trương Dương nói, anh đang đi về. Hà Hâm Nhan nói, em đã hẹn với Triệu Nhị Văn rồi buổi chiều đi uống trà, buổi tối còn phải tham gia cuộc họp lớp, có lẽ muộn mới về được. Trương Dương nói, em cứ đi đi. Hà Hâm Nhan nói, Triệu Nhị Văn không cần chiếc xe bi tổ đó đâu, cô ấy đã mang chiếc auto đi sửa rồi, cũng chẳng có gì lớn. Trương Dương nghĩ một lúc, rồi hiểu ngay, Triệu Nhị Văn sợ rằng nhận chiếc bi tổ đó về sau đám người của Kỳ Sơn sẽ tìm cô ấy để gây chuyện. Trương Dương nói, em nói với cô ấy không sao, có anh ở đây, đám người đó không dám động vào cô ấy, Hà Hâm Nhan nói thôi, triệu nhị văn nhát lắm, anh đừng dọa cô ấy nữa. Vậy thì em giữ lại đi. Hà Hâm Nhan nói, em cứ đi đi lại lại suốt làm gì có thời gian mà lái xe chứ, anh xử lý chiếc xe đó đi, tí nữa em sẽ đưa cho triệu nhị văn 5.000 tệ, nói là người ta đền tiền sửa xe cho cô ấy. Trương Dương nghĩ rồi nói, cũng được. Hà Hâm Nhan nói, em để chìa khóa xe lại nhé, anh xem rồi xử lý đi. Trương Dương đã nghĩ ra cách xử lý chiếc xe đó rất nhanh, lương thành long chẳng phải nói muốn tặng cho lâm thanh hồng một chiếc bi tổ đó sao thế thì đưa chiếc này cho gã ngay lập tức hắn gọi điện đến cho lương thành long lương thành long nghe nói đến chuyện này liền đồng ý ngay nói rằng sẽ đi lấy xe ngay khi trương dương đến bãi đỗ xe trước cửa nhà lương thành long đã dẫn cả lái xe đến rồi lâm thanh hồng cũng ngồi ở trong xe trương dương đã lâu không gặp mặt lâm thanh hồng rồi Lâm Thanh Hồng gần đây vì có bầu nên đã mập ra nhiều, bụng rất lớn. Trương Dương cười nói, "Chị dâu lâu không gặp mập ra nhiều rồi nhỉ, Lương Thành Long gần đây có lẽ cho chị ăn không ít đồ ăn ngon." Lâm Thanh Hồng biết tên này chẳng nói được tử tế bao giờ, liền mắng, "Đúng là chẳng bao giờ nói được những câu hay ho." Lương Thành Long nói, "Xe đâu?" Trương Dương nói, "Đúng là người làm ăn có khác, tính toán giỏi quá, anh sợ tôi lái mất à?" lương thành long cười hà hà nói anh toàn tính toán linh tinh tôi dẫn thanh hồng đi kiểm tra đúng lúc đó thì anh lại nói đến vấn đề xe chúng tôi vừa đúng lúc ở gần đó vì vậy mới đến đây trương dương lên lầu lấy chìa khóa xe dẫn hai người họ đi xem xe sau khi lâm thanh hồng nhìn thấy xe liền rất thích thú lương thành long nói được lắm chút nữa tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh trương dương cũng không khách sáo với gã gật đầu nói vậy thì cứ thế đi lương thành long nói hình như anh đi taxi đến đây à không dùng xe sao trương dương nói tôi đang bảo mấy ngày này anh để ý xem thấy có chiếc xe nào rẻ mà dùng được thì giúp tôi sửa một chút lái được là được rồi đúng rồi số tiền đó anh không cần chuyển cho tôi nữa đưa thẳng cho triệu thiên tài tôi là cán bộ nhà nước không thể tùy tiện lấy tiền của anh lương thành long khen những người thanh liêm tôi đã gặp không ít nhưng tôi thật sự lần đầu tiên gặp một người biết cách giả vờ như anh Lâm Thanh Hồng cười đánh gã một phát, "Đừng nói linh tinh nữa, em đã hẹn với bác sĩ rồi đấy, nếu không đi thì muộn mất đấy." Hai vợ chồng trực tiếp đưa chiếc BMW cho lái xe, ngồi vào chiếc tổ, Lương Thành Long kiểm tra một chút những giấy tờ xe, rồi cười nói, "Chị anh sắp sửa sinh rồi, đợi sinh xong rồi sẽ làm tiệc đón cậu nhé." Trương Dương nói, "Anh cứ chuẩn bị sinh đi thì hơn." Mấy người cùng cười với nhau. Buổi chiều Trương Dương đến bãi đỗ xe lấy chiếc xe Satana của Viên Ba về, gửi đến xưởng sửa xe, hắn quen với ông chủ Dư Xuyên. Khi đến xưởng sửa xe vạn lý, thấy trước cửa đang đỗ một chiếc xe GM màu đen, không có biển xe, Trương đại quan nhìn lâu một chút, Trương Dương khá thích những chiếc xe kiểu này, GM cũng rất hay, khi ở Mỹ đối phó với cục điều tra liên bang, tính năng của loại xe này thật sự rất tốt. Có điều xe này quá lớn, lái ra đường quá nổi bật, nếu so sánh thì Trương Dương vẫn nhớ đến chiếc xe Pika trước đó của hắn. Chiếc xe Satana vừa lái vào bên trong, một người trẻ tuổi mặc đồng phục đã ra ngoài, gần đây Dư Xuyên vừa xây dựng một hệ thống quản lý SS, chính là tiến hành hiện đại hóa việc quản lý ở xưởng sửa xe này. Trương Dương đẩy cửa xe, bước xuồng, rồi gọi, ông chủ Dư của các anh có ở đây không? Người trẻ tuổi cười nói, tiên sinh, ông ấy đang ở phòng bên cạnh. Bên cạnh, Người trẻ tuổi gật đầu nói, chúng tôi đang sửa sang lại phòng triển lãm xe ở bên cạnh, tổng giám đốc Dư đang kiểm tra tình hình sửa sang. Trương Dương cười nói, ngày càng làm lớn rồi. Hắn đưa xe cho người trẻ tuổi, rồi tự mình đến phòng triển lãm bên cạnh, thấy Dư Xuyên đang đứng cùng với mấy người nữa, đang chỉ chỉ trỏ trỏ ở đó, bình luận những chỗ chưa được của việc sửa chữa. Trong đó người đứng cùng với gã Trương Dương cũng quen, đó chính là chủ tịch công ty thương mại ô tô tiêu phong Thiên Tân, Trường Mã Lực. Dư Xuyên vẫn chưa nhìn thấy Trương Dương, mã lực đã phát hiện ra hắn trước rồi, vui mừng nói Trương Lão Đệ. Dư Xuyên cũng quay đầu lại, nhìn thấy Trương Dương, ngay lập tức ngừng việc nói chuyện, cười hà hà nói, chủ nhiệm Trương, ngọn gió nào đưa anh đến đây thế này. Bình thường gã không qua lại nhiều với Trương Dương, vì vậy không biết chuyện Trương Dương được điều đến Đông Giang làm việc. Trương Dương nói, xe hỏng rồi, nên đưa đến chỗ anh để sửa. Dư Xuyên nói, đi, chúng ta đi xem thế nào. Đến bên cạnh chiếc satana bị hỏng, Dư Xuyên hỏi tình hình, rồi nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, xem ra phải để lại chiếc xe ở đây, hai ngày sau đến lấy, được không? Trương Dương gật đầu nói, chiếc xe này mượn của viên ba, anh cố gắng sửa nhé. Dư Xuyên cười nói, anh yên tâm đi, tôi đảm bảo khi đưa xe cho anh như lúc mới. Trương Dương hỏi đến việc tại sao Mã Lực lại ở Đông Giang, Mã Lực nói, phòng triển lãm xe này là của tôi và Dư Xuyên cùng mở với nhau, về sau dùng để kinh doanh những dòng xe cao cấp. Mã lực vẫn nhớ đến chiếc xe Pika của Trương Dương, thấy Trương Dương không lái chiếc Pika đến, cảm thấy hơi kỳ lạ, Trương Lão Đệ, chiếc xe Pika của cậu đâu rồi? Trương Dương đương nhiên không thể nói sự việc cho gã, cười nói, bị ăn cắp mất rồi. Mã lực nói đi nói lại rằng thật đáng tiếc. Dư Xuyên nhìn thời gian, đã sắp đến 5 giờ, gã mời Trương Dương cùng đi Đông Hải ăn cơm. Trương Dương đương nhiên không tiện từ chối, Dư Xuyên lại bảo hắn mời Lương Thành Long và Đinh Triệu Dũng cùng đến ăn, mặc dù đã thông qua Trương Dương để quen mấy người ở Bình Hải này, nhưng địa vị của Dư Xuyên là như vậy, rất khó hợp thành một nhóm với những người này. Lương Thành Long vì Lâm Thanh Hồng mấy ngày nay có thể sinh bất cứ lúc nào, nên không đến, Đinh Triệu Dũng lại về Xuân Dương để thăm cha mẹ cùng Triệu Tính, vì vậy cũng không đến được. Khi ăn cơm, Mã Lực nói với Trương Dương, đến bây giờ gã vẫn chưa làm được giấy phép kinh doanh, Muốn xem Trương Dương có thể giúp gã được không? Mã Lực nói có phải bỏ bao nhiêu tiền tôi cũng không quan tâm. Dư Xuyên nói, chủ nhiệm Trương, trước đó tôi cũng đã tìm đến mấy người và cũng tặng tiền tặng quà không ít, nhưng toàn là phí tiền mà thôi. Chúng tôi sắp sửa xong ô tô xe này rồi, nếu như không làm được giấy phép kinh doanh ô tô thì chỉ có thể mất tiền thuê nhà hàng tháng rồi. Với Trương Dương, việc này không phải là việc lớn gì, hắn ngay lập tức liền đồng ý, các anh đừng lo, việc này cứ để tôi lo. Trương Dương rất chắc chắn, thật ra việc này không cần hắn phải ra mặt, chỉ cần nói với Lương Thành Long một tiếng, gã nói với bộ phận liên quan là có thể làm được việc này. Dư Xuyên và Mã Lực thấy Trương Dương đồng ý đều cảm thấy rất vui. Dư Xuyên rót cho Trương Dương một cốc rượu rồi nói, chủ nhiệm Trương, sau khi việc này làm xong, tôi nhất định sẽ hậu tạ. Trương Dương cười nói, đều là bạn nhau cả, đừng nói mấy lời khách sáo này nữa, giờ đây tôi đã được điều đến Đông Giang làm việc rồi, Chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp nhau. Chương 1013, lấy kinh 1. Dư Xuyên biết được Trương Dương đến Đông Giang làm việc, vừa mừng vừa lo nói, thật chứ? Trương Dương gật, tháng sau sẽ chính thức làm. Dư Xuyên và Mã Lực đều là những lớp người mới nổi sau cải cách, nhưng vì họ không có quan hệ quan trường mấy, mà trong cái xã hội như hiện nay, không có quan hệ thì dù anh có tiền làm gì cũng khó khăn vậy nên họ cũng nóng lòng tìm một chỗ dựa vững chắc ở trốn quan trường này. sự xuất hiện của trương dương đương nhiên như một tia sáng dạng người đầy hy vọng với họ. hai người không ai bảo ai mà đều có ý sau này sẽ làm thân với trương dương. dù sao thì cũng có nhiều việc để nhờ vả. lúc trương dương đi, dư xuyên đã cho hắn mượn xe hammer. chiếc xe này là từ mã lực mà có. dư xuyên định dùng nó nhưng lại thấy có vẻ hơi ăn chơi mà xe lại ăn nhiều dầu, nên gã cứ để nó trong cửa hàng định sau này mở triển lãm, đặt bên ngoài làm hàng trưng bày. Trương Dương miệng tuy nói lái chiếc xe này hơi phô trương nhưng trong lòng thì vô cùng phấn khởi, dù sao thì cũng chỉ dùng một thời gian, mượn tạm đi ít lâu, nên tối đó hắn lái chiếc xe này quay về. Trương Đại Quan Nhân có một đặc điểm, miệng thì nói vô cùng khiêm tốn nhưng hành động lại không khiêm tốn tí nào. Ngày thứ hai hắn liền lái chiếc xe đến trường đảng, theo lý mà nói hắn chẳng bao giờ chăm đi học đến vậy, nhưng hôm nay có tỉnh trưởng Tống Hoài Minh đến giảng, Đương nhiên hắn phải tâng bốc nhạc phụ tương lai của mình chứ. Đông Giang tuy là tỉnh hội của Bình Hải nhưng rất hiếm loại xe Hummer này, dọc đường ai nấy cũng đổ dồn ánh mắt vào nó, lúc hắn lái xe đến cổng trường đảng, đến bảo vệ cũng phải ngó đầu ra nhìn, thấy con xe này lập tức kéo thanh chắn xe lên, danh tiếng của Trương Dương ở cái trường đảng này cũng không hề nhỏ. Chiếc Hummer đi thẳng vào khuôn viên trường, mấy vị cán bộ đảng đều đứng ngoài bãi đỗ xe chờ đợi, Trương Dương nhìn thấy hoành tráng như vậy vô cùng ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra họ chắc chắn là không phải đón tiếp mình đúng như vậy lúc này phía ngoài một chiếc xe hồng kỳ đi vào nhìn thấy xe hắn nhận ra ngay đó là tống hoài minh lúc xuống xe tống hoài minh cũng nhìn thấy con xe hammer không biết vì lý do gì ông ta không nhìn kỹ trong xe cũng đoán đó là của trương dương quả nhiên không sai trương dương lúc này cũng bước ra khỏi xe tống hoài minh không khỏi nhíu mày trong đầu thầm mắng chửi tên tiểu tử hỗn láo này đi đến đâu là rắc rối đến đấy trương dương cũng sợ tống hoài minh nhận ra mình thừa lúc ông chưa xuống xe vội vàng lẩn vào đám người tống hoài minh hỏi thư ký trung bồi nguyên bên cạnh cậu có nhìn thấy cậu ta không trung bồi nguyên ngạc nhiên ai cơ ạ à? kỳ thực gã nhìn thấy rõ cũng hiểu rõ tống hoài minh đang hỏi gì nhưng ngại không dám nói ra tống hoài minh không hài lòng lắm nhìn trung bồi nguyên một cái cái nghề thư ký này chỉ làm một thời gian là trở nên gian xảo hẳn giả bộ ngây ngô vốn là sở trường của họ Trung bồi nguyên hiểu thấu suy nghĩ của Tống Hoài Minh, chỉ cần nhìn từ ánh mắt của ông cũng biết ông đang không vui, gã làm ngại cười nói, Tống tỉnh trường, 10 giờ là bắt đầu buổi giảng rồi. Tống Hoài Minh gật, Trung bồi nguyên đang nhắc nhở ông, lý do đến đây hôm nay là giảng bài chứ không phải vì cái khác. Chủ nhiệm phòng giáo vụ trường đảng Trương Lập Lan vui mừng chào đón ông Tống tỉnh trường. Tống Hoài Minh cười khách sáo, ông tạm gác chuyện Trương Dương qua một bên, tiểu trương, hôm nay sắp xếp cho tôi giảng ở đâu vậy? Trương Lập Lan nói, dạ, ở giảng đường tầng 1, vừa biết tin Tống tỉnh trưởng muốn đến giảng dạy chuyên đề, toàn thể giáo viên và học sinh trường đều vô cùng phấn khởi, tất cả đều đang chờ ở phòng học rồi ạ. Tống Hoài Minh nói, vậy được, chúng ta mau đi thôi, không nên để mọi người đợi lâu. Chuyên đề thỉnh giảng lần này của Tống Hoài Minh là chống tham nhũng đề cao liêm khiết. Giảng đường bị ngồi kín chỗ, lúc Tống Hoài Minh bước vào, toàn thể giảng viên và học sinh đều đồng loạt đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay ông nở nụ cười thân thiện, bước lên bục phát biểu rồi cầm lấy micro. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã dành cho tôi những tràng pháo tay liệt nhiệt như vậy. Những tiếng vỗ tay tuyệt vời thực làm cho tôi càng thêm tin tưởng. Tôi tin rằng tôi sẽ làm tốt vai trò một giảng viên trên bục giảng ngày hôm nay. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Tống Hoài Minh cười, mọi người thật sự rất nhiệt tình, nhưng việc gì cũng nên vừa phải, vỗ tay cũng vậy, vốn đó là một việc tốt nhưng tôi chưa kịp nói hết thì mọi người đã vỗ tay cổ vũ rồi, làm cho tôi quên hết những lời định nói bây giờ. Tiếng cười rộn khắp giảng đường, Trương đại quan nhân cũng cười, Tống Hoài Minh thật cũng có chút hài hước. Tống Hoài Minh lấy ra bài diễn văn đã chuẩn bị từ trước nhưng ông không để lên bục giảng mà vứt sang một bên để giấy lộn nói, vì sự nhiệt tình của mọi người, bài diễn văn này của tôi sẽ không cần đến nữa, hôm nay tôi sẽ tự phát huy bằng chính những lời nói chân thật từ trong đáy lòng mình, có gì nói đấy, chúng ta cùng nhau bàn luận đôi chút về vấn đề chống tham nhũng để cao liêm khiết mấy lời của ông vừa rồi chỉ là đang diễn nhưng lại rất có hiệu quả, kéo theo cả chàng vỗ tay của hội trường. Trương Đại Quan Nhân ngồi bên dưới quan sát biểu hiện của Tống Hoài Minh, hắn tự thấy cảnh giới chính trị của mình thực kém xa so với những vị cao thủ này. Tống Hoài Minh nói: Kỳ thực mọi người đều biết, công tác chống tham nhũng để cao liêm khiết là nền tảng cơ sở để xây dựng đảng ta, là cái gốc chấp chính. Nỗ lực thúc đẩy công tác chống tham nhũng đề cao liêm khiết là lựa chọn lịch sử của Đảng ta trong bối cảnh tình hình mới với những nhiệm vụ mới. Tôi tin rằng mỗi cán bộ đảng viên có mặt ở đây đều hiểu rõ trọng trách của mình. Chí lớn hướng ở trên cao bắt đầu từ giây phút được gia nhập vào hàng ngũ của tổ chức Đảng, những lời thề của chúng ta, mỗi hành động đều gắn liền với lợi ích của Đảng, lợi ích của nhân dân, một lòng một dạ vì nhân dân phục vụ. Là tôn chỉ của chúng ta, trong thời kỳ nào cũng phải ghi nhớ, phải khắc ghi trong tâm trí chỉ có chăm chỉ học tập, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hữu quan về chống tham nhũng và tự luật liêm khiết, kiên trì tư tưởng phản hủ sướng liêm, một lòng vì đảng, một lòng vì công việc, liêm khiết công trực, cống hiến hết sức, vĩnh viễn làm đầy tớ thuần khiết cho đảng, đồng thời kiên quyết phản đối hủ bại giữ vững trong sạch, như vậy mới có thể đảm bảo sự phát triển và không ngừng giành thắng lợi của đảng. Muốn đề cao năng lực ngăn ngừa hủ bại tham nhũng, tự kỷ luật và liêm khiết, cần phải làm tốt những phương diện sau. Thứ nhất, không ngừng học tập nâng cao kiến thức, tăng cường khả năng kháng cự hành động tham nhũng ăn hối lộ. Từ những vết xe đổ phạm pháp của nhiều trường hợp tham quan, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, của cải bất chính của họ là từ quyền lực mà ra. Họ dùng chính quyền lực để mưu diễn những trò giao dịch quyền tiền, quyền sắc vô cùng thành thuộc của mình. Họ coi thường kỷ cương pháp luật, không để ý đến kỷ luật của tổ chức, bỏ mặc lợi ích quần chúng, làm giả thành thật, độc đoán chuyên chính, hoành hành bá đạo, biến chất sa đọa không chỉ bại hoại nghiêm trọng đến tác phong chính đảng mà còn gây tổn thất đến lợi ích của quần chúng nhân dân. Những năm gần đây, ngay bên cạnh chúng ta có không ít cán bộ đảng, chỉ vì buông lỏng việc cải tạo thế giới quan, nhân sinh quan của bản thân, không kháng cự được sự cám dỗ mà lạc lối vào vực sâu phạm tội, rồi tự chuốc lấy cảnh ngục tù, một kết quả thật đáng đau lòng, đáng oán giận. Trong xã hội mà con người chỉ mưu cầu vật chất này, con người ta thấy lợi mới làm, là một thành viên cộng sản, phải tỉnh táo nhận thức được sứ mệnh lịch sử mà mình phải gánh vác, lĩnh hội sâu sắc phương cách nhìn xa trông rộng để làm sạch bộ máy của chính đảng, tăng cường kiến thức phản khánh hủ bại một cách toàn diện, tự nâng cao khả năng miễn dịch của bản thân, không ngừng đề cao tính trách nhiệm và độ cấp bách học hỏi kiến thức chính trị. Không ngừng đổi mới tư tưởng, cố gắng xây dựng nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan và cái nhìn về quyền lợi một cách đúng đắn, ý thức rõ ràng quyền lực thuộc về tay ai mọi lúc mọi nơi. Thứ hai, Thông qua những trường hợp án mà rút kinh nghiệm, nêu cao cảnh giác, tự nêu cao ý thức phòng chống hủ bại. Mấy năm gần đây, các vụ án tham nhũng hủ bại gia tăng liên tục, sau mỗi vụ án đều khiến người ta phải thức tỉnh, suy nghĩ sâu xa hơn về nó. Một lần xảy chân ôm hận nghìn đời, những kẻ tham quan đã tự bêu danh thiên cổ, vĩnh viễn bị đóng đinh lên cái giá nhục nhã trong lịch sử, từ những vết xe đổ đó mà tự rút lấy kinh nghiệm, nâng cao cảnh giác. Làm một cán bộ Đảng Cộng sản thì phải biết rõ điều mình cần làm và điều không nên làm. Đừng có làm điều sai trái, một khi làm ắt sẽ bị bắt gọn, con người không nên tham lam, thanh liêm mới mà chính đạo làm quan. Từ cổ chí kim, những quan lại tham ô quyền lực, mỹ sắc, tiền tài ví như hòa thân là những kẻ đáng bị sỉ nhục và trừng phạt, còn làm quan liêm chính, một lòng vì dân giống như Lưu Đường mãi được người dân ca ngợi ghi nhớ trong lòng. Cổ nhân có câu, kỳ thân chính bất lệnh nhi hành, kỳ thân bất chính, tuy lệnh bất tòng tức là nói về chính đạo làm quan phải làm việc công chính, hành sự đúng đắn. Với tư cách một viên chức nhà nước, nếu nói một đằng làm một kiểu sẽ mất đi lòng tín nhiệm của quần chúng, ảnh hưởng đến cả hình tượng của tổ chức đảng trong lòng nhân dân. Vì vậy, với chức vị công chức của mình, nhất định phải xây dựng quyền lực quan và chính tích quan chuẩn xác, tạo dựng ý chí chủ nghĩa cộng sản, tất cả vì sự nghiệp quần chúng nhân dân, tư tưởng gắn liền với công việc, sự nghiệp và cả lợi ích của nhân dân. Chương 1014, lấy kinh 2. Đối với quyền lực phải giữ thái độ đúng đắn, phải cẩn thận với quyền lực, nghiêm khắc tự luật, công đạo ngay thẳng, giữ mình trong sạch, liêm khiết, nếu không sẽ tự sa đọa lỡ bước, trở thành những kẻ như từ quan nhiên. Lỗ hồng nhỏ mà không bịt lại thì sẽ càng hồng to hơn, phải lấy sự giám sát của tổ chức và nhân dân làm tấm gương, phải thường xuyên tự soi mình vào đó, suy nghĩ về trách nhiệm vì nhân dân. Không làm điều sai trái, không tham ô tự xây dựng một hàng rào sắt để bảo vệ mình trong sạch chống lại hủ bại. Thứ ba, cần cù làm việc, giữ mình liêm khiết, làm tốt bổn phận đầy tớ của quần chúng. Tôi hy vọng mọi người có thể nhận ra được tính quan trọng của việc xây dựng chính đảng dựa trên nền tảng chấp chính vì dân, là một cán bộ đảng viên, chúng ta phải biết nghĩ tới lợi ích cụ thể của nhân dân khi làm việc thực tiễn, hành sự phải cẩn trọng khiêm nhường, đúng theo pháp luật, công chính liêm minh. Vì dân mà làm, làm đúng phận sự chọn ra đúng tiêu chuẩn giá trị nhân sinh cho mình, không được xa rời lý tưởng vì dân, trong tình hình kinh tế thị trường, chỉ có tự giác tiến hành cải tạo thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan của mình, kiên định lý tưởng của mình, tôn chỉ vì dân phục vụ, nâng cao năng lực và khả năng kiềm chế bản thân, chống lại sự mê hoặc của quyền lực, tiền tài, mới có thể đứng vững được, nghiêm chỉnh thực hiện yêu cầu vì dân, do dân, của dân, khắc cốt khi tâm tôn chỉ tất cả vì nhân dân, biết nhìn xa trông rộng, luôn đứng trên lập trường của đảng và nhân dân, cống hiến hết mình, vĩnh viễn coi mình là đầy tớ của dân. Chống tham nhũng để cao liêm khiết là vấn đề vĩnh viễn không thể né tránh trong chốn quan trường, Tống Hoài Minh nói, kỳ thực những đạo lý mà đã tôi, mọi người hẳn đã biết rõ, nhưng đến lúc cái lợi huyễn hoặc bày ra trước mắt thử hỏi có bao nhiêu người có thể chịu đựng được khảo nghiệm này. Trong sạch và tham nhũng, liêm khiết và hủ bại khác nhau về ý niệm, nếu mọi người có thể tự cảnh tỉnh bản thân, lấy sự vi giám, nghiêm luật chế mình, liêm khiết phân minh, tôi tin tưởng đội ngũ cán bộ đảng chúng ta sẽ ngày càng thuần khiết hơn, tôi tin rằng nhân dân sẽ càng thêm tín nhiệm chúng ta hơn. Tôi tin rằng con đường cải cách phát triển của chúng ta sẽ rộng lớn, thuận lợi hơn rất nhiều, tốc độ phát triển sẽ càng nhanh chóng. Lại thêm một chàng vỗ tay rào rào nữa từ phía dưới, lúc vỗ tay Trương Dương nhìn xung quanh, tuy ai nấy mặt cũng đều tươi cười nhưng thực tế người cảm thấy xúc động lại rất ít. Điều này cũng đủ để Trương Dương hiểu một điều, dù tất cả những người ở đây có hiểu rõ đạo lý vừa rồi thì cũng không có ai thực sự tin tưởng rằng chỉ dựa vào bài phát biểu này của Tống Hoài Minh là có thể trị triệt để tận gốc được tham nhũng, nói cho cùng thì cũng chỉ do một chữ tham, bản tính của con người vốn là vậy khó mà thay đổi. Bài phát biểu lần này của Tống Hoài Minh tương đối thành công, thuyết giảng xong, ông lại tiến hành thảo luận với các học viên tại giảng đường, Trương Dương cũng không đặt câu hỏi hay vấn đề gì, ai cũng biết quan hệ giữa hắn và Tống Hoài Minh cũng không cần thiết phải lộ mặt thể hiện mình vào lúc này. Lúc buổi giảng sắp kết thúc, bí thư trung bồi nguyên của Tống Hoài Minh đến gần chỗ Trương Dương, cúi người xuống nói với hắn, Trương Dương, kết thúc buổi học cậu đi ra bãi đỗ xe nhé. Trương Dương gật, trong lòng hiểu rõ, tỉnh trưởng đại nhân nhất định là thấy không vừa mắt với chiếc xe hán mã kia, tám đế chín phần là muốn giáo huấn hắn đây mà. Sau khi kết thúc buổi giảng, Trương Dương sớm đã đi đến bãi đỗ xe đợi, hắn đợi mãi đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy Tống Hoài Minh đi ra cùng với mấy lãnh đạo trường đảng. Tống Hoài Minh ra hiệu cho mấy người khác dừng bước, lãnh đạo trường đảng đang đi tiến Tống Hoài Minh cũng biết rõ quan hệ giữa Tống Hoài Minh và Trương Dương, biết chắc bố vợ và con rể có chuyện riêng cần nói nên họ cũng dừng lại không đi theo. Tống Hoài Minh đi đến trước mặt Trương Dương, ông nhìn qua chiếc xe của hắn trước, còn Trương Dương lúc này đang tính xem sẽ giải thích với ông như thế nào. Tống Hoài Minh nói với Trung Bồi Nguyên, Tiểu Trung cậu đi về trước với tài xế đi, tôi sẽ ngồi xe của Trương Dương. Trung Bồi Nguyên ngạc nhiên vài giây rồi gật đầu. Là một thư ký, nhiệm vụ chủ yếu của gã là phục tùng. Tỉnh trưởng giận do gì, gã đều làm theo đúng như vậy. Còn nguyên nhân hay lý do không cần phải hỏi nhiều. Trương Dương vội vàng mở cửa xe ra, trong đầu nghĩ thầm xem ra hôm nay tỉnh trưởng đại nhân đang bực mình, chắc muốn tìm mình để xả giận đây. Tuy nhiên khi nhìn mặt Tống Hoài Minh, không hề có chút gì là tức giận làm quan tới tận cảnh giới này, ông ta sớm đã không để lộ ra tâm trạng mình, khó mà nhận ra được qua vẻ mặt. Tống Hoài Minh lên xe, ngồi thoải mái dựa vào ghế, câu đầu tiên ông nói giả là, chiếc xe này rộng hơn chiếc hồng kỳ của tôi rất nhiều. Trương Dương đáp, đây là Hammer 1, xe Jeep 4 cánh chắc chắn, là loại xe quân Mỹ chuyên dùng thời kỳ chiến tranh vịnh. Tống Hoài Minh tức giận nói, tôi biết. Trương Dương nhìn vẻ mặt của Tống Hoài Minh qua chiếc gương xem rẻ chừng nói, Tống tỉnh trường, bác đi đâu, có lẽ không phải là muốn con lái xe đưa bác về chính phủ tỉnh chứ. Tống Hoài Minh đáp, tôi không dám mượn thế huynh hoang như thế, cậu cứ đưa tôi đến Hồ Thu Hà. Hồ Thu Hà, Trương Dương ngạc nhiên. Tống Hoài Minh gật, tôi có hẹn với cố Doãn Chi, cậu đưa tôi đi càng tiện. Trương Dương bấy giờ mới hiểu lý do mà Tống Hoài Minh chọn ngồi xe mình, thì ra muốn đến gặp vị tiền tỉnh ủy cố Doãn Chi, chẳng trách ông ta để cho thư ký và tài xế đi trước, xem ra Tống Hoài Minh không muốn người khác biết việc ông và Cố Doãn Chi gặp mặt. Chiếc xe đi ra khỏi cổng trường đảng, Tống Hoài Minh hỏi Trương Dương, chiếc xe này dung tích bao nhiêu? Tờ bô tăng áp, động cơ chạy bằng dầu diesel. Tống Hoài Minh nhíu mày, vừa không kinh tế lại không bảo vệ môi trường, cậu lấy đâu ra thế? Cuối cùng ông cũng đi vào vấn đề chính. Trương Dương đáp, con vừa đến Đông Giang, còn chưa đến cơ quan báo cáo, bạn hữu cho con mượn tạm dùng, họ cũng chê chiếc này ngốn giàu con thấy tiện nên đi tống hoài minh hỏi tiện sao trương dương khôn khéo trả lời con nghĩ đi đến khu vừa quy hoạch đàm thành thanh long đường không dễ đi lái chiếc xe này cũng tiện hơn nhiều đường đi gồ ghề thế nào cũng ứng phó được còn có thể lái được khi bị ngập nước sâu khoảng mét tống hoài minh không nói gì nhưng ông cũng thừa nhận ngồi trong xe thật cảm thấy rộng rãi thoải mái còn nữa cửa xe cũng rất tốt từ bên ngoài không nhìn được bên trong làm lãnh đạo họ luôn thích có cảm giác riêng tư bí mật một chút. Sau việc ở xưởng thuốc Giang Thành, Cố Doãn Chi trở nên nản lòng, sự trở lại của Hồ Nhân như là cho tình hình kinh doanh xưởng thuốc trở về bình thường, Cố Doãn Chi hoàn toàn buông xuôi, quay về nhà ở Đông Giang, trong thời gian này, ông ngoài việc câu cá uống trà, nhàn hạ thì đi chợ đồ cổ chọn vài món đồ sứ. Trông thì có vẻ sống điềm tĩnh nhưng trong lòng Cố Doãn Chi lại không điềm tĩnh tí nào, con trai Cố Minh Kiện đang bật vô âm tín tuy nó không tốt đẹp gì nhưng nó vẫn là con trai mình, cố doãn chi miệng cứ nói đoạn tuyệt quan hệ với nó nhưng thực tế ai lại nỡ vứt bỏ ruột thịt của mình đây. Buổi trưa Tống Hoài Minh đi ăn với Trương Dương ở Hồ Thu Hà, ông và Cố Doãn Chi hẹn gặp nhau lúc 2 giờ chiều. Khi tới biệt thự ở Hồ Thu Hà của Cố Doãn Chi, gã đang loay hoay dùng keo gắn lại đồ sứ bị bể. Thấy Tống Hoài Minh đến cùng Trương Dương, Cố Doãn Chi lấy làm ngạc nhiên. Đã ăn cơm chưa vậy? Tống Hoài Minh gật, bí thư cố, chúng tôi đã ăn ở nhà ăn cơ quan rồi. Cố Doãn Chi nói tiếp, cơm ở nhà ăn không có gì là ngon cả, bảo ông đến sớm ăn cơm ở đây, ông lại không nghe, đúng là kiêu quá mà. Tống Hoài Minh cười, tôi có kiêu đến đâu cũng không dám thể hiện trước mặt bí thư cố, trong lòng tôi ông vĩnh viễn là lãnh đạo. Cố Doãn Chi cười ha ha, một khi được người khác coi trọng trong lòng, điều đó chứng minh rằng tôi sắp được gặp các McLennan rồi, Tống Hoài Minh đáp, tôi không có ý đó. Cố Doãn Chi cười mời hai người ngồi xuống, rồi đi rửa tay. Nếu không phải Tống Hoài Minh muốn Trương Dương đến đây, hắn cũng không muốn tới gặp Cố Doãn Chi vừa lúc này. Hai người đều là nhạc phụ đại nhân của hắn, hắn đã sớm gọi Cố Doãn Chi là cha. Giờ trước mặt Tống Hoài Minh, cách xưng hô này có vẻ gây khó xử. Cố Doãn Chi là một nhân vật tầm cơ, ông đương nhiên cũng có thể thông cảm với sự khó xử của Trương Dương. Cười nói, Trương Dương, cậu vào hậu viện giúp ta nhổ cỏ, ta muốn nói chuyện riêng với tống tỉnh trường. trương dương gật đầu như chút được gánh nặng. cố doãn chi bảo hắn ra phía sau nhổ cỏ, một là mượn cớ cho hắn khỏi xấu hổ, hai là để hắn đi thăm phần mộ của cố gia đồng. sau khi trương dương đi rồi, cố doãn chi nhìn tống hoài minh cười, ông cầm bình trà gốm rót cho tống hoài minh một chén trà đại mạch. tống hoài minh hai tay nhận lấy chén trà, hôm nay tôi mạo muội tới chơi hy vọng không quấy rầy sự yên tĩnh của bí thư cố. Cố Doãn Chi cười nhạt nói, yên tĩnh quen rồi, trong lòng luôn cảm thấy chút cô đơn, nói thực, hai ngày nay tôi cứ mong sẽ có người đến trò chuyện với mình. Tống Hoài Minh nói, bí thư cố, Đông Giang cần xây dựng thành phố mới, khu vực khởi bước quy hoạch là Thanh Long Đàm. Cố Doãn Chi trao mày nhìn, Thanh Long Đàm, nơi đó không phải là rất gần đây sao, hình như chưa đến 5 cây thì phải. Tống Hoài Minh đáp, khu vực Hồ Thu Hà cũng trong phạm vi quy hoạch, đến lúc đó có thể mảnh đất này của ông cũng thuộc phạm vi giải tỏa. Cố Doãn Chi biểu hiện rất bình thường, ông cười, giải tỏa thì giải tỏa, chỉ cần chính phủ cần, đương nhiên lão đảng viên như tôi không dám cản đường, chỉ hy vọng đến lúc đó các ông thông báo trước cho tôi một tiếng, để tôi còn biết mà chuyển phần mộ của con gái tôi. Nói đến đây, mặt Cố Doãn Chi có chút buồn bã đau khổ. Chương 1015, lấy kinh 3 tống hoài minh nói vẫn chưa tới lượt khu vực này quy hoạch thành phố vừa mới bắt đầu bộ phận chỉ đạo còn chưa được thành lập lần này phía tỉnh rất ủng hộ công việc của đông giang đã điều không ít cán bộ đến phụ trách và giúp đỡ công tác quy hoạch mới cố doãn chi đáp trương dương cũng được điều đến phải không ông tung hoành trốn quan trường đã nhiều năm không cần tống hoài minh nói ra ông cũng suy đoán ra được việc này tống hoài minh uống chén trà đại mạch nhỏ giọng Lương Thiên Chính chỉ đích danh cậu ta, Bí Thư Kiều cũng đã gật đầu đồng ý. Cô Doãn Chi mơ hồ đoán ra được chủ ý của Tống Hoài Minh khi đến đây, Tống Hoài Minh tuyệt đối không phải vì Trương Dương mà đến. Từ lúc ông về hưu, trốn quan trường Bình Hải đã rơi vào giai đoạn tổ hợp mới. Tống Hoài Minh đương nhiên chẳng còn chiếm thế gì trong cái tổ hợp mới này, Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương nhờ vào bối cảnh nổi trội và những thủ đoạn đắc lực đã nắm chắc trong tay quyền lực chính trị của Bình Hải, mấy năm này Tống Hoài Minh cũng không đắc ý cho lắm. Tống Hoài Minh hôm nay đến đây là để thỉnh giáo, bí thư cố, ông có ý kiến gì về sự phát triển của Bình Hải hiện nay? Cố Doãn chi cười, không có ý kiến gì, chỉ thấy ngày càng tốt hơn, cuộc sống của nhân dân không ngừng được nâng cao. Một khi đã rời khỏi chính đàn, thì người ta sẽ không muốn luận bàn nhiều về nó tống hoài minh nói bí thư cố thực không dám giấu hôm nay tôi đến là để thỉnh giáo cố doãn chi mỉm cười hoài minh nếu nói đến chuyện câu cá hay là thưởng thức đồ sứ tôi hoàn toàn tình nguyện chỉ cho ông nhưng về chuyện chính trị tôi đã về hưu lâu rồi ông cũng nên biết chuyện thiên biến vạn hóa nhất trên thế giới này chính là chính trị con cọp rời xa khỏi rừng núi sẽ mất đi khứu rác nhanh nhạy và khả năng bắt mồi của nó hoài minh không phải là tôi không muốn chỉ giáo cho ông mà là tôi không thể đưa ra được ý kiến gì, những điều tôi cho là chính xác chưa chắc sẽ phù hợp với thời đại. Vẻ mặt Tống Hoài Minh có chút buồn bã. Cố Doãn Chi nói, nếu như miến cưỡng muốn tôi nói, tôi sẽ tặng cho ông hai chữ, giao tiếp. Tống Hoài Minh nghĩ thầm trong đầu, giao tiếp, lẽ nào muốn mình qua lại với Kiều Trấn Lương sao? Ánh mắt của Cố Doãn Chi lại hướng về đống đồ sứ bị vỡ, "Hoài Minh à, ông nhìn xem, mấy thứ đồ sứ này tôi đem về có phải là tinh phẩm hay không?" tống hoài minh nói nói về đồ sứ thì tôi không hiểu lắm nhưng tôi thấy mấy đồ này rõ ràng là có khuyết điểm cố doãn chi mỉm cười trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo cả đồ gốm cũng vậy những thứ này đến cả người bình thường chỉ liếc mắt một cái cũng nhìn thấy khuyết điểm đương nhiên họ sẽ bỏ qua vẻ đẹp của nó nhưng có những thứ đồ hoàn mỹ con người ta lại chỉ chăm chăm thưởng thức vẻ đẹp đó mà quên mất khuyết điểm ẩn giấu của nó vậy nên cách nhìn nhận về đồ sứ của tôi cũng khác với mọi người Tống Hoài Minh không nói được gì, chỉ nhìn đống đồ sứ vỡ nát, đường như đã ngộ ra điều gì. Chấm, Trương Dương nhẹ nhàng xoa tay lên bia mộ của cố giai đồng, hắn nhớ lại nụ cười giọng nói của cô, trong lòng không khỏi chua sót, đến tận bây giờ hắn vẫn không thể chấp nhận được sự thực cố giai đồng đã ra đi, sâu trong nội tâm hắn vẫn hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích. Cùng ngày, sau khi Trương Dương đưa Tống Hoài Minh về văn phòng chính phủ, hắn lại quay lại đây, cố doãn chi dường như cũng biết hắn sẽ quay lại nên đã sớm chuẩn bị cơm tối trương dương nói cha con quay lại là muốn nói với cha lần này con được điều đến đông giang công tác cố Cô doãn chi cười gật đầu tống tỉnh trưởng đã nói với ta rồi trương dương có chút xấu hổ cười con đến đông giang đã được vài ngày nhưng vẫn chưa đến thăm hỏi cha cha có giận con không cố doãn chi đáp sao lại giận chứ ông lấy một bình rượu vàng đun cách thủy trên lò lửa ra rót Trương Dương vội vàng đỡ lấy. Cô Doãn Chi nói, ta đã hầm cua, nướng một con mực hoa, chỉ đợi con quay lại để uống rượu cùng ta. Trương Dương cười, sao cha lại biết là con nhất định sẽ quay lại. Trực giác, Trương Dương không khỏi nghĩ rằng, nếu mình không đến, lẽ nào cố Doãn Chi sẽ uống rượu giải sầu một mình sao? Cuộc sống về hưu của cố Doãn Chi không hề như ý, thậm chí tới mức thê lương khó tả, mất đi đứa con gái cố giai đồng, còn lại đứa con trai cố minh kiện lại là đứa bại gia chi tử. Đứa con gái nhỏ cố dưỡng dưỡng tuy ngoan ngoán, nhưng vẫn còn đang đi học, không thể ở bên ông được. Trong nhà tuy có người giúp việc nhưng vẫn cô đơn, chứng kiến trạng thái của cố doãn chi, Trương Dương không khỏi tự trách mình, nói cha, sau này con làm việc ở Đông Giang, sẽ có thể thường xuyên đến thăm cha rồi. Cố Doãn Chi mỉm cười, chỉ cần nhớ có ta trong lòng là được rồi, đến thăm cũng được, ta cũng chưa đến lúc già tới mức chỉ ngồi một chỗ. Trương Dương nhẹ tay rót một chén hoàng tử nóng hổi cho ông, rồi rót cả cho mình. Hai người đều cầm chén lên uống, cố doãn chi nói, lúc chiều tỉnh trưởng Tống có nói với ta, Hồ Thu Hà cũng thuộc phạm vi quy hoạch thành phố, có thể nơi này cũng sẽ nhanh chóng bị dỡ bỏ trong mấy năm. Trương Dương đáp, quy hoạch cụ thể, con không rõ lắm, nếu thực nằm trong phạm vị quy hoạch, lúc ấy con sẽ nghĩ cách. Cố doãn chi lắc đầu, đừng coi trọng quá, làm quan phải cho ra dáng quan, phải giữ tâm tính chính trực, phần mình không được tư lợi. Trương Dương gật đầu. Cố Doãn Chi nói con đến Đông Giang chủ yếu phụ trách công việc gì? Nghe nói là công tác chiêu thương cho khu thành phố mới, con vẫn chưa đến báo cáo. Nói xong Trương Dương đặt chén rượu xuống, có chút khó hiểu nói, cha à, người tìm con nói đến chuyện điều động công tác sớm nhất là Diêm Quốc Đào, sau đó Bí Thư Kiều cũng nhắc lại chuyện này với con, họ đều nói Lương Thiên Chính đang tìm hiểu tài cứ một mực mong điều con đến Đông Giang, con cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Cố Doãn Chi nhìn Trương Dương với ánh mắt chăm chú lắng nghe hắn nói tiếp. Trương Dương nói, con chỉ là cán bộ địa phương, có đáng được nhiều lãnh đạo quan tâm đến vậy không? Việc này có long trọng quá không? Cố Doãn Chi lạnh nhạt nói, con đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Ông nói như vậy cũng là đồng ý với ý kiến của Trương Dương, hắn đã nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn nhiều. Trương Dương nói tiếp, trước đây trong vụ nước sông Thoan Giang ô nhiễm con đã đắc tội với Lương Thiên Chính, cha có cho rằng hắn sẽ lợi dụng lần này để báo thù con không, muốn điều con về dưới chướng hắn để trị không? Cố Doãn Chi cười, lấy bụng tiểu nhân đo lòng người quân tử, Lương Thiên Chính không đến nỗi hẹp hòi như vậy đâu. Đối với những cấp dưới trước đây của mình, Cố Doãn Chi đương nhiên hiểu rõ. Trương Dương đáp, vậy xem ra hắn đúng là đang cầu hiền tài, muốn con đến công tác, con có năng lực đến vậy sao? cố doãn chi chuyển hướng nói có biết trước đây tại sao ta lại điều tần thanh đến lam sơn không vừa nhắc đến chuyện này trương dương không khỏi thấy hơi xấu hổ nhớ lúc đầu khi cố doãn chi điều tần thanh tới lam sơn cũng là lúc tin đồn cặp kè giữa trương dương và cô ta đang ầm ĩ nhất trương dương cho rằng cố doãn chi điều cô đến không đơn giản chỉ vì tần thanh có năng lực cần tới cô mà ông còn có ý tách hai người ra khỏi nhau trong thời gian đó Cố Doãn Chi Tựa Hồ đã phát hiện ra được quan hệ tình cảm âm thầm giữa hắn và Cố Giai Đồng. Trước mặt Cố Doãn Chi, Trương Dương không dám giả ngây ngô, cách đối phó tốt nhất là im lặng không nói gì. Cố Doãn Chi nói: Muốn tồn tại ở chốn quan trường, điều quan trọng không phải ở chỗ con có bao nhiêu ưu điểm, mà ở chỗ con bộc lộ ra bao nhiêu khuyết điểm. Khuyết điểm càng nhiều, thì càng có cơ hội cho người khác. Một quan chức mà không dính nhiều sự vụ, không có nghĩa là hắn không có vấn đề, không có nghĩa hắn không có khuyết điểm. Nếu có khuyết điểm, người khác không nêu ra, không lấy khuyết điểm đó làm bằng chứng, chưa chắc là vì người ta khoan dung, mà vì người đó vẫn còn giá trị lợi dụng, lợi dung được ngoài năng lực ra còn có rất nhiều khuyết điểm có giá trị khác. Trương Dương chưa hiểu ý bèn hỏi, khuyết điểm thì có giá trị gì hả? À? Cố Doãn Chi mỉm cười, thả dây dài để câu cá lớn. Lời của Cố Doãn Chi làm cho Trương Dương như được tỉnh ngộ, chẳng lẽ lần này Kiều Trấn Lương muốn điều mình đến Đông Giang nhằm bới lông tìm vết? để có thể gây khó dễ mọi lúc cho tống hoài minh sao xét từ tình hình hiện nay mâu thuẫn giữa hai người họ đâu đến nỗi kịch liệt như vậy chứ cố doãn chi nói lãnh đạo nghĩ gì con không thể đoán ra được đâu nếu không đoán ra được thì đừng nghĩ nữa cứ làm tốt bổn phận của mình đừng tự cho rằng mình đen đủi nói đến đây ông cười tuy con không nghe lời ta nhưng ta vẫn phải nói trương dương đáp cha cha nói như vậy thì con chỉ là con cá bé ai mới là cá lớn đây Cố Doãn Chi đáp, có nhiều việc quan trường ta không hiểu rõ, kỳ thực tính cách của con không hề thích hợp với thể chế đang đi xuống. Nói đến đây, ông lại không nói nữa, bất luận Trương Dương có hỏi như thế nào, ông cũng không trả lời nữa. Đến Trương Dương cũng cảm thấy thật mất hứng. Đối với Cố Doãn Chi, nhận thức chính trị của Trương Dương vẫn còn kém xa chưa đạt mức cần thiết, bề ngoài Bình Hải trông có vẻ yên ổn. Nhưng giữa bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương và tỉnh trưởng Tống Hoài Minh lại xảy ra cuộc tranh đoạt quyền lực quyết liệt sự chuyên quyền của Kiều Trấn Lương khiến cho Tống Hoài Minh bất mãn rõ ràng, cố doãn chi tuy đã về hưu nhưng ông vẫn có thể nhìn ra cách cầm quyền bảo thủ của Kiều Trấn Lương, còn không được cải cách bằng ông trước đó. Gã coi trọng mặt quản lý và đấu tranh hơn cả, cách thức quản lý này lại không hề có tác dụng về mặt kinh tế, Tống Hoài Minh lại là người thuộc phái cải cách thiết thực, vậy nên xảy ra mâu thuẫn là khó tránh. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở ebook full.net Chương 1016, lấy kinh 4 Hôm nay Tống Hoài Minh tìm đến ông để xin chỉ giáo, tuy cố doãn chi không cho ý kiến gì nhưng ông có thể nhìn ra được sự bất mãn của Tống Hoài Minh về tình cảnh này. Đối với một quan chức mà nói, chính kiến không nhận được sự đồng thuận, nguyện vọng không được phát huy là chuyện vô cùng dây dứt bực mình. Từ thời cố doãn chi còn đương chức, ông đã hiểu Tống Hoài Minh là một người không dễ dàng chịu thua kẻ khác. Sau khi Kiều Trấn Lương đến Bình Hải, Tống Hoài Minh trông như có vẻ từng bước lụi bại. Nguyên nhân chủ yếu là do lập trường chính trị của Tống Hoài Minh không xác định. Ai cũng biết, Tống Hoài Minh từng nhận được sự dìu dắt của Kiều Lão, có thể coi là môn sinh của Kiều Lão, vì hôn nhân của Trương Dương và Sở Yên Nhiên nên ông đã thân thiết hơn với Phó tổng Văn Quốc Quyền. Người ngoài đều cho rằng Tống Hoài Minh và Văn Quốc Quyền cùng một phe, nhưng Cố Doãn Chi lại nhìn ra được, Tống Hoài Minh hoàn toàn mâu thuẫn, một người có chủ kiến, có tính cách như vậy sẽ không dễ dàng chọn phe cánh nhưng hiện thực chính trị lại khiến Tống Hoài Minh đành phải đưa ra quyết định. Tống Hoài Minh đến hỏi mưu kế, tức mâu thuẫn nội tâm gã đã bùng phát đến cực điểm. Kiều Trấn Lương điều Trương Dương đến Đông Giang, nước cờ này có khả năng còn có âm mưu khác. Tống Hoài Minh đương nhiên sẽ cảm thấy, chỉ còn 2 năm là đến thời gian bầu cử chính phủ, có thể tưởng tượng ra được, sự tranh đấu xung quanh quyền lực sẽ trở nên quyết liệt hơn hết. Cố Doãn Chi tuy đã về hưu, nhưng ông vẫn nắm bắt được chút tin tức, Phan Quốc Quyền và Phó Hiến Lương đang tranh giành gay gâu vị trí Thủ tướng Chính phủ, chung quanh vấn đề quyền lực, cả nước đang rộ lên một đợt sóng mạnh mẽ. Cố Doãn Chi nhìn chăm chăm vào Trương Dương, tên tiểu tử này là một kẻ không tuân theo quy củ, nếu muốn miêu tả hắn một cách cụ thể, có thể nói là thanh niên hoi chính trị, bất kể là tình huống nào, bất kể đối phương là ai, một khi hắn hào hứng lên, thì xông thẳng vào, không hề do dự mà đảo lộn phá dối. Nhưng Cố Doãn Chi cũng biết năng lực của Trương Dương cũng có hạn, Đặt trong con sông nhỏ thì còn có thể gây được sóng gió, nếu ở ngoài đại dương minh mông e chỉ là gợi sóng, có mãnh liệt đến đâu cũng không thể nhìn thấy được. Trương Dương nhìn cố doãn chi đang trầm tư suy nghĩ hồi lâu, bèn hỏi cha, cha đang nghĩ gì thế? Cố doãn chi cười, năm nay còn bao nhiêu tuổi rồi? Trương Dương ngẩn ra một lúc, không hiểu vì sao cố doãn chi lại hỏi như vậy, hắn vẫn trả lời 27 ạ. À. Thực tế hắn ăn lận 3 tuổi. 27 tuổi làm đến chức cán bộ địa phương cũng hiếm thấy đó. Trương Dương đáp, con còn hy vọng đến năm 30 tuổi sẽ thăng một cấp nữa. Cố Doãn Chi nói, cũng phải lo chuyện hôn nhân đại sự đi chứ. Trương Dương nghe thấy thế cảm thấy ngại ngần. Cố Doãn Chi nói, dài đồng đã ra đi lâu như vậy, con không cần phải tự làm khổ mình thêm nữa, đã đến lúc con lập gia đình rồi. Trương Dương đáp, con cũng nghĩ rồi, nhưng yên nhiên và con cũng bận quá, có lẽ nên chờ khoảng 2 năm nữa xem sao." Cố Doãn Chi nói, chỉ có sau khi kết hôn, người đàn ông mới thực sự trưởng thành, mới ý thức được trách nhiệm. Cuộc sống ở trường đảng của Trương Dương cực kỳ tự do, dù hắn không hề lên lớp cũng không lo có người ghi hắn trốn học. Chủ nhiệm giáo vụ Trương Lập Lan vì một vài lý do bí mật nên rất quan tâm tới hắn, lớp nghiên cứu sinh tuy đã đủ người nhưng Trương Đại Quan Nhân vẫn có thể dễ dàng trở thành thành viên trong đó. Ở lớp này ngoài hắn ra đa số đều là quan chức phó phòng trở lên, hắn có thể tìm được một vài cái tên quen thuộc như Đỗ Thiên Giã Bí Thư Thị ủy Giang Thành, Tùy Quốc Minh Phó Thị trưởng Đông Giang. Nghiên cứu sinh đều mang tính chất hàm thụ, mỗi năm tập trung học hai lần, sau ba năm, sẽ dễ dàng lấy được chứng chỉ nghiên cứu sinh, tuy không phải là học vị thạc sĩ, nhưng đối với các lãnh đạo trăm công nghìn việc mà nói. Bận đến không có thời gian đi học lại có được cơ hội làm đẹp lý lịch học tập của mình như vậy ai trả đổ xô vào. Trương Dương đứng xem bảng danh sách lớp nghiên cứu sinh được công bố, nhìn một lượt rồi tìm được tên mình ở gần cuối danh sách. Cái này cũng không là gì, bất luận là về mặt cấp bậc chức vụ hay là tên sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC hắn nên là người xếp cuối cùng trong danh sách. Điều quan trọng không phải là xếp ở thứ hạng nào, quan trọng là hắn được tuyển chọn. Trong trường đảng cũng có rất nhiều học viên cùng khóa báo danh, họ cũng đang tranh nhau đứng tìm tên mình trên bảng danh sách, rất nhiều người thất vọng lắc đầu quay đi. Lương Hiểu Âu cũng là một trong số đó. Cô là cấp phó địa phương, đương nhiên khóa đầu sẽ không thể có tên của cô. Nhìn thấy tên của Trương Dương trên danh sách, cô ngưỡng mộ vỗ vai hắn, anh được trúng tuyển rồi này. Một câu nói khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Trương đại quan nhân vẻ mặt đắc ý, nhưng hắn cũng hiểu cái đạo lý khiêm nhường, hắn cúi người luồn qua đám người, Lương Hiểu Âu ở phía sau nói, "Này, trốn gì chứ, được chọn vào lớp nghiên cứu sinh." Là chuyện vui lớn, cậu phải mời một chầu đi. Lại thêm mấy cậu bạn học Azo theo, Trương Dương, cậu phải mời chúng tôi đấy. Trương Dương cười, mời. Đương nhiên là tôi sẽ mời, tối nay tôi mời mọi người đi ăn ở phía khu dân cư đối diện nhé. Lương Hiểu Âu nói, thật là không có thành ý, đồ ăn ở khu đó còn không bằng nhà ăn của chúng ta, đổi nơi khác đi, đã là nghiên cứu sinh rồi, sao lại không nâng cấp lên chút đỉnh. Mấy người khác cũng ẩm ý cả lên. Trương Dương nghĩ một chút nói, vậy đến Vọng Giang lâu nhé. Lương Hiểu Âu đáp, được, tôi đi gọi vài bạn học nữa nhé. Trương Dương nói, ối, có thể đơn giản chút được không? Tôi kiếm được chút lương cũng không dễ dàng gì. Thế này nhé, chưa chúng ta làm một bàn, ai ở đây cũng có phần, còn những người khác không nên gọi làm gì. Việc này không phải là do Trương Đại Quan nhân keo kiệt, vì hắn không muốn khoa Trương rêu sao, đơn giản một chuyện còn con lại làm hắn trở thành tâm điểm của cả trường. Lương Hiểu Âu đáp, sao lại ít thế, hai bàn chứ? Gọi cả lớp chúng ta đi nhé. Lương Hiểu Âu dù sao cũng là lớp trưởng lớp bồi dưỡng cán bộ, lớp này có 38 thành viên, một bàn chưa chắc đã đủ, phải là bốn bàn. Bạn học quanh đó đồng thanh hoan hô, rồi nhanh chóng quay đi thông báo với những bạn học còn lại. Lương Hiểu Âu và bọn họ hẹn gặp ở một nơi rồi cùng đến Châu Trương Dương, họ mỉm cười nhìn hắn, dường như đang đắc ý vì bắt bẻ được hắn trương đại quan nhân cười đau khổ hôm nay đúng là dao xén soàn soạt cắt thiết cừu lợn mà không hút hết máu của tôi thì cậu không cam lòng phải không lương hiểu âu cười khúc khích lớp chúng ta nhiều người như vậy nhưng chỉ có mỗi mình cậu là nghiên cứu sinh cậu nói xem chuyện này có đáng ăn mừng không trương dương nói không phải tôi sợ mời các cậu chúng ta có thể đơn giản chút được không còn chưa biết phải nói gì nữa lương hiểu âu đáp không cần biết bằng phương pháp gì chỉ cần chúng tuyển nghiên cứu sinh đã là có bản lĩnh rồi, kỳ thực có ai không nhờ vào quan hệ, chỉ có điều không lợi hại bằng cậu thôi. Đừng sợ người không biết, không khiến người ta đố kỵ mới là kẻ tầm thường." Trương Dương nói, nghe cậu nói như thế, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lương Hiểu Âu nói, cậu cũng đừng quá tiếc rẻ, đi ăn chút rồi trả cái hóa đơn, tôi sẽ báo giúp cậu." Trương Dương vui vẻ gật đầu, cậu tốt với tôi như vậy, không phải là đã phải lòng tôi đấy chứ? Lương Hiểu Âu phỉ nói, giữ đạo đức tí đi, tôi là người đã có nơi có chốn, cậu không được có ý với tôi đâu nhé. Trương Dương nói, tôi cũng là người đã có chủ, tôi coi cậu cũng như anh em của mình vậy, dù có đi vệ sinh hay tắm chung cũng không thèm có ý gì đâu. Lương Hiểu Âu tức giận đấm hai quả vào vai hắn, muốn ăn đánh phải không? Có người nào lại mỉa mai bạn bè đến mức ấy không? Trương Dương đáp, vậy ý cậu là muốn tôi có tình ý với cậu sao? Muốn ăn đánh hả? Tối đó Trương Dương đặt bốn bàn ở vọng giang lâu mời các bạn học, kỳ thực mọi người cũng chỉ kiếm cớ để tụ tập. Trương Đại Quan Nhân là thành viên duy nhất của lớp được chọn làm nghiên cứu sinh, đương nhiên sẽ thành mục tiêu của mọi người. Trong đó có người ngưỡng mộ, có kẻ đố kỵ, người thật lòng chúc mừng cũng không nhiều, những ngày này, ai cũng nịnh nợ người khác giỏi hơn cả mình. Vẫn may, hắn tử lượng khá uống bao nhiêu cũng không say, ai chúc hắn cũng cụm ly hết. Vốn buổi liên hoan lớp đang vui vẻ, Mọi người cười đùa nói chuyện thì gã Thiện An Khang xuất hiện phá hỏng cả không khí hài hòa náo nhiệt. Mọi người không hiểu gã từ đâu chui ra, đột một có mặt ở buổi liên hoan. Lúc ấy Lương Hiểu Âu đang chúc rượu Trương Dương, sự xuất hiện của Thiệu An Khang làm cô hơi xứng lại, vừa nãy cô có gọi điện cho gã bảo mình ra ngoài đi liên hoan với bạn cùng lớp. Cô kinh ngạc gọi An Khang, sao anh lại đến đây? Thiên An Khang đáp, Tiểu Âu, em đi về ngay. Lương Hiểu Âu nói, An Khang chúng em vừa mới bắt đầu, anh có việc gì gấp không? Thiệu An Khang mặt tối sầm lại, tay nắm chặt lấy cổ tay Lương Hiểu Âu, đi theo anh. Tất cả bạn học đều sửng sốt, Trương Dương nhìn thấy tên nhãi này trong lòng liều hiểu rõ vấn đề, hắn đã từng tiếp xúc với Thiệu An Khang, không cần hỏi cũng biết gã coi mình là tình địch. Trương Đại Quan Nhân cũng biết vào lúc này mình mà không lên tiếng thì Thiệu An Khang nhất định hướng mũi nhọn về phía mình. Trương 1017, ván cờ bắt đầu một. Trong đám bạn học có người là cán bộ địa phương Đông Giang nên cũng quen với Thiệu An Khang, gã cười bước đến, tiểu Thiệu à, đã đến đây rồi thì ngồi xuống uống vài chén, hôm nay Trương Dương được chọn vào lớp nghiên cứu sinh, nên mời cả lớp tới ăn mừng. Thiệu An Khang đáp, các cậu cứ làm việc của các cậu, tôi với Tiểu Âu có chút việc nên về trước. Lương Hiểu Âu tức giận, Thiệu An Khang, anh có ý gì vậy? Không phải là em đang liên hoan với lớp sao? Anh quan tâm thái quá rồi đấy, Thiệu An Khang nói, người ta được chọn vào lớp nghiên cứu thì liên quan gì đến em? Em vui mừng gì chứ? Cuối cùng gã cũng chút hết tức giận ra bên ngoài. Lương Hiểu Âu giận dữ, Thiệu An Khang, anh nói bậy bạ gì vậy? Thiệu An Khang chỉ thẳng vào Trương Dương, đừng tưởng tôi không nhìn ra, cô và hắn nhìn nhau tình tứ bao nhiêu lần rồi hả? Hắn được chọn cô vui đến thế này sao? Tôi chưa từng thấy cô vui mừng vì tôi như vậy. Mọi người xung quanh đều sửng sốt, ầm ý một hồi thì ra gã thiệu an khang này đang nổi cơn ghen, tay chỉ thẳng vào Trương Dương. Không phải chuyện của người khác nên họ ngại không nói gì, kỳ thực mọi người ở đây đều bán tín bán nghi khi nghe thiệu an khang nói, dù sao Trương Dương cũng có danh tiếng, nếu đúng là có tình ý gì với Lương Hiểu Âu thì cũng khó nói. Cũng có người thấy hả hê, trong bụng nghĩ thầm mày không phải là rất oai sao. Bây giờ gặp rắc rối, bị bẽ mặt chưa hả? Trương Dương đến lúc này vẫn im lặng không nói, Cả đời hắn chưa bao giờ bị người khác đổ oan đến thế này, giữa hắn và Lương Hiểu Âu hoàn toàn trong sáng. Nếu ở đây chỉ có hắn và Thiệu An Khang, hắn sớm đã đấm cho gã một quả thật đau, nhưng bây giờ còn có Lương Hiểu Âu, nếu ra tay thì hơi quá, mà có làm thật thì không thể chứng minh sự trong trắng của mình, khéo lại loạn thêm. Lương Hiểu Âu thấy tủi thân mà bật khóc, cô đột nhiên vung mạnh tay, tát bột Thiệu An Khang một cái giận dữ, anh cút ngay cho tôi, tôi quyết không cho phép người nào làm nhục tình bạn đồng môn của chúng tôi hết. Thiệu an Khang bị tát một cái choáng váng, gã nhanh chóng phải ứng lại và xông về phía Trương Dương như điên, hôm nay tao quyết liều mạng với mày. Trương Đại Quan Nhân vội vàng né người, Thiệu An Khang nhảy bổ vào chỗ đó thì đâm vào bàn tiệc, thức ăn trên bàn văng tung tóe, gã ngã lăn ra đất một cái đau điếng người. Mọi người xung quanh vội ngăn cản Thiệu An Khang, gã cứ như chó điên bị kích động, nghiên răng nghiến lợi mắng nhiếc, thằng chó họ Trương kia, mày dám dụ dỗ bạn gái tao, tao sẽ không để yên cho mày đâu trương dương lúc này không thể kìm nổi tức giận bực mình nói sao 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 thần kinh à tao và lương hiểu âu là bạn học mày đừng nghĩ vớ vẩn lương hiểu âu vừa xấu hổ vừa tức giận oa cô khóc lên một tiếng rồi ôm miệng chạy vụt ra ngoài trương dương chỉ vào thiệu an khang hãy rời khỏi cô ấy đi giáo sư gì chứ tao thấy mày chỉ giống một con chó điên muốn liều hả ngon thì vô không phải mày muốn đánh tao sao đến đây những người bạn xung quanh cũng không thật lòng giữ chặt gã, kỳ thực không ít người thấy phẫn nộ với hành động của Thiệu An Khang vừa rồi, một số người lại thích xem chuyện náo nhiệt, bất kể chuyện đó có hay không, nhưng Thiệu An Khang vừa đến đây đã gây sự, thật quá đáng rồi, mọi người cũng buông gã ra. Thiệu An Khang mắt đỏ ngầu, gã chộp lấy chai rượu trên bàn sông về phía Trương Dương, Trương Dương không chờ gã tới gần mình mà suốt luôn một cước qua tâm, đạp thẳng vào người Thiệu An Khang làm gã bị bắn về phía sau như tên bắn đâm thẳng ra cửa chính của căn phòng rồi ngã lăn ra hành lang bên ngoài. Lần này tư thế hạ đo ván của gã y như một con chó ăn sao sao sao, quỳ dạp xuống đất mãi không thấy đứng dậy. Ẩu đả ầm ý khiến cả đám người quanh đó vây đến xem. Trương Dương cũng không có ý tiếp tục đánh thiệu an khang, cái gã này cũng thật ngang ngạnh ngu xuẩn, gã hầm hầm mặt mày đứng dậy lết ra khỏi đám người bỏ đi, kết cục buổi liên hoan lại thành mất cả vui. Lúc sau Trương Dương về đến nhà, lương thành long gọi đến gần hỏi tôi hỏi cậu và tiểu âu rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy trương dương nói ý cậu là sao chuyện gì xảy ra chứ lương thành long nói trương dương tôi cảnh cáo cậu tiểu âu là em gái duy nhất của tôi tôi sao 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 thần kinh à cậu tự đi mà hỏi gã thiệu an khang ý tôi không có dính líu gì đến cô ấy cả lương thành long nói nhưng thiệu an khang đến nhà tôi làm loạn lên bảo cậu với tiểu âu Trương Dương đáp, hắn nói bậy bạ mà cậu không đánh cho hắn một trận. Thằng em rể tương lai của cậu như một con chó điên, mắc chứng tưởng tượng, tưởng tượng mình bị cắm sừng. Lương Thành Long nghe mấy câu này của Trương Dương cảm thấy không thoải mái, trước đây y cũng nghi ngờ Lâm Thanh Hồng và Trương Dương có tình ý với nhau, y tức giận nói cậu có ý gì hả? Trương Dương đáp, không có ý gì, cứ đổ tội hết lên người tôi đi, đừng có mà bạn bè gì nữa. Nói xong hắn dập luôn cuộc điện thoại cũng giống như ăn cá, chưa ăn được miếng nào đã dính mùi tanh đầy người, chuốc lấy bực mình, bực ở chỗ là vốn không muốn chiếm con cá này lại bị dính mùi tanh. Trương đại quan nhân là người phong lưu, nhưng hắn không hạ lưu, hơn nữa gần đây trải qua nhiều chuyện về mặt tình cảm hắn cũng đã chính chắn hơn, ít chủ động đi trêu hoa gẹo bướm bên ngoài. Trương đại quan nhân trước đã mang tiếng trăng hoa, người khác đều nghĩ hắn vẫn như vậy, có nhiều người còn không tin hắn trong sạch. Thực ra hắn cũng nên tự xét lại mình, Tình xử quá khứ quá là hoàng tráng. Mãi muộn Lương Hiểu Âu mới gọi điện tới, cô gọi đến để xin lỗi Trương Dương, rốt cuộc chuyện này cũng là do bạn trai cô Thiệu An Khang gây ra, Trương Dương tuy bực mình nhưng hắn hiểu Lương Hiểu Âu cũng giống mình, đều là người bị ảnh hưởng, Trương Dương nói, không sao đâu, giữa chúng ta trong sáng là được, người khác muốn nghĩ như nào thì kệ họ. Lương Hiểu Âu nói, giữa chúng ta đường đường chính chính, anh ta dựa vào cái gì mà dám bôi nhọ chúng ta? tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta nữa. Trương Dương cười nói cậu tha thứ cho anh ta hay không là chuyện của hai người, nói thực, anh bạn trai của cậu cũng hơi ích kỷ, nhưng sự ích kỷ đó cũng chứng minh là gã thật lòng yêu cậu, tôi thấy cậu nên tìm cơ hội để giải thích rõ ràng với gã, đừng vì hiểu lầm mà đánh mất mối nhân duyên tốt đẹp này. Lương hiểu Âu đáp, tôi hiểu rõ anh ta, anh ta tính tình vốn như vậy, tôi có kết hôn với anh ta cũng chẳng được hạnh phúc gì, tương lai chịu đau khổ như vậy thà quyết định chấm dứt ngay bây giờ còn hơn. Trương đại quan nhân thầm nghĩ việc hai người chia tay không liên quan gì đến mình nhưng vẫn cười nói, đừng giận dỗi, hãy mở rộng tấm lòng ra, tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối, hai người đến với nhau không hề dễ dàng, phải biết trân trọng. Lương hiểu Âu thở dài, một lúc sau mới nói tiếp, Trương Dương, trước đây tôi cảm thấy cậu không đáng tin tí nào, hôm nay mới phát hiện ra con người cậu cũng rất tốt. Trương Dương cười, kỳ thực tôi là kẻ không đáng tin cậy, cậu đừng cho rằng tôi tốt, vì những người phụ nữ cảm thấy tôi tốt đều yêu tôi, hai chúng ta tuyệt đối không được làm giả hóa thật đó. Vớ vẩn. Hai người cùng cười ầm lên. Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Trương Dương đã thoải mái hơn rất nhiều, hắn đi tắm rửa sau đó ở trần ngồi luyện yoga trên tấm thảm trong phòng, Trương Đại Quan Nhân rất có tố chất, khả năng lĩnh hội võ thuật thực đáng kinh ngạc, hắn bây giờ có thể coi là một cao thủ yoga trương dương chống một đấm xuống nền đang lúc suy trì thăng bằng cho cơ thể thì an nữ thần gọi điện đến hắn vẫn giữ cả người thăng bằng dùng tay kia ấn vào nút nghe trương dương nói thế nào rồi vẫn khỏe chứ an nữ thần cười rất khỏe em đã xây một biệt thự bằng gỗ ở ven hồ tang châu gần khu định nhật phong cảnh ở đây còn đẹp hơn cả hồ geneva của thụy sĩ trương dương quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của cô nhà đầu này sức khỏe gần đây có gì bất thường không An ngữ thần đáp không, nơi này chỉ cách bệnh viện em góp vốn xây dựng có 5 km, ngày nào em cũng lái xe qua đó. Lammer, Doyer và Gen Master giờ cũng đến đây rồi, họ đến giúp nhân dân quanh đây chữa bệnh. Trương Dương nói, bức ảnh hai hôm trước em gửi anh nhận được rồi, nhà đầu này, em đen hơn đó. An ngữ thần cười khanh khách, tiệt tử ngoại ở trên cao nguyên rất mạnh, nếu ở thêm thời gian nữa chắc em sẽ biến thành phụ nữ châu Phi luôn. Trương Dương nói tiếp, anh còn chưa từng gặp người phụ nữ châu Phi nào, lần sau gặp em chắc sẽ thử nếm mùi vị gái châu Phi đây. Biến, không được đến hai ba câu đã dở thói lưu manh. Trương Dương cười ha ha, đâu có, mà con trai của chúng ta sao rồi. An ngữ thần đáp, đã sinh đâu chứ, anh còn biết trước là con trai hay gái sao. Nói như vậy có phải anh trọng nam khinh nữ không? Trương Dương cười, chỉ cần là em sinh ra, con trai hay gái anh đều thích. An ngữ thần nói, em không tin đâu, nhưng mà nó nghịch ngợm lắm. Có lẽ là con trai, bệnh viện kia khoảng cuối năm là đi vào hoạt động, em sinh con vào tháng một năm sau, chắc em sẽ thành sản phụ đầu tiên của bệnh viện. Trương Dương nói, rất có ý nghĩa đó. Hai người cùng trầm xuống một lúc, ở đầu dây bên kia, An ngữ thần nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Cô đặt điện thoại lên bụng rồi lại cầm lên nghe, dịu dàng nói anh có nghe thấy không? Chương 1018, ván cờ bắt đầu hai. Trương Dương hỏi, gì cơ? An ngữ thần nói, nhịp đập của con đó. Trương Dương cắn môi, nội tâm hắn tràn ngập một thứ cảm xúc khó tả, tiểu yêu, cha rất nhớ con. An ngữ thần dịu dàng, em cũng vậy. Trương Dương nói, hai ngày nữa anh sẽ đến thăm em. An ngữ thần đáp, không phải lo lắng cho em đâu, em rất khỏe mạnh, Zen Master đã nhận em làm học trò, ông ấy đích thân dạy em tập yoga, còn hái rất nhiều thuốc để cho em an dưỡng sức khỏe. Bây giờ luôn có Lamer Doyer ở bên cạnh, anh ấy còn tặng em một con chó ngao con. Đợi đến lúc anh quay về, chắc nó đã lớn rồi. Trương Dương đáp, đang mang thai thì phải cách ly chó xa một chút, nó có nhiều giận lắm đấy. An ngữ thần cười, biết rồi, anh cứ yên tâm làm việc đi, không phải lo lắng cho em, nếu em thấy sức khỏe không ổn sẽ lập tức thông báo cho anh. Anh yên tâm, bây giờ em luôn quan tâm đến sức khỏe bản thân, nhất định sẽ sinh con chúng ta ra khỏe mạnh. Nói chuyện với An Ngữ Thần xong, hai tay Trương Dương đều đặt xuống đất, sau đó hắn đổi tư thế thành chỉ dùng hai ngón trỏ tiếp đất để chống, đây là nhất chỉ thiên. Sau khi luyện, thuật yoga của Ấn Độ kết hợp với công phu Trung Hoa càng làm cho Trương Dương dễ dàng nắm bắt mọi tuyệt kỹ của Phật môn. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều về tính mệnh tương lai của mình, điều hắn quan tâm nhất là tính mệnh của An Ngữ Thần, theo dự định của mình hắn sẽ trở về ở bên cạnh cô ấy một tháng trước khi sinh vận dụng những kinh mạch mới được hình thành giữa thai nhi và cơ thể người mẹ rồi tái tạo kinh mạch cơ thể cô lần nữa để xem có thể chữa khỏi tuyệt mạch bẩm sinh của an nữ thần hay không chỉ là hắn không nói cho cô biết về mặt lý luận phương pháp này cũng có hy vọng cứu được cô ấy nhưng rất khó để bảo toàn cho thai nhi thậm chí trong khi chữa trị cho cơ thể mẹ khó mà tránh khỏi gây tổn thương tới đứa trẻ trương dương không dám nói ra sự thật hắn sợ nói ra sẽ bị an ngữ thần cự tuyệt hắn biết cô rất trân trọng đứa con này trong hội nghị thường ủy thị ủy đông giang bí thư thị ủy lương thiên chính đã chính thức giới thiệu tần thanh với các lãnh đạo cấp thị gã cười nói hôm nay tôi xin long trọng giới thiệu với mọi người đồng chí tần thanh một thành viên mới trong đội ngũ lãnh đạo đông giang chúng ta tần thanh mỉm cười đứng dậy bất cứ lúc nào hay ở đâu khí chất tao nhã cao quý của cô luôn người sáng nổi bật lên giữa đám đông tựa như một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tuy đã 31 tuổi, nhưng năm tháng tuổi tác không để lại dấu ấn gì ở cô, da mặt mịn màng tươi trẻ như thiếu nữ, vẻ đẹp đó hội tụ cả trong lẫn ngoài, khiến người ta chú ý, yêu thích mà lại thấy như tôn quý. Thành viên trong ban lãnh đạo Đông Giang nhìn thấy Tần Thanh đều không khỏi trầm trồ cảm thán, đệ nhất mỹ nhân của lãnh đạo Bình Hải quả đẹp đúng như lời đồn. Tần Thanh dịu dàng nói, "Xin chào các vị lãnh đạo, tôi là Tần Thanh." Tôi cũng đã từng có cơ hội gặp mặt với hầu hết các vị lãnh đạo ở đây, bắt đầu từ hôm nay, tôi được phân công đến Đông Giang công tác. Trong quá trình làm việc, hy vọng các vị lãnh đạo quan tâm giúp đỡ và chỉ bảo cho tôi nhiều hơn, xin chân thành cảm ơn. Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Lương Thiên chính ra hiệu cho Tần Thanh ngồi xuống, gã cười, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng Lam Sơn, đồng chí Tần Thanh đã đạt được những thành tích cực kỳ xuất sắc. Lần này, sau khi thông qua cân nhắc kỹ lưỡng, lãnh đạo tỉnh đã đồng nhất lựa chọn đồng chí đến Đông Giang, sau này đồng chí Tần Thanh sẽ phụ trách công việc chỉ đạo xây dựng khu thành phố mới của chúng ta, tức phó bí thư công ủy thành phố. Câu nói của Lương Thiên Chính nhấn mạnh vào quyết định lựa chọn Tần Thanh đến Đông Giang của phía tỉnh. Tiếng vỗ tay lại rộ lên lần nữa, vị trí chủ nhiệm bộ phân chỉ đạo công tác xây dựng thành phố đều do đích thân bí thư thị ủy Lương Thiên Chính đảm nhận, đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Gã cũng ít khi hỏi đến tình hình cụ thể, Tần Thanh tuy là phó bí thư nhưng trên thực tế lại là lãnh đạo có toàn quyền chỉ đạo công tác này. Lương Thiên Chính nói, mọi người đều đã nắm rõ về tình hình trước mắt của Đông Giang. Việc này tôi cũng không cầm phải nhắc lại, theo đà phát triển của thời đại, cơ sở hạ tầng của thành phố Đông Giang đã không còn theo kịp sự phát triển như vũ bão của kinh tế xã hội. Đông Giang là một thành viên và cũng là thành phố lớn nhất của Bình Hải. Chúng ta cần phải phát huy vai trò dẫn đầu, phải nhìn xa trông rộng xác định rõ tư tưởng phát triển vượt bậc, lần này kế hoạch xây dựng thành phố của chúng ta đã được lãnh đạo tỉnh ủy ủng hộ nhiệt liệt phía tỉnh đã điều động các thành viên ưu tú xuất chúng đến thành phố tất cả đều tập trung lại nhanh chóng hoàn thành được công tác và nhiệm vụ quan trọng này tôi xin giao lại trọng trách nặng nề này cho đồng chí tần thanh hy vọng rằng qua sự lãnh đạo và hướng dẫn của đồng chí thực hiện một cách quán triệt kế hoạch xây dựng của thị ủy hoàn thành công cuộc xây dựng thành phố mới tần thanh lại đứng dậy lần nữa cô thể hiện sự cảm ơn với các lãnh đạo đồng thời khẳng định quyết tâm của mình. Sau hội nghị ngày hôm đó, Tần Thanh đi ra khỏi phòng họp, cô còn phải đến văn phòng thị trưởng gặp thị trưởng Trường Phương Chi. Đến trước cửa phòng thị trưởng, trợ lý Thường Tâm Lăng nhanh chóng đi đến đón tiếp, Tần Thanh cười rồi đi theo Thường Tâm Lăng ra phía cầu thang, Thường Tâm Lăng quan tâm, "Chị Thanh, hội nghị tiến hành thuận lợi chứ?" Tần Thanh mỉm cười, "Chỉ là gặp gỡ với mọi người thôi, Hải Tâm, bây giờ chị phải đi gặp thị trưởng Phương, ông ấy có việc cần dặn dò." Thường Hải tâm gật đầu, vậy em ở bên ngoài đợi chị nhé. Tần Thanh đáp, chính quyền thị đã sắp xếp văn phòng cho chúng ta, em hãy đi tìm Tổng bí thư Lưu Bác Sinh, ông ấy phụ trách việc này, một lát nữa chị sẽ trực tiếp đến văn phòng gặp em. Thường Hải tâm vâng một tiếng, rồi nói nhỏ, chủ nhiệm trương đã chuẩn bị một bữa tiệc tối để tẩy trần đón tiếp chị. Tần Thanh đáp, tối nay sợ là không được, phía thị đã có sắp xếp rồi thị trường Đông Giang Phương Chi đặt hẹn gặp Tần Thanh chủ yếu để cô thông báo qua về ba công tác cụ thể và trọng điểm công việc cần làm trong tương lai. Tần Thanh cũng biết ngoài tổng chỉ đạo họ hôn này ra còn có một tổng chỉ đạo anh khác, nguyên là hôn chủ nhiệm quản lý công tác khai thác Đông Giang Lưu Bảo Toàn, gã được phân công đến để giúp đỡ mình cũng nhận chức chủ nhiệm ủy hội quản lý thành phố, bí thư công ủy đảng. Theo lời của Lương Thiên Chính, cô được chính lãnh đạo tỉnh lựa chọn, còn gã Lưu Bảo Toàn này lại là thành phố Đông Giang bầu ra. Gia hoàn toàn đại diện cho lợi ích của Đông Giang. Lúc Tần Thanh bước vào văn phòng của Phương Chi Đạt, Lưu Bảo Toàn đã có đợi sẵn trong đó, thấy Tần Thanh bước vào, gã niềm nở đứng dậy. Phương Chi Đạt cười, "Vào đây, giới thiệu một chút nhé, vị này là Tần Thanh bí thư công ủy đảng." Tần Thanh mỉm cười, cô chưa từng gặp Lưu Bảo Toàn, thậm chí trước khi đến Đông Giang còn không biết có vị tổng chỉ đạo anh này xem ra thị ủy đông giang có vẻ như không hề buông tay hoặc là vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cô đã đặc biệt bố trí một cán bộ địa phương có thể hiểu là các lãnh đạo muốn triển khai công tác một cách thuận lợi nhất sắp xếp một cán bộ nắm rõ tình hình đông giang để kết hợp làm việc với cô nhưng tần thanh hiểu rõ lãnh đạo làm như vậy là không muốn tập trung toàn bộ quyền lực vào tay một người sắp xếp như vậy rất có lợi có thể giám sát hạn chế lẫn nhau Phương Chi đạt vỗ vai Lưu Bảo Toàn, "Vị này là chủ nhiệm ủy hội quản lý khu vực thành phố mới. Đồng chí Lưu Bảo Toàn, trước đây đồng chí giữ chức phó chủ nhiệm quản lý công tác khai thác, tương đối nắm rõ tình hình các mập của Đông Giang." Sau khi xem xét, lãnh đạo tỉnh đã lựa chọn đồng chí Bảo Toàn phối hợp làm việc với đồng chí, "Tôi tin rằng kinh nghiệm lâu năm dày dặn của đồng chí Bảo Toàn sẽ đồng chí nhanh chóng làm quen với Đông Giang." Tần Thanh cười, "Xin chào chủ nhiệm Lưu." Cô chủ động đưa tay ra Lưu Bảo Toàn kinh ngạc vội bắt tay cô, gã kinh ngạc không phải vì chức vị của cô mà do vẻ đẹp quyến rũ trước mắt. Một phụ nữ xinh đẹp đến vậy đang bắt tay với mình, đương nhiên gã có cảm giác vừa mừng vừa lo. Nhiều lúc vẻ đẹp xuất chúng này cũng có thể tạo ra áp lực tâm lý cho người khác, Lưu Bảo Toàn nói, bí thư tần, sau này tôi sẽ hết sức phối hợp làm việc với đồng chí. Tần Thanh mỉm cười đáp, chủ nhiệm Lưu khách khí rồi, tôi vừa mới đến Đông Giang còn nhiều thứ chưa biết, về công việc còn chưa rõ phải bắt tay từ đâu, chủ nhiệm Lưu đã từng là lãnh đạo quản lý khai thác Đông Giang, có kinh nghiệm dày dặn phong phú, sau này phải mong nhờ sự giúp đỡ của đồng chí nhiều hơn mới phải. Lưu bảo toàn cười, đồng chí tần khách sáo mới đúng. Tuy gã thừa nhận tần thanh xinh đẹp, nhưng không hề tin rằng người đẹp có năng lực chính trị, dù lãnh đạo đã nhấn mạnh nhiều lần về năng lực làm việc của cô, gã vẫn không tin, không tin một chút nào. Gã ở trốn quan trường đã hơn 20 năm, việc gì cũng gặp cũng từng trải qua, với những người phụ nữ xinh đẹp mà trước cao vọng trọng như thế này, duy nhất chỉ có một lối đi giống nhau, nghĩ đến đây, Lưu Bảo Toàn thấy kinh bỉ tần thanh. Trong thâm tâm gã đang suy nghĩ nhiều thứ, tuy lần này được thăng chức lên nửa cấp, từ chủ nhiệm quản lý khai thác lên chủ nhiệm khai thác thành phố mới nhưng trong tổ chức chỉ đạo thành phố gã chỉ đứng thứ hai, gã thực không hiểu tần thanh có tài cán gì mà đòi đứng trên gã. chương 1019, ván cờ bắt đầu 3. Bên ngoài lưu bảo toàn thể hiện rất tốt, đối với loại quan lại lọc lõi thì giả bộ là chuyện dễ dàng. Phương Chi Đạt nói, tôi tin tưởng vào công tác trong tương lai của các vị, tin rằng dưới sự lãnh đạo của các vị, Bộ Chỉ đạo Kiến thiết thành phố mới sẽ nhanh chóng đạt hiệu quả. Trong cuộc họp hôm nay Tần Thanh đã phát biểu mạnh bạo, cô lặp lại những lời nói đó, thị trưởng Phương, tôi sẽ nhanh chóng triển khai công việc. Phương Chi Đạt dặn dò một số trọng điểm công việc, Lưu Bảo Toàn rất chăm chú nghe, còn gật đầu lia lịa. Tần Thanh trong lòng cũng dự đoán được vài điểm, xem ra công tác ở Đông Giang không dễ dàng như cô nghĩ, khó mà thực hiện được khát vọng của cô một cách tùy ý. Văn phòng chỉ đạo kiến thiết thành phố được đặt ở tầng 5 khu 3 của Đại viện Chính phủ, có tất cả 3 phòng, thực tế ở đây chỉ là văn phòng cũ, nếu sau khi khai triển công tác kiến thiết, e là ba gian phòng này không thể phù hợp với yêu cầu. Sau khi ra khỏi văn phòng thị trường, Tần Thanh và Lưu Bảo Toàn cùng đến khu văn phòng, Thường Hải Tâm đã đợi Tần Thanh ở bên trong, ba gian được chia ra, một là văn phòng của Tần Thanh, một của Lưu Bảo Toàn, phòng còn lại để dùng cho nhân viên phòng chỉ đạo kiến thiết. Thường Hải Tâm Hiện đã được sắp xếp làm chủ nhiệm văn phòng hành chính chỉ đạo kiến thiết. Lãnh đạo thị đáo sơ bộ định ra danh sách nhân viên phòng chỉ đạo kiến thiết, Tần Thanh xem qua danh sách, vẻ mặt nở nụ cười. Thân làm bí thư công ủy đảng của thành phố mới, cô không hề được tham gia vào công tác lựa tuyển nhân viên, bây giờ đã phân công đủ danh sách nhân viên cho cô, nếu coi cô là một đầu bếp, thì cũng giống như nấu ăn, chuẩn bị sẵn sàng xong xuôi nguyên liệu rồi thì lãnh đạo tỉnh có ý bắt cô phải dùng những nguyên liệu đó. Hơn nữa lại định rõ hạng mục, khó mà tạo ra thay đổi ở đây. Tần Thanh tìm thấy tên của Thường Hải Tâm trong dãy danh sách, cô đã đặc biệt yêu cầu việc này. Cô cũng tìm thấy tên của Trương Dương trong đó, hắn thuộc bên hội ủy quản lý thành phố. Phải nói đến việc thiết định tổ chức của tầng quản lý thành phố, Tần Thanh là tổng phụ trách thành phố, Bí thư công ủy Đảng, kiêm tổng chỉ đạo phòng kiết thiết, hội ủy quản lý thành phố lại phân ra làm 3 đơn vị: Cục quản lý tổng hợp, Cục kiến thiết và Cục nghiệp vụ xã hội. Trương Dương tạm thời phân làm cục trưởng cục nghiệp vụ xã hội chứ không được phân công công tác cụ thể, phạm vi quản lý của cục nghiệp vụ chỉ là phụ trách quản lý hành chính hội ủy các khu trực thuộc thành phố mới, gồm quản lý kế hoạch hóa gia đình, văn hóa giáo dục, dân chính, tôn giáo và vũ trang nhân dân. Đồng thời công tác phụ trách này có nhiệm vụ ổn định không đổi, chuyên phụ trách chế định và thực hiện kế hoạch phát triển nghiệp vụ công ích xã hội. Tần Thanh trao mày, cô sớm đã định Trương Dương sẽ đảm nhận công tác chiêu thương cho thành phố, nhưng theo tình hình trước mắt, lãnh đạo Đông Giang không hề coi trọng hắn, chỉ giao cho hắn chức hội ủy quản lý thành phố, tức là đứng dưới sự lãnh đạo của Lưu Bảo Toàn. Đối với tính cách của Trương Dương, sự sắp xếp như vậy thật khó mà tiếp nhận. Thường Hải Tâm sớm đã xem qua danh sách này, Bây giờ trong văn phòng chỉ có cô và Tần Thanh nên nói chuyện không cần phải kiêng kỵ gì, Thường Hải Tâm nói: "Chị Thanh, em thấy lãnh đạo thị quản lý rất nhiều." Tần Thanh hiểu rõ ý của Thường Hải Tâm, cô nhẹ nhàng: "Tất cả đều là khởi đầu, lãnh đạo thị chỉ đưa ra cho chúng ta một danh sách lựa chọn nhân viên, nhưng cũng không phải là định án cuối cùng, công việc cụ thể còn cần phải dựa vào thực tế công việc để quyết định." Thường Hải Tâm nói: "Điều trương Dương nếu cục nghiệp sự xã hội quyết định dở như vậy không biết là của ai nghĩ ra." Tần Thanh Đáp, anh ta đến bình lý thực ra không quan trọng, then chốt là anh có thể phát huy vai trò của mình hay không. Kỳ thực làm việc gì cũng không mấy khác biệt, bây giờ mọi việc mới bắt đầu, chỉ có trên kế hoạch, về phần ủy hội quản lý kiến thiết thành phố, chúng ta còn chưa xây dựng thành phố thì họ quản lý cái gì chứ? Lời nói của Tần Thanh cũng cho thấy cô không hài lòng với sự phân công sắp xếp của lãnh đạo thị. Vì cô đã được phái về đây, nên tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của cô, nếu đến việc này cũng làm không tốt cô làm thế nào để triển khai công tác sau này đây? Tần Thanh bắt đầu tin rằng, lần điều phối công tác này của mình là ý của lãnh đạo tỉnh, bên phía Đông Giang có lẽ không mong chờ sự có mặt của cô, với Trương Dương cũng vậy. Là mệnh lệnh của lãnh đạo tỉnh, phía Đông Giang đương nhiên không dám phản đối, nhưng họ không cam tâm, nếu tình hình là như vậy thật e là công việc sai này sẽ càng khó khăn. Tần Thanh xem kỹ danh sách nhân viên rồi nói, lầu các ở trên dù có dựng tốt đến mấy cũng chỉ là lầu trên, Lễ khởi công thành phố mới còn chưa bắt đầu, ván cờ phải chơi như thế nào đây, lại rất khó nói. Biết tối đó Tần Thanh tham gia bữa tiệc đón tiếp của thị nên Trương Dương đã hủy bỏ kế hoạch đón tiếp của mình, hắn hẹn thường hải tâm đến chợ đêm của lâu ở Đông Giang thử mấy món dân dã. Hai người gọi một đĩa cua xào ớt, một bát tôm hầm nước ớt và một đĩa thịt sông khói xào tiêu. Thường hải tâm trông có vẻ dịu dàng điềm đạm nhưng cô ăn được cay, thường hải tâm nguyên quán ở Hồ Nam, từ nhỏ đã quen ăn đồ cay về điểm này đến trương đại quan nhân cũng phải chịu thua, trương dương gọi thêm một đĩa ốc hương, một đĩa đậu phộng rồi nhìn thường hải tâm cười tủm tỉm thật không hiểu nổi, em ăn nhiều ớt như vậy mà da rẻ vẫn mịn màng, trắng sáng nhẵn nhụi. Câu trước hắn nói có ý như miêu tả về cảm tưởng, câu sau như miêu tả về cảm giác sờ mó. Thường hải tâm đỏ mặt, trách móc giữa chỗ đông người anh lại dở trò lưu manh. Trương Dương đáp, chủ nhiệm thường, bí thư tần của chúng ta đang rất bận phải không? Thường Hải Tâm nói, anh cứ làm như mọi người đều giống anh, cả ngày rảnh rỗi chơi bời như tên lưu manh. Trương Dương nói, không phải anh đang cầu học sao, lớp bồi dưỡng còn phải học nhiều, hơn nữa hiện giờ lãnh đạo thì còn chưa phân công công việc cụ thể cho anh. Thường Hải Tâm do dự không biết có nên nói với hắn về sự sắp xếp của thị, cô hiểu rõ tính tình của Trương Dương, hắn như là thùng thuốc nổ, nếu châm vào nhất định sẽ bùm nổ thực sự, mọi việc ở Đông Giang sẽ thêm ẩm ý. Cô nói, vì anh chưa đến tổ chức thị ủy báo danh. Trương Dương đáp, con người một khi an nhàn rảnh rỗi, sẽ không muốn làm việc, em có tin rằng, bây giờ anh không có chút tích cực nào với công việc, ngắt đầu bỏ đuôi anh cũng đã ở trốn quan trường này hơn 4 năm, có việc gì chưa từng làm qua chứ? Môi trường nào anh chưa từng trải qua chứ? Được lãnh đạo trọng dụng thì phải làm nhiều việc, lãnh đạo không thích mình thì anh càng mừng vì nhàn hạ, đỡ gây chướng mắt. Thường Hải Tâm dường như cảm thấy mới lần đầu quen Trương Dương, tròn mắt nhìn hắn trương dương đây là anh sao không phải anh thì ai thường hải tâm nói tiếp sao đột nhiên lại trở thành như vậy em thật không thể tin những lời này lại từ chính miệng anh nói ra trương dương đáp thực ra anh hiểu rõ trước đây luôn mong muốn được thăng quan tiến chức đó là vì cảm thấy mới mẻ muốn xem xem bản thân có năng lực thật sự hay không muốn chứng tỏ con người mình với người khác bây giờ anh đã nhìn rõ con người mình rồi những điều cần chứng minh cũng đã chứng minh rồi sức hấp dẫn ở chốn quan trường này với anh giờ trở nên nhỏ bé. Thường Hải Tâm nói, thế anh còn đến Đông Giang làm gì? Nói xong cô định nói thêm vài điều, nhỏ giọng nói, là vì chị Thanh phải không? Trương Dương không trả lời cô, cười nói, chuyện bây giờ anh muốn là làm cho người con gái anh yêu được hạnh phúc, anh muốn lập kế hoạch sau này cho chúng ta, làm thế nào để có thể sống hạnh phúc, hoàn mỹ. Khuôn mặt Thường Hải Tâm đỏ lên, trong lòng cô cũng thấy ấm áp, tuy cô biết Trương Dương dù lập kế hoạch như thế nào, cũng khó mà chắc chắn về mối quan hệ này. Nhưng cô tin Trương Dương không phải là người bạc tình bạc nghĩa, hắn sẽ đối tốt với cô, và hắn cũng sẽ đối tốt với những người phụ nữ xung quanh hắn. Đây cũng chính là điều khiến cho họ yêu thương hắn, một chiếc chìa khóa chỉ có thể mở được một chiếc khóa, hắn nhất định đã cho rằng mình là chiếc chìa khóa vạn năng. Thường Hải Tâm không chỉ một lần nghĩ rằng, vì sao họ lại một lòng một dạ yêu Trương Dương, còn trái tim trương dương lại có thể chia được nhiều ngăn như thế trước khi quen trương dương thường hải tâm không hề tin cậy loại đàn ông ong bướm này cô cho rằng tình cảm phải là duy nhất giữa hai người sau khi gặp hắn biết hắn là kẻ ong bướm nhưng bản thân vẫn cứ lao vào yêu hắn thậm chí có thể trao gửi cả trái tim và thể xác mình cho hắn cô cũng không nghĩ nhiều về tương lai là một người phụ nữ thông minh cô đã từng tự dằn lòng buông xuôi nhưng lại không thể dừng lại được nếu ông trời để cho cô gặp trương dương cô chỉ còn biết tiếp nhận tình yêu này dù cho cả đời không sáng lạn gì trương dương nói công tác cụ thể của thị trường thái đã có quyết định rõ ràng chưa thường hải tâm cười bí thư tần mới đúng lãnh đạo thì quyết định bổ nhiệm chị ấy làm phó tổng chỉ đạo bộ chỉ đạo kiến thiết bí thư công ủy đảng phó tổng chỉ đạo tổng chỉ đạo là ai lương thiên chính hay là phương chi đạt trương dương tương đối biết rõ những đối tượng chính trị này bí thư lương Trương Dương gật đầu, chỉ là danh nghĩa thôi, danh nghĩa mà không được làm, các lãnh đạo đều như vậy. Trương 1020, ván cờ bắt đầu 4. Thường Hải tâm cười. Trương Dương cầm chén rượu lên uống, em là chủ nhiệm văn phòng bộ kiến thiết. Trương Dương cười nói, được đấy, thăng quan rồi nhé, phó sở rồi phải không? Thường Hải tâm đáp, phó gì chứ, vẫn là cấp khoa thôi. Trương Dương nói, em thụt lùi rồi đấy, Thường hải tâm nghe không hiểu ý của hắn, nhìn hắn một cách khó hiểu. Trương đại quan nhân cười vẻ mặt gian xảo, giờ này năm ngoái còn là sở, bây giờ đến ca sở cũng không phải. Thường hải tâm tức giận dẫm lên chân hắn ở dưới bàn, còn nói thêm, trước cán bộ cấp sở của mình là do chính hắn kéo xuống, cô thở mạnh, anh nói thật đi, rốt cuộc đã tự tay kéo xuống bao nhiêu cán bộ cấp sở. Trương đại quan nhân nói, ý gì vậy? Lúc này hắn giả bộ ngây ngô, Thường Hải Tâm nói, "Em nhìn thấu con người anh, anh là đồ lừa đảo, lưu manh, đều cáng." Nghe thấy lời phê bình của cô, Trương Dương cười ầm lên. Thường Hải Tâm thở dài, "Em thấy hối hận khi đến Đông Giang." "Vì sao thế? Ở cùng với người như anh, không phải cả ngày em đều phải chịu thiệt sao?" Trương Dương cười, "Nước ta có câu châm ngôn, chịu thiệt tức là được lợi, lúc hai chúng ta ở cùng nhau, có lúc nào là anh không phải xuất lực?" rời khỏi anh, em có thể có da mặt đẹp như vậy không? Thường Hải tâm cáu, càng nói càng hạ tiện, mặc kệ anh. Trương đại quan nhân chuyển sang chuyện khác, anh nghe người khác nói, lần này anh được phân công phụ trách công tác chiêu thương, thế rốt cuộc anh giữ chức vụ gì? Chủ nhiệm phòng chiêu thương phải không? Dựa vào cấp bậc của anh chắc cũng phải được làm tổng chỉ đạo gì đó chứ? Thường Hải tâm đáp, em nói với anh, anh không được tức giận đâu nhé. Trương Dương nói, có gì đáng tức giận chứ, anh sớm đã xem thường việc đó rồi anh được giao làm cục trưởng cục nghiệp vụ xã hội trực thuộc ủy hội thành phố mới trương đại quan nhân vừa nghe thấy ngẩn người ra cái gì cho gì vậy anh phụ trách cục nghiệp vụ xã hội công tác cụ thể là phụ trách quản lý hành chính của ủy hội trực thuộc thành phố quản lý kế hoạch sinh đẻ văn hóa giáo dục y tế tổng hợp trị an xã hội hòa giải nhân chính tôn giáo quần chúng và võ trang nhân dân công việc phụ trách mang tính ổn định phụ trách chế định và tổ chức thực thi kế hoạch phát triển nội thành, kể ra quyền lực cũng không nhỏ. Trương Dương cười nhạt, em tưởng anh không hiểu sao? Đây chẳng qua chỉ là một đám việc vớ vẩn, còn phụ trách cái gì mà kế hoạch sinh đẻ, anh đi một vòng để rồi quay trở về chỗ cũ, hồi trước lúc mới vào làm quan anh cũng phụ trách mảng kế hoạch sinh đẻ, đúng là đám lãnh đạo này biết cách chỉnh đốn. Sao không để anh trực tiếp phụ trách công tác phụ nữ luôn? Thường Hải Tâm nói, em biết anh sẽ bực mình việc này nên mới không muốn nói. Trương Dương nói, anh không tức giận, chỉ cảm thấy đám lãnh đạo này quả là chết tiệt, miệng oang oang nói cần nhân tài như anh, nhưng lúc đến đây lại để anh quản lý cục nghiệp sự xã hội, có nhầm không vậy? Anh là cán bộ cấp sở. Thường Hải Tâm nói, còn nói không tức giận, mặt anh đang biến sắc kia kìa. Trương Dương cười, thật anh không tức giận, cục nghiệp sự thì cục nghiệp sự, chỗ nào cũng tiêu cực. Bọn họ chung quy muốn hạ cấp anh xuống đây mà. Thường Hải Tâm nói tiếp, chị Thanh cũng rất bất bình với sự sắp xếp của lãnh đạo. Chị ấy đang chuẩn bị thương lượng với lãnh đạo để tổ hợp lại ban lãnh đạo thành phố mới. Trương Dương nói, làm gì có thành phố mới. Chỉ là bản quy hoạch trên giấy, chưa hề bắt đầu gì cả. Đúng rồi, chủ nhiệm quản lý hội ủy là ai vậy? Lưu Bảo Toàn, trước đây là phó chủ nhiệm hội ủy Cục Khai Thác Đông Giang. Trương Dương biết rõ Lưu Bảo Toàn, lúc đầu khi gặp sự cố nước giang thủy ô nhiễm, chủ nhiệm hội ủy cục khai thác liêu bác sinh đã trốn tránh trách nhiệm, sau đó vị phó chủ nhiệm này đứng ra giải quyết đại cục. Trương Dương lúc đó vì không thương lượng được, nên đã ném thẳng một bình nước ô nhiễm giang thủy vào mặt gã. Giờ nghe nói gã làm lãnh đạo của mình, Trương Đại quan nhân tự cảm thấy không ổn chút nào. Nếu thật Lương Thiên Chính mời hắn đến Đông Giang, vậy chứng tỏ ông ta có ý chủ ghét mình, Trương Dương phát hiện ra khởi đầu của mình ở đây thật có nhiều trắc trở đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy vì hành động lúc đầu của mình nên giờ đắc tội với bao nhiêu người ở Đông Giang. Nếu những người này lập kế trả thù mình thì sao? Trương Dương lại cảm thấy càng thản nhiên, báo thù ư? Cứ làm đi, dù sao thì Lão Tử cũng đã đến Đông Giang, có gan thì cứ nhầm vào hắn. Thường Hải Tâm thấy Trương Dương trầm tư một lúc lâu, cho rằng hắn đang tức giận thật sự, nhỏ giọng nói: Anh đừng để ở trong lòng. Bây giờ sự việc còn chưa được quyết định chính thức. Trương Dương cười, kệ nó, chúng ta uống đi, anh còn chưa nói với em, hôm nay anh đã là nghiên cứu sinh rồi. Thường Hải Tâm mừng rỡ kinh ngạc, thật chứ? Trương Dương gật, tốt nghiên cứu sinh đầu tiên của lớp nghiên cứu, sau này anh có thể ngẩng cao đầu trước mặt em rồi, cũng bằng cấp ngang ngửa với em đấy. Thường Hải Tâm đáp, bằng của em là đại học, anh giờ đã vượt qua cả em rồi, hơn nữa, có khi nào anh không ngẩng cao đầu trước mặt em chứ? Trương Dương nói tiếp, trước đây chỉ ngẩng đầu nhỏ chứ không ngẩng đầu to, bây giờ thì cả hai đầu đều có thể ngẩng cao. Thường Hải Tâm không khỏi mắng hắn lưu manh, hai người không nói tới chuyện chính trị nữa mà vừa ăn vừa chuyện phiếm rất vui vẻ. Đến 9 giờ, Thường Hải Tâm rời đi, cô phải đến Sơn Trang Nam Quốc, hai ngày nay cha cô lên tỉnh họp, cô phải đến nói chuyện với ông. Trương đại quan nhân định đưa cô về chỗ mình để thoải mái một chút, nghe thấy Thường Tụng đến đành từ bỏ ý định, hắn nói muốn đưa cô đi. Thường Hải Tâm lắc đầu từ chối, cô không muốn cha mình biết quan hệ giữa hai người nên tự lái xe đi. Thường Hải Tâm đi khỏi sau đó không lâu, Tần Thanh đã gọi điện đến, hỏi xem Trương Dương và Thường Hải Tâm đi ăn ở đâu. Cô vừa rời khỏi bữa tiệc tiếp đón của thị trường, Trương Dương hỏi cô đang ở đâu để hắn đến đón, hắn lái chiếc Hammer tới. Tần Thanh thấy Trương Dương lái chiếc Hammer đến, cũng lấy làm kinh ngạc, chiếc xe này thực là quá hoành tráng, cô nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng ngồi vào xe, khoe khoang quá đấy. Trương Dương cười, xe của người khác, anh mượn đi thử, nó có hợp với anh không? Tần Thanh thở dài, không bình luận gì, Trương Dương ngửi thấy mùi rượu ở nàng cười nói, uống rượu hả? Tần Thanh gật đầu, cô có chút mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, lãnh đạo chúc rượu, không uống thì không được, thật phiền. Cô bắt đầu thấy chán nản về mọi việc trốn quan trường. Trương Dương nói, rượu dễ làm mất tỉnh táo làm loạn sau này ít uống đi nhé. Tần Thanh cười, anh lo cho em à. Trương Dương khởi động xe, nhưng ở trốn quan trường cũng phải uống chút ít, như vậy sau này em uống cũng được, có điều đừng có làm loạn với anh. Tần Thanh cười khanh khách, cô trượt người xuống, gối đầu lên đùi Trương Dương, chỉ sợ người làm loạn không phải em mà là người khác. Trương Dương một tay cầm vô lăng, một tay vuốt ve mái tóc cô, đến chỗ anh nhé, viên ba cho anh mượn một phòng đôi. Tần Thanh ừm một tiếng, Nói một cách phó thác, tùy anh, đưa em đi đâu thì em tới đó. Bí thư Tần luôn như vậy trước mặt Trương Dương, giống như cừu non đợi làm thịt. Sự phản kháng mang tính tượng trưng chỉ càng tăng thêm lửa tình mạnh mẽ giữa hai người. Tối này Trương Dương cực kỳ hưng phấn và xúc động, Tần Thanh cũng nhận thấy rõ điều đó, cô ôm chặt lấy thân hắn, nhẹ nhàng cắn chặt vai, chịu đựng từng đợt táo bạo, ánh mắt trong veo đang mê mẩn khó tả. Vẻ đẹp quyến rũ đó dường như đang bị Trương Dương làm cho hòa tan cô cuối cùng cũng không thể nào chịu đựng được sự khích thích mạnh liệt của Trương Dương vào mình. Đôi chân thon dài mức khiến người nghẹt thở xoắn chặt lấy Trương Dương, ngăn hắn tiếp tục tiếp sâu. Trương đại quan nhân còn chưa vào hết liền nhỏ nhẹ, em thả lỏng chân ra, quấn chặt quá. Tần thanh cáu, sắp vỡ cả xương ra rồi, mệt mỏi cả ngày giờ lại bị anh giày vò, sớm biết thế này, em không thèm đi về với anh, nhiều. Tuy miệng nói vậy nhưng đôi chân cô lại nới lỏng ra, trương đại quan nhân thấy thế lập tức lao vào, đôi chân của cô lại xoắn lại. Tấm thân thon thả mềm mại dính sát lấy người trương dương, cuống họng cứ thế giết lên những lời ý loạn tình mê, niềm sung sướng tuyệt vời trong đầu nàng giờ đây như biến thành trống không. Không biết bao lâu sau đó, một đợt như sóng thủy chiều cứ thế ảo ảo đánh mạnh vào cơ thể cô vừa ấm áp lại vừa mãnh liệt. Cảm giác cứ thế lặp lại, lúc tỉnh lúc mê man nghẹn thở, trong đôi mắt trào lên sự ướt át nghẹn ngào thỏa mãn, Cô thả lỏng đôi môi khỏi người Trương Dương mới phát hiện ra vai hắn đã bị cô cắn sâu hẳn vết, đau không? Trương Dương lắc đầu, hắn ôm lấy cô bàn tay siết xoa mọi đường nét mềm mại trên cơ thể. Tần Thanh nhắm nghiền mắt, yên lặng hưởng thụ sự âu yếu ve vuốt của hắn, dịu dàng nói sao lại tới Đông Giang. Trương Dương cười, vì em đấy. Tần Thanh ôm lấy cánh tay hắn, thân thể lại càng kết chặt vào người hắn. Trương Dương nói, tối anh có nói chuyện với Thường Hải Tâm về công việc, Tần Thanh không muốn nói về công việc, cô nói, Hải Tâm đến Đông Giang là vì anh đó. Trương Dương vuốt ve tay nàng. Tần Thanh nói tiếp, em nhận thấy rõ ràng. Trương Dương ôm chặt nàng, rồi nói thì thầm bên tai, em có trách anh không? Tần Thanh đáp, nếu em trách anh, lúc đầu đã không để cô ấy đến làm chủ nhiệm văn phòng của em. Trương Đại Quan Nhân vui mừng khôn xiết, hai tay ôm lấy má của Tần Thanh, hôn xiết lấy đôi môi cô, thật là thông tình đạt lý. Tần Thanh mắng, anh hả, thật là kẻ xấu xa, biết bao nhiêu phụ nữ bị hại trong tay anh. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1020